không khó nhỉ. Thôi được rồi, mai làm tiếp đi. Hello các chị. Ừ thì vứt vào trong nhà đi. Ok chị. Lên thì nhiều nha, hôm nay lên nhiều 39.000 nha mọi người. Chia sẻ livestream giúp em. Chỉ cọc thẻ chọn nó luôn trên line cũng được nha, hôm nay váy hè 39 đấy. Chỉ cà sỉ mới cọc thẻ chọn luôn trên line cũng được nha mọi người. Chia sẻ livestream giúp em các chị yêu ơi. Nào chia sẻ live em hôm nay gì có như nào. Hôm nay chơi mini game trước đã. Chơi mini game trước đã sau đó mình bán hàng. Được không ạ? Chơi mini game trước đã sau đó chị em mình sẽ bán hàng. Ok chưa? Em chào chị Ngô Linh Nga, quần đùi người lớn đi trang của chỗ. Ok chị yêu. Tạo chiến dịch mở ấy chưa? Quần đùi size to ấy chị, quần đùi size to em trang không có đâu. Quần đùi size to tạm thời em trang không có nha. Chia sẻ livestream cho em nhiệt tình mọi người ơi. Chia sẻ livestream cho em nhiệt tình nha các chị yêu nha. Bật phần mềm lên các thứ đi. Để em chuẩn bị like ở bên page này nữa nào. Chia sẻ livestream giúp em Trang để chơi mini game. Cầm váy hè vào đây đi anh, về váy mới nhá. Chia sẻ livestream để tặng mini game này các chị yêu này. Đó, chia sẻ livestream cho em để tặng mini game được chưa ạ? Chị yêu nào vào like rồi nhấn cho em xin hai lượt chia sẻ trang cá nhân. Hai lượt chia sẻ trang cá nhân, ba lượt hội nhóm. Bố em đã phá hết bút màu rồi. Ok chưa ạ? Hai lượt chia sẻ trang cá nhân, ba lượt hội nhóm cho em nhá các chị yêu nhá. Hai lượt chia sẻ trang cá nhân, ba lượt hội nhóm, một chỗ mặt to kinh khủng. Hai lượt chia sẻ trang cá nhân, ba lượt hội nhóm cho em và để chế độ theo dõi page giúp em nha. Ok chưa ạ? Và để chế độ theo dõi trang page giúp em. Mọi người nhá. Đó, để em lên váy hè cho bé. Chị yêu nào là sỉ mới? Chị yêu nào là sỉ mới muốn nhặt sỉ trên like ngày hôm nay váy bé các chị vào cọc tiền cho em để nhặt sỉ trên like luôn nha các chị yêu nhá. Tại vì nhiều chị là không muốn không gọi video trực tiếp thì các chị tốt nhất là chọn sỉ trên like cho em, được chưa ạ? Cọc thẻ cho em để chọn sỉ trên này. Ok chưa ạ? Chia sẻ livestream giúp em Trang với nhá. Ok chưa ạ? Em chào chị Ngọc Hoài Trần nhá. Chào chị Vân Ly Mi. Chia sẻ livestream giúp em Trang với đã nhá. Mỗi chị nhấn cho em xin vài ba lượt chia sẻ. Được chưa ạ? Mỗi chị nhấn cho em Trang xin vài ba lượt chia sẻ. Đấy. Mỗi chị nhấn cho em Trang xin vài ba lượt chia sẻ. Ok chưa ạ? Nhấn cho em Trang xin mỗi chị vài ba lượt chia sẻ. Để chế độ theo dõi page giúp em. Mọi người nhá, để chế độ theo dõi trang page giúp em. Ok chưa ạ? Bắt đầu chơi mini game đầu like cho em. Tặng mini game đầu like này cho nó hoan hỉ. Mọi người chia sẻ like, comment đã chia sẻ lên cho em. Được chưa ạ? Chia sẻ livestream giúp em nha các chị yêu nha. Chia sẻ livestream giúp em. Hello tất cả các chị. Set cốt tông bé có 28 cân. Bây giờ em bắt đầu lên hàng đây. Anh ơi lấy hai váy hè. Ok chưa ạ? Em bắt đầu tặng mini game nữa chứ. Tặng mini game. Được chưa các chị? Em chào chị Thỏ Trắng Suli nha. Mai em check tin nhắn nha chị gái ơi. Mai em check tin nhắn nha. Ngày hôm nay có váy hè mới. Đấy. Ngày hôm nay có váy hè mới cho chị em nhà mình. Em chào chị Thu Thảo Huynh. Page mới đúng không ạ? Chào chị gái. Các chị nhớ nhấn like và nhấn theo dõi page giúp em. Các chị yêu nhá, nhớ nhấn like và nhấn theo dõi page cho em. Ba chín nghìn này thì như nào ạ? 39.000 này, em chào chị heo heo mọi nhá. Chưa chia sẻ like nhưng mà chưa hiện người chia sẻ chị ơi. Đó, chia sẻ like nhưng mà chưa hiện người chia sẻ đâu ạ. Để chế độ lại cho em.
Này nhiều lắm. Chị nào xỉ mới muốn gì ạ? À? Chị nào xỉ mới mình muốn Ok, thỉnh thoảng tặng lượt chia sẻ thôi, rồi ok ạ. À, thì như nào ạ? Cái hàng 39.000 này thật ra là đã là giá tặng cho chị em mình rồi. Đấy, nên là vào like rồi các chị yêu chia sẻ livestream nhiệt tình cho em. Nhá mọi người nhá, vào like rồi các chị yêu chia sẻ nhiệt tình cho em. Tặng nhiều lắm. Like nhận được vào một bọc hàng to, hàng đẹp rẻ. Em cảm ơn chị Dương Thúy. Cảm ơn chị gái. Đấy, mọi người nhận hàng các chị cứ ưng là ok. Mọi người nhận hàng các chị cứ ưng là ok cho em, được chưa ạ? Ok chưa? Chia sẻ livestream cho em nha mọi người ơi. Đó, ôi giời, ông chồng này bảo là lấy cái em. Lấy cái gì nhỉ? Lấy cái váy hè vào mà lâu quá. Trời, bộ này may mặc xinh dã man luôn. Bộ này nay mặc xinh dã man luôn này. Đấy. Bộ này nay mặc xinh dã man luôn. Tí nữa để em treo lên. Chị yêu nào vào like chấm bài cho em để em nhìn thấy mọi người nào. Em chào chị Hồng Cẩm nha, em chào chị Đỗ Hà. Chia sẻ livestream giúp em chưa mọi người? Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài like cho em. Các chị yêu nhá, nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài like cho em. Bao giờ được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi các chị yêu ơi? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? Mới được có 67 lượt chia sẻ thôi. Lên trên 150 lượt chia sẻ em bắt đầu tặng váy nhá. Và ngày hôm nay nha các chị yêu nhá, toàn váy đẹp thôi. Được chưa ạ? Ngày hôm nay toàn váy đẹp cho em cái kéo anh ơi. Hôm nay thì em trang bán gọi là toàn hàng đẹp cho chị em mình thôi. 39.000. Được chưa ạ? 39.000 đồng. Đấy, các chị yêu chia sẻ like cho em. Mọi người nha, chia sẻ like để tặng quà đã. Chia sẻ like để tặng váy. Được chưa ạ? Chia sẻ live stream để tặng váy. Đã chia sẻ ok chị Vũ Bảo Ngọc, ok chị Heo Heo Mọi, ok chị gái Kinh Bắp, ok chị yêu luôn. Đấy, hôm nay em like 2 page nha mọi người. Chia sẻ live stream nhiệt tình mạnh tay cho em. Được chưa ạ? Chia sẻ live stream nhiệt tình mạnh tay cho em. Để em bắt đầu tặng váy hè cho bé. Mọi người nha, trời ơi toàn này. Toàn những mẫu đẹp dã man luôn. Hàng nhiều có châu chất rồi, thấy em trang like lại mò vào xem. Không mò vào xem buổi live ngày hôm nay là các chị gọi là như nào? Tiếc, cực kỳ tiếc luôn. Chị mà đặc biệt là chị yêu nào ngày hôm nay có bé gái là thứ nhất. Thứ hai là các chị có bé sai đại là cái thứ hai. Được chưa ạ? Là các chị không xem cái live này là cực kỳ tiếc. Bởi vì ngày hôm nay em có một lô ba lỗ. Sắp nách sai đại cổ cho các con luôn. Nha mọi người nhá, sắp nách sai đại cổ cho các bé. Đấy, sắp nách sai đại cổ cho các con luôn. Em chào chị Hiệp Linh. Đồ bộ bao nhiêu ký vừa em? Bộ đỏ này chị ơi, bộ đỏ này chỉ 53-54 cân đổ về thôi. Đây là size của nó là size L. Trời ơi size L. Đẹp nhất luôn các chị yêu ạ. Hàng đuôi cao cấp, chị nào chốt bộ đỏ comment bộ đỏ. Vừa bán vừa tặng chị em mình 99.000 đồng. Hàng đuôi cao cấp, ống suông dài. Các chị yêu nhìn cho em này. Đấy. Thấy chưa ạ, mặc sang kinh khủng luôn. Nhìn thấy vải đuôi chưa các chị yêu ơi? Chị nào chốt bộ đỏ comment bộ đỏ. Còn chị yêu nào ngày hôm nay đã chia sẻ like, tất cả các chị đã chia sẻ like chắc chắn là các chị sẽ mua được hàng 39.000 đồng. Được chưa? 89 lượt chia sẻ rồi ạ. 89 lượt chia sẻ, mỗi chị nhấn trên xin 2 lượt chia sẻ trang cá nhân, 3 lượt hội nhóm. Nha mọi người nha. 2 lượt trang cá nhân, 3 lượt hội nhóm cho em. Bắt đầu tặng quà. Tặng cho chị yêu nào mình có logo là người chia sẻ nhá. Ok ạ. Tặng cho chị yêu nào mình có logo là người chia sẻ cho em. Được chưa các chị yêu ơi? Chơi mini game mã đầu tiên là mã tặng. Đầu like cho nó hoan hỉ. Chị nào vào like nhấn trên trang xin một nút chấm. Chị nào vào like nhấn trên trang xin một nút chấm nha. Chưa được tặng quà. Thế trời ơi tiếc quá. Có chị thì rất là hay săn được quà. Cái này là do các chị yêu mình may mắn thôi đúng không ạ? Do các chị yêu mình may mắn, nhớ là phải như nào ạ? Chia sẻ livestream cho em 2 lượt về trang cá nhân, 3 lượt hội nhóm nha mọi người. Và để chế độ theo dõi page giúp em. Được chưa các chị yêu ơi? Và để chế độ theo dõi trang page cho em để các chị yêu mình ngày hôm nay về như nào ạ? Ngày hôm nay về vậy. Chị Vũ Gia Huy vào chọn váy hè cho bé đi chị ơi. Vào chọn váy hè cho bé về bán đi, đang nóng. Được chưa ạ? Chị Vũ Uyên à. Trang ơi chị nhận được quần áo rồi, hàng đẹp lắm á. Ok chị yêu này, nay chị nhận được cái áo phông con gái chị lớn thích lắm. Em cảm ơn chị này. Có bộ 58kg không? Có nha chị Thanh Phan Thị. Ok chưa ạ? Mã này là mã em tặng cho chị yêu mình chia sẻ livestream chơi mini game đầu like cho nó hoan hỉ. Nói chung là ngày hôm nay em bán váy này em đã tặng cho chị em mình rồi. Thật sự các chị yêu là 39.000 đồng. Cái này thì chị nào nhập xỉ nhà em thì biết nha, không hề chênh giá xỉ là bao nhiêu nghìn. Không hề chênh giá xỉ là bao nhiêu tiền. Được chưa ạ? Đấy, đẹp dã man luôn. Con này đầu like là tặng cho nó hoan hỉ. Tặng cho chị yêu nào đã chia sẻ livestream, đã để chế độ theo dõi trang page giúp em. Các chị yêu nhá, lưu ý cho em là để chế độ theo dõi trang page giúp em. Không là chị em mình nó hay lạc mất nhau. Đấy.
Không là em Trang không có chạy quảng cáo là đến lúc nó cứ hay lạc. Các chị muốn xem lại like của em tìm mãi cũng không thấy. Được chưa ạ? Muốn xem like của em cũng tìm mãi nó cũng không thấy. Thế nó là rất là buồn. Ơ ai gắn thẻ mình cái gì à? Đấy. Ok chưa? Tặng cái đầu tiên đấy nhá các chị em nhá. Tặng đầu tiên đấy nhá. Sau đó là bán hàng. Sau đó là cứ cách 1-2 mã em Trang sẽ tặng. Ngày hôm nay em sẽ không tặng chia sẻ nhiều như mọi khi, mà em sẽ tặng chơi mini game cho nó vui vẻ. Nhưng mà tất cả các chị được quà. Tất cả các chị chúng mini game là các chị phải có logo là người chia sẻ ít nhất 2 lượt trang cá nhân, 3 lượt hội nhóm. Được chưa ạ? Con này comment cho em mã là gì ạ? Tặng váy xinh gạch ngang Trang Đức em ghim chị thứ 6. À, tớ nhắn tin chốt 10 bộ quần áo á. Ok chị. Tặng váy xinh gạch ngang Trang Đức, gạch ngang Trang Đức em ghim chị thứ 6. Mã đầu tiên em ghim chị thứ 6. Được chưa các chị yêu ơi? Xong đó là em sẽ bán hàng luôn cho chị em mình. Ghim chị thứ 6 cho nó hoan hỉ. Em chào chị Tuyền Linh, em chào chị Đỗ Hà nha, em chào chị Ngọc Hoài Trần, em chào chị Gái Như Nguyệt. Nhanh tay cho em ngày hôm nay gọi là các chị banh, gọi là như nào, banh lóc về cái váy hè nhà em. Đấy, tranh thủ cho em nhá. Hàng bây giờ năm nay nó khó lắm, nó không như mọi năm. Tặng váy xinh cho em ạ. Lên lại cho. Ok chị Thanh Mai đợi em một tí. Tặng váy xinh gạch ngang Trang Đức em ghim chị thứ 6. Không phải ghim chị đầu tiên nhá. Vì sao em ghim chị thứ 6? Bởi vì em ghim những chị như thế thì các chị dù có tương tác kém một chút, các chị vẫn có cơ hội được quà. Được chưa ạ? Tặng váy xinh chị Dương Thúy lên đầu tiên trượt quá mất rồi. Chị Tuyền Linh lên thứ 2, chị Hiệp Linh lên thứ 3, chị Thanh, chị Vũ Bảo Ngọc lên thứ 4, chị Thỏ Trắng Suli lên thứ 5. Chị yêu nào lên thứ 6 đây ạ? Chị yêu nào lên thứ 6 đây ạ? Tặng váy xinh cho em ạ, để em kiểm tra lại xem nào. Chị Dương Thúy lên đầu tiên, chị Tuyền Linh lên thứ 2, chị Hiệp Linh lên thứ 3, chị Vũ Bảo Ngọc, à không phải, chị Thỏ Trắng Suli lên thứ 4, chị Ngọc Hoài Trần lên thứ 5. Được chưa ạ? Tặng váy xinh cho em ạ. Ok này. Chúc mừng chị gái. Tặng váy xinh chạch ngang Trang Đức. Rồi ok, chúc mừng chị gái Trần Ngân Trần Nga, hôm nay lại có quà. Ok chưa? Hôm nay chị yêu lại có quà rồi. Cứ đúng cú pháp, đúng thứ tự là em tặng, được chưa? Hôm nay em sẽ, bây giờ em bán một mã đầu tiên. Một mã đầu tiên em bán hết mã này em lại tặng tiếp. Chị em nào mình chưa chia sẻ, mình chia sẻ live stream. Được chưa ạ? Chị em nào mình chia sẻ live stream, mình chưa chia sẻ live thì mình chia sẻ live stream cho em. Hết mã này em lại tiếp tục tặng quà. Em nói thật các chị, quà nó nhỏ thôi nhưng mà các chị cứ thử được quà xem, nó vui lắm. Nó vui cực kỳ luôn đấy ạ. Nào mã đầu tiên anh ơi, ghi anh ơi. Ghi tặng chị Trần Ngân Trần Nga kìa. Mã đầu tiên con này em có khoảng 40 cái. Em không nói sai. 40 cái váy như này, mẫu này. Lô này thì về không biết bao giờ mới về lại được các chị yêu nhá. Lưu ý cho em kể cả sỉ. Đấy, kể cả sỉ, các chị khách sỉ hôm trước cứ hỏi là váy hè về chưa Trang ơi. Thì em nói luôn là ngày hôm nay em về được 500 cái nha các chị yêu nha. Và cái lô này em cũng nói thật là em cũng hứa với các chị lâu lắm rồi. Nó không về, năm nay nó chán cực kỳ luôn. Năm nay nó không có hàng thanh lý. Các chị yêu ạ, năm nay nó không có hàng thanh lý. Đấy, cứ nói luôn là năm nay nó không có hàng thanh lý cho chị em mình. Nha mọi người nha, năm nay nó không có hàng thanh lý cho chị em mình. Đấy, lên đơn cho em size đến 23 cân. Mã số comment cho em là váy mã 1 cho em. Được chưa ạ? Váy mã 1 và cộng cân nặng cộng số điện thoại em lên đơn. Các chị yêu chia sẻ livestream, tất cả các chị đều được chốt mức giá là 39.000 đồng một váy. Hàng này nếu như bên ngoài lò hoặc là các like khác nó sẽ rơi dao động từ 75.000 đến 80.000 đồng một cái váy. Được chưa ạ? Toàn bộ là chất thô đũi, nhận hàng kiểm tra hàng. Chất không đẹp các chị yêu hoàn về. Chị yêu nào đã từng mua cái váy, đã từng gì ạ? Chị yêu nào đã từng mua cái váy gì nhỉ? Váy hè của nhà em Trang. Cho em Trang xin một cái phản hồi lên đây nào. Mọi người ơi, chị yêu nào đã từng mua cái váy hè 39.000 đồng của hàng nhà em Trang, cho em Trang xin một cái feedback lên đây nè. Mọi người ơi, cho em Trang xin một cái feedback lên đây. Để chị nào mà chưa bao giờ mua được váy, chưa mua váy nhà em Trang bao giờ, các chị như nào ạ? Không là các chị bảo, ôi trời ơi, bán cái váy gì mà rẻ quá. Đúng không ạ? À, bán cái váy gì mà rẻ quá. Comment đúng mã mới có hàng nha mọi người. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Comment đúng mã cho em mới có hàng. Các chị yêu lưu ý cho em. Cái váy hè 39.000 đồng của hàng nhà em Trang. Chị yêu nào đã từng mua cái váy hè 39.000 đồng của nhà em Trang, cho em Trang xin một cái feedback lên đây nào. Mọi người ơi, cho em Trang xin một cái feedback lên đây nào. Ok chưa ạ? À, nhà mình mua 20 cái rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị gái Vũ Hường. Mua 20 cái, thật sự có những chị như nào ạ? Năm ngoái mua của nhà em khách lẻ thôi. Mua của nhà em 200 cái. Mua của nhà em Trang 200 cái. Được chưa ạ? Comment cho em váy mã 1. Ok, váy mã 1 chị Nhi Yến. Ok chưa ạ? Váy mã 1 cho em. Chị Lù Ngọc ơi, comment thế không có đơn, váy đẹp lắm.
có màu hồng từng lên từng màu một các chị yêu nhá. Lên lên từng mã một. Nói chung là cái các chị yêu cảm thấy thích mã nào mình chốt mã đấy cho em. Được chưa ạ? Chốt có logo là người chia sẻ em chốt đơn mọi người nhá. Có logo là người chia sẻ em chốt đơn, được chưa? Mức giá là váy đẹp lắm. Ôi trời ơi, em cảm ơn các chị. Váy mã 1 cho em. Các chị yêu nhá, váy mã 1 cho em. Ok, chị Ngôi Sao may mắn có váy mã 1. Chị Nguyễn Hoàng Minh có váy mã 1, chị Thùy Ngân váy mã 1. Rẻ và đẹp, em cảm ơn chị yêu ạ. Nhà mình mới có mười mấy cái đúng không các chị yêu? Lên cho em mã váy mã 1 cho em. Cộng cân nặng cộng số điện thoại em chốt đơn. Tất cả các chị phải comment đúng mã cho em mới có đơn nha mọi người nhá. Không là ngày mai nó nhập nhầm số số. Em bảo rồi, ngày mai em bão hết hàng 39.000 cho chị em. Lâu rồi mới thấy chị Thỏ Trắng Suli á, chị thấy vẫn vào suốt mà chỉ có chị hai chị vào không gặp nhau thôi. Chỉ có hai chị vào không gặp nhau các chị yêu, nhìn này, nhận hàng kiểm tra hàng chất xấu các chị yêu hoàn về đây cho em. Toàn bộ nhà em nó là vải thô đũi, mọi người nghe rõ cho em nhá. Toàn bộ váy của nhà em nó là vải thô đũi nhỉ. Đấy, đằng sau đây các chị yêu nhìn này. Đẹp dã man luôn, lên cho em mã váy mã 1 cho em. Có logo là người chia sẻ em trang chốt đơn 39.000 đồng. Được chưa ạ? Có logo là người chia sẻ em chốt đơn 39.000 đồng, size từ 10 cân. Ok, chị Mừ Lù Ngọc có này. Các chị lên đơn cho em mã váy mã 1 cho em không cần phải treo lên nha mọi người nhá. Các chị có thích treo để em treo. Ok chưa ạ? Váy mã 1 cho em. Rẻ và đẹp, em mình mua rồi, em cảm ơn chị gái Nhi Yến. Váy mã 1 cho em nhá các chị yêu nhá. Hôm nay có nhiều mẫu cực kỳ. Mỗi chị cố gắng săn cho em lấy 1 2 3 3 cái trở lên để em đi đơn, được chưa? 3 cái váy, nếu mà các chị không chốt sản phẩm khác là các chị chốt đơn cho em từ 3 cái váy nhá. Em chào chị Phùng, chị gì ạ? Chị Phùng Xếu này, chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn váy mã 1 cho em. Không cần phải treo lên, các chị nhìn thôi là đã thấy ok chưa ạ? Không cần phải treo lên. Ok chưa ạ? Chị Bắc Phạm một cái váy, chị Bạc Vận một cái váy mã 1. Lên đơn cho em váy mã 1, em còn 2 3 cái này. Váy mã 1 cộng số điện thoại cho em. Trời ơi đẹp quá luôn. Anh ơi cho em cái logo. Ok chị Thu Thảo Huynh một váy mã 1. Đúng cú pháp cho em nha các chị yêu nha. Đúng cú pháp cho em để có đơn nha mọi người nha. Đây để em treo cái móc lên cho các chị em mình xem. Không đến lúc các chị này. Em thật các chị là em bán hàng nó cứ lôm côm vậy chứ. Em cứ cầm dơ dơ vậy chứ lên đơn lên là nó đẹp lắm. Các con mặc lên là nó đẹp cực kỳ. 39.000 đồng áp dụng các chị yêu chia sẻ live stream. Ok chưa ạ? Size đến 23 cân. Mọi người nhá. Trời ơi này, các chị yêu nhìn này. Lên đơn cho em mã váy mã 1 cho em 39.000. Cái này thì em bao giá cả nước rồi mọi người ạ. Hàng riêng, hàng chất, máy may này, đẹp cực kỳ luôn. Em bảo rồi đây nó là hàng thanh lý. Đấy mọi người nhìn cho em xem. Nhìn cho em từ đằng trước đến đằng sau. Mã này cho em là váy mã 1 cho em. Em nói rồi nha, chỉ chốt đơn các chị yêu chia sẻ like. Bởi vì ok chị heo heo mọi váy mã 1. Comment cho em váy mã 1. Còn chị yêu nào chốt máy váy mã 1, comment váy mã 1. Còn một cái này cả. Tiếp tục qua mã này. Comment đúng mã nha mọi người. Ok chưa ạ? Không có 26 cân, 26 cân lát em chốt xong. Mọi người, Hồng Cẩm Trà thả biểu tượng ít thôi, comment em Trang không đọc kịp. Thế ạ, cho chị ơi lên, cứ lên đơn cho em là váy mã 1 cho em. Tiếp tục cho em, anh ơi cầm cái mã này vào đây đi. Tiếp tục cho em là váy mã 2. Ghi mã nhỉ, mã 1, váy mã 2, váy mã 2 cho em. Váy mã 1, ok, chị Bạc Phận có váy mã 1 rồi. Sao hôm nay nó chói chói thế nhỉ? Cái điện thoại này sao hôm nay chói chói thế nhỉ? Chia sẻ livestream cho em. Mỗi chị hôm nay lên chốt cho em lấy 1 2 cái nha các chị yêu nha. Mỗi mấy cái ra. Tại vì hàng này nó sẽ không còn đủ size đủ số đâu. Và hàng này em sẽ bán cố định giá cho các chị em nhà mình là 39.000 đồng từ năm ngoái năm nay. Được chưa ạ? Em chào chị Thủy Lê. Còn chơi mi game chia sẻ nhiều nhóm không? Cứ chia sẻ nhiều cho em Trang đi các chị yêu ơi. Cứ chia sẻ nhiều cho em Trang đi nào. Tiếp tục em lên một mã tiếp theo là váy mã 2 cho em. Váy mã 2. 39.000 đồng. Trời ơi. Rẻ đẹp nhất cho chị em mình luôn. Được chưa ạ? Dáng này. Size đến 24 hơi cân. Size từ 15 cân đến 24 25 cân, được chưa ạ? Váy mã 2 cho em, dáng baby doll. Các chị yêu nhìn cho em này. Vải toàn bộ là vải thô đũi nhá. Comment cho em váy mã 2 cho em. Được chưa các chị yêu ơi? Váy mã 2. Ghi váy mã 1 đi, ghi mã ra đi. Ok chưa ạ? Lên đơn cho em mã váy mã 2 cho em và để lại số điện thoại. Váy mã 2. Đẹp đã mà. Đẹp không phải bàn. Các chị yêu nhá, đẹp không phải bàn. Váy mã 2 cộng cân nặng cộng số điện thoại, size 15 cân đến 25 cân. Vải thô đũi cho các con này, siêu xinh. Được chưa ạ? Thì là quả cherry. Chị Trần Ngân Trần Nga váy đẹp mà không có quần chip á. Ok, lần sau em lấy quần chip cho. Em bảo lấy quần chip, em dặn lấy quần chip rồi. Nhưng mà chưa tìm được. Chưa tìm được. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt cái này lên váy mã 2 cho em. Váy mã 2 cộng cân nặng cộng số điện thoại em chốt đơn. Ghi mã vào chưa? Mỗi chị vào like cho em Trang xin 1 2 lượt chia sẻ nhá. Mỗi chị vào like cho em Trang xin 1 2 lượt chia sẻ.
Đấy, hiểu sao view nhà mình dạo này chán ghê. Ok ạ. À, các chị yêu lên đơn cho em một, em qua nhanh thôi. Được không ạ? À, em qua nhanh thôi để còn em còn qua mã khác. Chị Bạc Phận một váy mã 2. Chị yêu nào chốt váy mã 2 comment váy mã 2 cho em. Váy mã 2 và cộng cân nặng cho em. Toàn bộ mẫu xinh thôi. Toàn bộ mẫu xinh thôi các chị yêu ơi. Được chưa ạ? À, toàn bộ mẫu xinh thôi. Ok, chị heo heo mọi này, chị gái Kinh Bắc này, có mã 1, có chị Nguyễn Hường, có 2-3 cân em đọc đấy. Hôm nay size nhỡ mà, hôm nay size nhỡ về mà. Hôm nay size nhỡ về mà. Các chị lên váy mã 2 em còn 2-3 cái nữa. Váy mã 2 em còn 2-3 cái nữa này. Váy mã 2 em chào chị Mai Hoàng, nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài viết cho em các chị yêu nhá. Nhấn like và nhấn chia sẻ bài viết cho em, được chưa ạ? Toàn mẫu xinh như này biết làm nào bây giờ. Có ạ, à, váy mã 2 chị gái Kinh Bắc có rồi. Chị yêu nào chốt váy mã 2 comment váy mã 2. Cái hình quả cherry này xinh cực kỳ. Cái hình quả cherry này xinh cực kỳ luôn. Lên đơn cho em mã váy mã 2 cho em. Váy mã 2 nha mọi người ơi, váy mã 2 cho em này. Váy mã 2 chị gái Kinh Bắc ok. Váy mã 2 đến 25 kg. Từ 15 kg đến 25 kg. Chốt cho em mã váy mã 2 này. No, mờ quá. Hóng váy hè này lâu lắm rồi. Ui trời ơi, hóng váy hè lâu lắm rồi các chị chốt đi. Em bảo rồi mà, hàng này nó em bảo là như nào ạ? Hàng này là em hẹn các chị lâu rồi. Hôm nay nó mới về được. Ok chưa ạ? Váy mã 2 cho em, chị yêu là chốt váy mã 2 comment váy mã 2. Váy mã 2. Để em còn sang mã váy khác nào, váy mã 2, váy mã 1, đồng giá 39.000 đồng, áp dụng cho các chị em mình chia sẻ like nha mọi người nha, riêng váy 39.000 từ trước đến giờ em bán chỉ cái này có nhiều không? Đẹp dã man luôn mọi người ơi. Các chị phải comment theo mã cho em nhá. Không ngày mai là nó bị lẫn size. Cái này cũng size từ 17 cân đến 26 cân. 17 cân đến 26 cân. 17 cân đến 26 cân. Hoa nhí này xinh dã man chưa. Toàn bộ là vải thô đũi chất đẹp cực kỳ. 39.000 được chưa ạ? 39.000 cho em mã này lên cho em là váy mã 3 cho em. Váy mã 3 chất vải thô đũi nhà, nhận hàng kiểm tra hàng chất không đẹp trả về. Cho chị váy xem lại váy mã 1 đó. Đây váy mã 1 nhà em đây chị ơi. Váy mã 1 nhà em đây. Được chưa ạ? Chị quay như thế thì em không mát. Đây là váy mã 1 nhà em Trang. Chị yêu là chốt mã này lên váy mã 1. Được chưa ạ? Váy mã 1 đúng mã cho em và đúng số điện thoại nha. Đủ size từ 12 cân đến 23 cân. Váy mã 3 18 cân cho chị Ngôi sao may mắn. Váy mã 3 đi các chị yêu ơi. Váy mã 3 đồng giá 39 nhà, size đến 27 kg. Ok chị Hồng Cẩm váy mã 2 18 cân. À, chị Ngôi sao may mắn váy mã 3 ok. Chị Ngôi sao may mắn váy mã 3. À, chị Thảo Nguyên mưa to quá chị ơi, mưa to ạ. À? Chết rồi, ở dưới em nó đang gió hù hù nhưng chưa mưa. Đang gió hù hù nhưng chưa mưa. Còn đây là mã váy mã 2 nhà em. Các chị phải comment theo mã nha, không ngày mai nhặt nhầm mẫu. Đấy, comment theo mã cho em không ngày mai nhặt nhầm mẫu. Đẹp da màn đang nóng này, cho các con mặc cái này thì phê tít luôn. Toàn bộ là chất thô đũi nha. Ok chưa ạ? Đây là váy mã 2. Mọi người nhá, đây là váy mã 2 size 15-25. Váy mã 3 chị Nhi Yến. Váy cho em, comment váy cộng mã cho em nhá. Váy mã, ok, váy mã 3 cho chị Hoàng Phượng. Váy mã 1 14 cân có nha chị Phùng Xếu. Mày váy mã 1 em có từ 10 cân đến 23 cân. 10 đến 23 cân, mã 2 là từ 15 cân. Ok, mã 1 cho chị Vũ Hường. Ok ạ, à, có đồ bộ có nha chị ơi. Sao mờ quá không nhìn rõ màu rõ. Chị heo heo mọi ơi, qua trang page kia cho em. Qua trang page kia cho em bởi vì em like trên cái máy này nó hơi bị mờ. Chị yêu nào chốt cái này. Ui ôi này các chị nhìn này. Đẹp dã man luôn, vải thô đũi cho em. Ok này, ok mã 2 số 10 số 6 15 cân. Chị Lê Huệ ơi cứ để lại cân nặng ngày mai bên em gọi điện tư vấn chiều cao cân nặng nhá, chốt theo size xong. Được chưa ạ? Nhà em bán cái váy này bao độc quyền rồi các chị em nhá. Ok chưa ạ? Chị Lê Huệ có. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em váy mã cho em. Váy mã 1, mã 2, mã 3 rồi, bây giờ qua mã 4 đi. Váy mã 2 12 cân cho chị Thiên Hào. Đẹp dã man nhỉ các chị nhỉ? Đẹp dã man luôn. Ok chưa ạ? Chia sẻ live stream nhiệt tình nha. Cái hàng này chị nào xỉ mình, chị nào xỉ mới mình inbox luôn cho em nha các chị yêu nha. Để các chị chốt luôn trên live bởi vì nhà bây giờ nhà em cũng hơi bận ấy. Các chị ạ, dạo này nhà em cũng hơi bận ấy. Tiếp tục lên cho các chị váy mã 3, mã mấy rồi anh ơi? Em chào chị gái Thu Hương Trần Thị. Mã mấy rồi anh ơi? Tiếp tục lên cho các chị yêu, chia sẻ live stream bán nốt mã này lại tặng tiếp một váy nữa cho nó máu mọi người ạ. À, đấy cứ chia sẻ live stream cho em Trang xong để em kiểm tra chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng, được chưa ạ? À, xong để em kiểm tra lượt chia, chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng váy hè luôn. Chia sẻ live stream cho em hết bao nhiêu phút rồi, bây giờ bao nhiêu phút rồi?
24 phút rồi, 45 phút đầu like em sẽ như nào ạ? Hết 45 phút đầu like em tặng tiếp, ok ạ. Chị Hoàng nhỏ mã 2 đồng giá là 39.000 đồng nhưng mà chỉ chốt đơn với chị có logo là người chia sẻ thôi nhá mọi người nhá. Lưu ý giúp em. Lưu ý giúp em comment cho em ạ. Các chị đặt hàng 39.000 này mỗi chị nhấn cho em xin ít nhất là 2 lượt chia sẻ với trang cá nhân để mình có logo là người chia sẻ nha các chị yêu nhá. Em bán cái này là để bán giá tương tác cho chị em mình. Nhận hàng kiểm tra hàng không đẹp trả về, em đã nói rồi. Các chị mua hàng này nhà em về là nghiện ngay. Mua hàng này của nhà em về là nghiện ngay. Size đến 23 cân. Size đến 23 24 cân cho em mã này, cho em là váy mã 4 cho em cộng cân ạ. Màu xanh này quá xinh luôn. Các chị yêu ạ, màu xanh này quá xinh luôn. Giữa màn hình chưa anh ơi. Hôm nay như mạng nó cứ mờ mờ ra đúng không? Các chị xem nó cứ mờ mờ không? Ở trên này cho nhìn nó chả đẹp gì thế nhỉ? Ở trên này máy tính nhìn nó có rõ không anh ơi? Sao các chị nhìn có rõ không? Sao em nhìn ở trên này nó chẳng đẹp thì nó nhạt nhòa thế nhỉ? Lên đơn cho em mã này cho là váy mã 4 đúng không? Váy mã 4 ok chị ngôi sao may mắn một váy mã 4. Chia sẻ livestream đồng giá là 39.000 đồng. Chia sẻ livestream là đồng giá là 39.000 đồng. Các chị xem có bị mờ không? Nghiện hàng nhà em Trang là có thật dạ ok em cảm ơn chị yêu. Em nói rồi mua cái này các chị kiểu gì cũng nghiện. Nếu như chị yêu nào mình có bé gái nha. Mua hàng 39 váy 39.000 là kiểu gì các chị cũng nghiện. Đấy em đã bảo rồi năm ngoái có anh chị mua đến 200-300 cái váy hè. Đấy là khách lẻ nhà em mà. Các chị lên đơn cho em mã này cho em là váy mã 4 cho em. Mã 4, mã 4. Quá đẹp luôn. Các chị xem có bị mờ không? 45 phút đầu like em kiểm tra nha. Em kiểm tra luôn lượt chia sẻ sau 45 phút đầu like. Được chưa ạ? Mọi người ơi xem có rõ không nhỉ? Vải toàn bộ là vải thô đũi nha. Toàn bộ là vải thô đũi, nhận hàng kiểm tra hàng chất không đẹp hoàn về. Ok chưa? Váy mã 4 cho em. Có đồ bé trai có nhưng em lên đẹp cực ok chị yêu luôn. Lên đơn cho em mã cộng màu. Cái mã này có nhiều không anh ơi? Váy mã 4 chị Ngân Tú, váy mã 4 chị Nhi Yến. Váy mã 4 màu này quá đẹp luôn. Váy mã 4 chị Nguyễn Hường. Mờ lắm chị ạ. Váy mã 4 là chị Thu Hương Trần Thị để lại số điện thoại. Mã 4 một ri cho chị Linh Trần Hay. Đẹp quá luôn. Hàng size đã size nhớ nha, size 12 cân đến 24 cân. À, được chưa ạ? Ok, chốt cho chị Linh Trần Hay một ri này. Đẹp lắm. Chốt nốt tối nay ngày mai em chốt đơn đi cho. Được chưa ạ? Lên đơn cho em mã váy mã 4 cho em. Còn chị yêu nào chốt váy mã 4 comment này anh ơi. Tiếp tục cho em sang mã khác này. Mọi người ơi, đẹp tá man nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài like cho em. Để chế độ theo dõi Tết cho em nha các chị yêu nha. Để chế độ theo dõi Tết cho em. Trời ơi, con này thì đẹp xuất sắc. Con này cũng là một con đẹp xuất sắc. Mờ quá không? Chị chia sẻ livestream của em nhiều quá rồi trận. Ok, chị ngôi sao may mắn váy 39 nhà Trang rất đẹp mọi người ơi. Ui, cảm ơn chị gái. Cảm ơn chị gái nhá. Ok chưa ạ? 39.000 đồng tiếp theo em bảo rồi em bán tương tác mà mọi người. Đấy, nhận hàng em cho các chị kiểm tra hàng chất xấu các chị hoàn về đây cho em. Mã này lên cho em là mã gì ạ? Toàn bộ đây này nó là hàng Quảng Châu Thanh Lý. Thế em mới bảo là năm nay là mọi năm em ôm được nhiều lắm. Em không phải đợi chờ đâu. Nhưng mà năm nay như nào? Năm nay như kiểu là đấy, dịch bệnh nha các chị yêu ạ. Tất tần tật nó cấm biên. Nên là em cũng bị ảnh hưởng nha mọi người nhá. Ngày hôm nay là bão cái váy hè cho chị em mình. Em chưa bán xỉ một tị nào luôn. Thật sự là em chưa đóng xỉ một tí tị nào luôn. Đấy, nên là các chị cứ thoải mái chốt. Ngày nay nó còn đủ size cho chị em mình. Được chưa ạ? Mã 4 là chị Hồng Cẩm. Ok, các chị phải lên đúng mã cho em. Tiếp tục váy mã 5 cho em này. Đây này, đằng sau đây này các chị yêu nhìn này. Nó đẹp như thế này cơ mà. Các chị nhìn cái may cái lếp vào cho em thôi này. Đó, nhìn may cái lếp vào cho em thôi này. Đấy, thấy chưa? Nó may cẩn thận và đẹp cực kỳ. Mã lên cho em mã 5 cho em ạ. Size đến 24kg nha. Size từ 12-13kg đến 23 cân. Đến 23 cân chốt cho em mã 5. Comment cho em mã 5. Ok, chị Hồng Cẩm có. Mã 5 em chốt đơn các chị ơi. Mã 5 chốt đơn chị Lê Huệ này. Chị Lê Huệ mã 5. Mã 5 cộng cân nặng cho em size từ 12-13kg đến 25-24 cân. 23-24 cân xinh lắm luôn các chị yêu ạ. Tay cánh tiên luôn. Không cần phải treo lên móc làm gì. Không cần phải treo lên móc làm gì. Ok, chị Thu Hương Trần Thị mã 5. Chị yêu nào chốt mã 5 comment cho em mã 5. Em bảo rồi không đẹp các chị yêu trả về đây cho em. Cái máy bên này mờ quá. Chị nào đang xem ở bên page mới các chị qua trang page cũ cho em. Chị yêu nào đang xem ở page mới các chị qua page cũ cho em. Cái máy đấy em đi mua chán đời. Em đi mua ra tư vấn là mua máy về bán like. Mã 5 cho chị Ngân Tú. Mã 5 cho chị nào đây ạ? Mã 5 cho chị Trần Ngân Trần Nga. Mã 5. Váy hè bên ngoài nhìn đẹp hơn cả trong like ấy. Đúng rồi. Sao hôm nay em nhìn like nó cứ nhòe nhòe thế nhỉ? Mã 5 cho chị Thiên Hảo ơi. Mã 5 cho em. Không hiểu tại sao hôm nay mạng nhà em hay là như nào mà nó cứ nhòe nhòe các chị yêu ạ.
Ở trên này nó xấu lắm, nó cứ nhạt nhòa, nó không rõ nét, nó không đậm đà màu đâu. Ok, chị Dương Thúy mã 5, chị Hồng Cẩm mã 5, lên đơn cho em mã 5. Mã 5 hình con cú xinh chưa? Mã 5 hình con cú. Đây, mã 5 chị Nguyễn Hường, mã 5 đến 23 cân, 24 cân. Được chưa ạ? Đấy, các chị nhìn này, con nhà em dùng bỉm này, sướng lắm, nhẹ. Ok chưa ạ? Mã 5 cho em, còn chị yêu nào chốt mã 5, comment mã 5. Không hiểu sao mọi người cũng kêu này, chị Linh Trần Hay một di mã 5. Chị Linh Trần Hay một di của mã 5, ok. Chị Mai Ngọc mã 5, ok, chị Mai Ngọc mã 5. Chia sẻ live stream cho em nha các chị yêu nhá. Chia sẻ live stream cho em 39.000 đồng. Các chị mua được giá rẻ thì các chị nhấn cho em xin 1-2 nút chia sẻ nha các chị yêu nhá. Đấy, em Trang không có tiền chạy quảng cáo, chứ người ta chạy quảng cáo bán cái này là 75.000, 80.000 một váy. Mọi người nhá, lên đơn cho em mã này cho em làm gì ạ? Váy mã 5 cho em. Mã 5 cho chị Linh Trần Hơi 1G. Ok, chị yêu luôn. Anh ơi lấy cái váy cherry xanh đi. Chia sẻ live stream cho em nha các chị yêu nha. À, sao không đọc tên em, chị Lấm Tú ấy đọc à? Em đọc mà. Nhiều chị em bị sót tên nhưng mà vẫn chốt được đơn. Cứ có logo là người chia sẻ vẫn chốt đơn. Tiếp tục mã 6. Ôi dồi ôi, nhưng mà cái mã này đẹp quá. Lên mã này trước đi, mã đen đen này có nhiều không anh ơi? Mã nào cũng đẹp. Cái mã đen đen này mang vào đây đi anh ơi, để sẵn xem còn chốt gì. Ok, mã 5 cho các chị yêu chốt đơn chia sẻ like. Chị ơi, nó đẹp. Đẹp quá. Tiếp tục mã 6, mã 6 có nhiều không? Mà thôi lên mã 6 mã này đi, cho các chị hoan hỉ. Lên một phát cái mã một màu này cho chị em. Vải đũi. Này các chị yêu nhìn này, hàng Quảng Châu thanh lý. Thế em phải đợi chờ, chứ không đẹp đâu, không cần gì phải đợi chờ. Nếu mà không đẹp để mà bán không đẹp, em thật các chị hàng xưởng ôm thoải mái, ôm dễ dàng. Được chưa ạ? Ui, các chị yêu ơi, không chia sẻ là ngày mai không có đơn, không trách em Trang nha, vì em Trang chốt trên hệ thống. Được chưa ạ? Mã này lên cho em. Ui dồi ôi, anh ơi cầm cho em thêm một ít vào đây đi để chốt cho nó sướng. Mã đến mã mấy rồi? Ui trời ơi, mã 5 ok, chị Chi Kim Hoàng để lại cho em xin 2 lượt chia sẻ. Bổ sung lượt chia sẻ vào cho em Trang. Đấy, bổ sung lượt chia sẻ vào cho em Trang, mã 6. Váy mã 6 cho em. Váy mã 6 cho em này các chị ơi, đẹp dã man luôn. Vải là vải đũi hẳn hoi nha mọi người nhá. Đấy, thấy chưa? Mã 6 đến 25 cân. Váy mã 6 đến 25 cân, ôi trời ơi, con này xinh quá, 39.000 đồng. Mỗi chị mua được hàng rẻ, nhấn cho em Trang xin 1-2 lượt chia sẻ đó các chị ơi. Bên ngoài nó đẹp hơn trong live rất là nhiều nha. Không hiểu sao ở máy nhà em chắc mai phải đầu tư thêm mấy cái bóng điện. Mai phải đầu tư thêm mấy cái bóng điện cho nó sáng. Ok chưa? Mã 6 cho em. Các chị yêu nha, mã 6. Mất điện rồi á. Chị Nguyễn Kha ok chị. Mã 5 có hàng. Mất điện rồi, chán đời quá. Mã 6 cho em. Các chị ơi lên mã 6 chia sẻ livestream cho em là 39.000 đồng. Không chia sẻ like ngày mai không chốt đơn, các chị không check em Trang nha. 39.000 đồng. Đấy, mã 6 cho em size từ 15 cân đến 25 cân. Ôi trời ơi, size đại này, size 15 đến 25, chị Trần Ngân Trần Nga chốt luôn con này cho em. Nó quá đẹp. Các chị yêu nhìn này, nó quá đẹp, nó quá xuất sắc, mã 6. Mã 6 cho em. Ok chưa ạ? Em chào chị Phạm Thị Thanh Hậu nha. Chị yêu nào chốt mã 6 comment mã 6 cho em. Mã 6 cho Linh Trần Hơi 1G. Mã 6 cho ai đây ạ? Các chị lên mã 6 cho em. Ồm này nó cứ đủ. Chị heo heo mọi mã 6. Ok chị heo heo mọi. Chị Kim Hoàng Hồng Phan mã 6. Chị Hoàng ở hàng nhà Trang đẹp quá. Em cảm ơn chị Hoàng nhỏ 39.000 đồng. Mã 6 chị My Kiều. Để lại số điện thoại cho em ạ. Mã 6 chị Thu Hương Trần Thị ạ. Nhanh tay nha mã 6 cho em. Không đẹp các chị yêu trả về, em nói rồi mà mọi người. Đấy, 39.000 đồng toàn hàng tàu như này, các chị tội gì không chốt. Mặc cho con là nó là vải đũi, nó mát lịm luôn. Nhấn cho em xin 2 lượt chia sẻ. Ok chị Dương Thúy mã 6 ạ. Chị Lông Dung mã 6 ok ạ. Chị yêu nào chốt mã 6 thì comment cho em mã 6 ạ. Anh ơi cầm thêm hàng. Mã 6 cho em ạ. Ok em chốt đơn chị Hoàng Phượng ạ. Chốt đơn chị Huyền Sâm ạ. Mã 6 chị Mai Ngọc ạ. Ok ạ. Chị Phạm Thu Thủy ok mã 6 ạ. Chị Nguyễn Hường lên cho em mã 6 giúp em. Chị Vân Thùy ok mã 6 bổ sung lượt chia sẻ trên trang 39.000 đồng ạ. Ok chị Hoàng nhỏ 39 ạ. Ok ạ. Chị Hoàng Cẩm có luôn ạ. Chị Kim Hồng Phan có mã 6 ạ. Chị Lê Ngọc ơi có cho mình mã 6 luôn này các chị yêu nhìn này. 39.000 đồng vải đũi. Nó đẹp xuất sắc. Thật sự con này đẹp xuất sắc, các chị chốt khỏi cần mai bán sỉ luôn mẫu này. Chị heo heo mọi có mã 6 ạ, chị Kim Chi Hoàng có mã 6 ạ. Các chị để cứ có liệt chia sẻ nha các chị yêu nha. Có 39.000 vải đũi nó còn giãn như này. Mọi người nhìn này.
Đũi nó đẹp hơn nanh ở chỗ là nó sẽ không bị co, không bị nhăn, không bị nhầu. Các chị yêu nhá, lưu ý cho em, đũi là nó không bị co, không bị nhăn, không bị nhầu. Ok, chị Lê Ngọc có ạ. Các chị lên cho em mã 6 từ 15 cân, size từ 15 cân đến 25 cân, 39.000 đồng mã 6 cho em ạ. Các chị yêu ơi, 39, anh ấy cầm hàng đây đi. 39.000 đồng, ok, em chốt đơn chị Vân Thủy, chị cô đơn mình em trang đơn. Trần Thu, em không nhớ đâu chị ơi, thông cảm giúp em nha. Tại vì là một ngày em sẽ đi đơn 1-2. À, một ngày nhà em cũng ít ít cũng đi đơn tầm mấy chục đơn hàng nên là em cũng không nhớ được nha. Ok chưa, chị Lê Ngọc có của mã 6, ok ạ. Áo bé à, chị Bích nào Đỗ hôm nay có 3 đơn quay về nhưng mà chưa xem. Còn đơn nào quay về ngày hôm qua bên em gọi hết rồi nha mọi người, cứ yên tâm các chị yêu. Nhà em làm ăn nói chung là các chị yêu ạ, thật ra bán hàng trẻ con nó rất là khó. Đấy, bán hàng trẻ con nó rất là khó nha các chị yêu nhá. Các chị bé nhà các chị cao không vừa, các chị quay về đây em đổi cho. Bé nhà các chị tròn nó chật không vừa, quay về đây em đổi cho. Nhưng riêng váy bé này thì như nào ạ? Em bảo, đảm bảo zin 100% là các chị sẽ mặc vừa. Bởi vì hàng bé, váy bé này em bán rất tự tin. Em bán từ năm ngoái đến giờ rồi. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em, mã 6 cho em, phải mã 6 không? Chị Lê Ngọc có mã 6 rồi ạ. Để cao thế tây nhìn được. Mã 6 cho em, các chị cứ có logo là người chia sẻ là ok lên đơn nha mọi người nhá. Được chưa ạ? Mức giá là 39.000 đồng nhận hàng, kiểm tra hàng, chất xấu hoàn về. Em cũng không phải quảng cáo nhiều quá các chị yêu nhá. Không phải quảng cáo các chị yêu nhiều quá, 39.000 đồng lúc nhiều chị lại không tin tưởng. Đó, nhiều chị lại không tin tưởng nó mất hay. Ok, chị Lê Ngọc có của mã 6 ạ. Các chị lên đơn mã 6 cho em, chị Hoàng nhỏ sao mình chia sẻ không có huy hiệu. Bởi vì là chị để chế độ chưa công khai. Nhớ nhá, hết 1-2 mã nữa là em kiểm tra lượt chia sẻ, chị nào có nhiều lượt chia sẻ nhất em tặng. Tặng một trong những cái mã váy mà các chị em đang bán. Các chị thích mã nào em tặng mã đấy, được chưa? Thích mã nào em tặng mã đấy, ok ạ. Chị Nguyễn Kha mã 6 ạ, chị Lù Ngọc mã 6 ạ. Váy 39.000 đồng áp dụng các chị yêu chia sẻ like. Đủ size số cho các con này. Đủ size số cho các con từ 11 đến 15, tương đương cho các bé từ 15 cân đến 25 cân. Chị Bích Đào chia bổ sung được chia sẻ cho em. Ok, chị Bích Đào có của mã 6 ạ, lên đơn cho em mã 6 cho em. Ok chưa? Đồng giá là 39.000 đồng áp dụng các chị yêu chia sẻ like. Kiểm tra lượt chia sẻ đi ngơi. Bao nhiêu là chia sẻ rồi. Mã 6 cho em nhá, mức giá là 39.000 đồng. Đủ size đến 25 kg. Mã 6 chị Lù Ngọc, ok chị yêu ạ. Nhớ lên đơn cho em cộng theo lượt chia sẻ là mình sẽ có đơn hàng. Các chị yêu nhá, nhớ lên đơn cho em cộng theo lượt chia sẻ là mình sẽ có đơn hàng, mức giá là 39.000 đồng. Được chưa ạ? Chị Lê Ngọc có của mã 6, ok chị yêu. Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài viết cho em để chế độ theo dõi trang page giúp em nha. Các chị yêu nhá, để chế độ theo dõi trang page giúp em. Đây. Bao nhiêu chị cứ hỏi là em Trang ơi váy bé về chưa, váy bé nhỡ về chưa, thì ngày hôm nay nó về rồi. Các chị yêu nha, nó về rồi. Hàng 39.000 đồng nó đã về rồi, nó không đẹp các chị yêu trả về cho em. Chị Thủy Lê không giấu em chốt đơn của mã 6, cứ có logo là người chia sẻ đảm bảo ngày mai có nhân viên gọi điện chốt đơn hàng. Được chưa các chị yêu ơi, mã 6 cho em. Còn chị yêu nào chưa chốt mã 6 comment mã 6. Được bao nhiêu phút rồi anh ơi? Ok chưa ạ? Tiếp tục lên một mã tiếp theo. Anh ơi lấy cái bi vàng vào đây cho em đi. Tiếp tục lên cho các chị một mã tiếp theo là váy chữ A. Lấy cái mã bi vàng vào đây đi. Mã 6 cho em, còn chị yêu nào chưa chốt được không ạ? Mã 6 là bao nhiêu tiền ạ? 39.000 đồng. 39.000 nha các chị yêu nhá, 39.000. Hàng nói chung là vải đũi chất đẹp tuyệt vời. Chất các chị yêu cứ gọi là đẹp tuyệt vời cho em. Mọi người nhá. Ok chưa ạ? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi ạ? 256 lượt chia sẻ. Mỗi chị vào like nhấn cho em xin 1-2 lượt chia sẻ nhá các chị yêu nhá. Nhấn cho em xin 2-3 lượt chia sẻ, em bán 39.000 đồng. Rẻ gọi là hơn rau. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi toán chất xấu các chị yêu hoàn về. Cái này còn đủ size 20 cân đúng không? Cái này em có từ 8 cân đến 20 cân, chốt cho em mã 7. Dạ ok chị Lê Huệ có ạ. Các chị cứ để lại đúng mã cho em là ngày mai có đơn nha mọi người nha. Đúng mã đúng lượt chia sẻ cho em là ngày mai có đơn này, chất cút tông tàu. Cái này nó là váy chữ A ấy, các chị hình dung ra không ạ? Bé gạo ngủ chưa anh ơi, cho bé gạo mặc mẫu này. Em thề với các chị yêu là xinh, anh ơi cho em cái móc gỗ. Tiếp tục cho em mã này là mã 7 đúng không em ơi? Mã 7 cho em ạ. Mã 7 cho em 39.000 đồng, chốt cho em mã 7 cộng cân nặng cho em size từ 8 kg đến 20 kg. Size từ 8 kg đến 20 kg, con gái 30 cân tí em lên đồ bộ chị ơi. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em mã này cho em là size từ 8 kg đến 20 kg, mã 7. Mã 7 phải không? Mã 7 chất cốt tông tàu, không bao giờ bị bai, bị xù vải, bị sổ lông nha các chị yêu, nghe rõ cho em. Toàn bộ là chất cốt tông tàu, thấm hút mồ hôi, đầy đủ size số cho các bé. Chị yêu nào chốt cái mã này comment cho em mã 7, váy mã 7 đưa em cái xong chuẩn bị mẫu tiếp đây. Váy mã 7 cho em ạ, váy mã 7 cho em và để lại cân nặng cho em. Váy mã 7 ok chị Vân Thùy có. Ôi nó đẹp. Váy chữ A ấy, kiểu váy chữ A mọi người nhìn thấy không ạ?
Chị yêu nào chốt váy mã 7, comment váy mã 7. Chị Vân Thùy váy mã 7, ok chị yêu luôn này. Các chị lên đơn cho em mã váy mã 7 cho em, được chưa ạ? Mức giá là 39.000 đồng cái, không phải lăn tăn nhận hàng kiểm tra hàng. Ô em Trang ơi chất xấu lắm, hoàn về. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? Chị Vân Thùy có này, chị Đỗ Hà có này, váy mã 7 này, ok chị Thiên Hào có này. Gạo nhà em mặc xinh lắm, màu này cũng xinh luôn. Có vải đũi cho mẹ không? Em có nha chị Bích Đào. Có luôn, vải đũi em có rất là nhiều. Ok, em chào chị Phạm Thị Thu Hường. Nhớ nhấn để chế độ theo dõi page cho em nha các chị yêu nha. Tí nữa các chị yêu nha, chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em tặng cái gì cũng được. Được chưa? Tặng cái mã váy nào trong các cái mã váy em bán các chị thích là được. Chị Bùi Hương Việt có like mình nhận váy bé này đẹp lắm. Em cảm ơn chị Dương Thùy. 39.000 đồng. Nếu như mà em nói thật các chị, nếu như mà cái vải này mà nóng ấy thì em Trang lấy hàng lúc nào cũng được, thật sự các chị. Ok, chị Nguyễn Kha có mã 7, lên đơn mã 7 ạ. Nếu như mà nhận hàng mà bán cái hàng mà cho các con mặc nó lóng nó xù ấy thì là bán lúc nào cũng có. Nhưng em bảo rồi, cái này là chất cốt tông tàu, nó lì cực kỳ. Giặt quay thoải mái cho em nha mọi người nha, giặt quay thoải mái cho em. Được chưa ạ? Mã váy mã 7 cho em. Ok chưa ạ? Váy mã 7 cho em. Cái này có cả vẫn còn của mình, vẫn còn size nhí đúng không? Ok chưa ạ? Váy mã 7 chị Hoàng nhỏ ạ. Bộ sát này có 24 cân nhá. Bộ sát này có 24 cân. Các chị yêu lô chốt nốt cho em mã váy mã 7 cho em. 39.000, được chưa? Bây giờ em qua tiếp mã tiếp theo. Bao nhiêu rồi chị Hồng Cẩm có váy mã 7? Lên đơn váy mã 7 cho em 39.000 đồng. Tiếp tục em qua mã 8. Cái mã 8 này có cả size nhí, size nhỏ đúng không anh ơi? Chị thêm một cái mã 7 17 cân nhé. Ok chị Dương Thùy vẫn muốn chốt thêm đúng không chị, vì nó đẹp quá. Chị Phan Thanh Hậu size to nhất. Ok chị yêu cứ để lại đúng số điện thoại cho em là có đơn. Được chưa ạ? Cứ để lại đúng số điện thoại cho em là các chị yêu mình có đơn. Tiếp tục cho em mã váy này không đẹp trả về. Mọi người ơi không đẹp trả về đây cho em. Mã này lên đơn cho em, chuẩn bị lên một con siêu phẩm này. Siêu phẩm đẹp quá. Size đến 15 kg đến 25 kg, mã lên đơn cho em là váy mã 8. Váy mã 8 cho em hình quả cherry màu xanh này, xanh kem. Trời ơi, các chị ơi, chỉ nói với mọi người là như nào ạ. Váy mã 7 cho chị Kim Hồng Phan, ok lên đơn. Các chị yêu nhớ bổ sung được chia sẻ nha các chị yêu nha. Cái này lên đơn cho em là váy mã 8 cho em. Dáng baby doll, nó sẽ đến ngực của các con và nó sẽ xòe luôn nha các chị yêu nha. Đó, dáng baby doll này, siêu xinh. Mã này lên cho em là váy mã 8 cho em, cộng cân nặng, cộng số điện thoại em lên đơn. Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài, được mấy phút rồi anh ơi? Được 37 phút rồi, bán hết mã này rồi, chơi mini game tiếp theo. Có áo lắng ngắn bé, em có áo lắng ạ. Váy mã chị ok, mã xanh cho chị My Kiều. Các chị lên đơn cho em chị My Kiều, để lại số điện thoại bên page này cho em, được chưa ạ? Ui các chị ơi, đẹp quá luôn này. Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Không phải quảng cáo quá nhiều, 39.000 đồng ạ. Các chị đi đâu mua làm gì cho chết đắt. Cứ có logo là người chia sẻ em chốt đơn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi toán, chất không đẹp các chị yêu trả về. Dạ ok em bắt đầu chốt đơn này. Chốt đơn chị Mai Ngọc ok, chốt đơn chị Kim Hồng Phan ok ạ. Chốt đơn chị Nguyễn Kha ok, chị yêu có này. Chốt đơn chị Thủy Lê ạ. Chốt đơn chị Thiên Hào, em chốt đơn chị Vân Thùy váy mã 8 luôn ạ. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn váy mã 8 cho em ạ. Chị Vân Đi Mi sao hôm nay không chia sẻ được. Ok em lên đơn cho chị yêu luôn ạ. Chị yêu nào chốt cái mã này lên váy mã. Váy mã mấy đây anh ơi? Váy mã 8 ạ. Ok ạ. Dạ ok chị Hoàng nhỏ, ok chị Sáng Út có váy mã 8 ạ. Trời ơi đẹp nhất cho chị em nhà mình. 39.000 đồng nha các chị yêu nha. Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài viết cho em, được chưa các chị yêu ơi? Nhấn like, nhấn chia sẻ bài viết cho em để chế độ theo dõi trang page cho em nha các chị yêu nhá. Để chế độ theo dõi page cho em 39.000 đồng một váy. Nhận hàng kiểm tra hàng mình mình không thấy đẹp mình phải trả về. Ok chị Quyên em chốt đơn, chị gái Kinh Bắc em chốt đơn ạ. Size đại cổ cho các con đến 25 kg nha. Bình thường size cứ từ 15 cân đi lên là size đại rồi các chị ạ. Bình thường cứ từ 15 cân đi lên là rất là hiếm rồi. Các chị yêu lên đơn cho em mã này cho em đủ đến size đến 25 26 cân. Váy mã 8 ok, chị Huệ Lê Huệ, chị gái Kinh Bắc ok. Lấy cho em cái áo váy cô gái vào đây đi anh ơi. Ok chị yêu ạ, các chị lên đơn cho em váy mã 8. Váy mã 8 cho em, nhấn like, nhấn chia sẻ bài để chuẩn bị chơi mini game. Nhấn like, nhấn chia sẻ bài để chuẩn bị chơi mini game. Không tí các chị lại bị ẩn comment nha. Các chị lên đơn cho em váy mã 8, 39.000 đồng. Áp dụng các chị yêu mình chia sẻ live stream, chất thô đũi nha. Nhận hàng các chị yêu mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi toán cho em. Được chưa ạ? Toàn bộ nó là hàng Quảng Châu thanh lý như này. Mặc mẹ nhẹ như không mà mát cực kỳ. Lên đơn cho em mã này cho em. Ô, hôm nay sao không thấy chị Huỳnh Minh Thơ nhỉ? Sao hôm nay không thấy chị Mỹ Gấu đâu nhỉ? Đó, chị Tuyết Thắm hôm nay cũng không thấy vào này. Các chị gọi là năm ngoái chuyên chốt váy mà có những chị chốt đến 200-300 váy. Hôm nay không thấy đâu. Các chị yêu có đang xem live ở đây không? Để em Trang lại phải nhắc.
lên đơn cho em mã này là váy mã 8 cho em ạ. Ngày hôm nay mình chốt nó sẽ còn đủ size, đầy đủ size số cho chị em nhà mình, mức giá là 39.000 đồng. Các chị yêu lên đơn cho em mã này là váy mã 8 cho em. Váy mã 8 cho em. Em nói rồi nhá, lát em sẽ công bố lượt chia sẻ, chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất, các chị như nào ạ? Thích cái mã váy nào của nhà em tặng cái mã váy đấy. Mọi người nhá, thích cái mã váy nào của nhà em Trang tặng luôn cái mã váy đấy cho chị em mình. Đấy, cho nó hoan hỉ. Mọi người thấy thế ok chưa? Thôi quà nhỏ nhưng là quà thật, chị em mình nó vui vẻ nha mọi người nha, không tặng quà ảo, không tặng quà láo cho các chị yêu. Được chưa ạ? Không phải như nhà người ta đọc ào ào là tặng cho mẹ lọ mẹ kia, tặng cho chị lọ chị kia nhưng không ghim. Đố các chị biết đấy là ai? Đố các chị biết đấy là ai được quà? Đấy em nói thật. Đố các chị biết đấy là ai được quà? Em Trang dùng quà nhỏ nhưng mà là quà thật cho chị em. Cứ ghim thẳng, ghim trực tiếp chị em mình được quà. Ok chị Lê Ngọc có ạ. Ok ạ, chị Lê Ngọc có váy mã 8 ạ. Lên đơn cho em váy mã 8 không đẹp trả về đây cho em. 39.000 đồng màu này, màu cherry này. Chị yêu nhìn này. Đấy, may cho em này. Nó còn không nhăn một tí nào cơ, may cái đuôi cá này. May mã váy mã 8 cho em. Được chưa ạ? Ok ạ, chị yêu nào chốt váy mã 8 comment váy mã 8 ngày nào cũng tặng quà bát ngát à. Các chị cứ chia sẻ livestream đẩy được view lên cho em là em tặng quà thoải mái cho các chị em nhà mình. Đẩy được view lên đồng nghĩa em tiếp cận được nhiều người xem. Nhiều người xem tương với như nào ạ? Em sẽ bán được nhiều hàng. Các chị yêu nhá. Đấy, lên đơn cho em, chia sẻ like. Ok, chị Lê Ngọc em chốt đơn rồi, chỉ cần comment cho em đúng một lần thôi, em đọc tên là ok. Mã này lên đơn cho em là mã váy mã 8. Anh ơi chụp cho em cái lượt chia sẻ đi anh ơi. 45 lượt rồi, 45 phút chia sẻ rồi. Ok chưa ạ? Chụp cho em cái màn hình. Chụp cho em có phần mềm kiểm tra lượt chia sẻ nha các chị yêu nhá. Đấy, không phải là ảo, không phải là... Đấy, lên đơn em bắt đầu chụp cái ảnh phần mềm và đưa lên cho các chị yêu xem. Là chị ấy chia sẻ bao nhiêu lần, này anh ơi. Và bao nhiêu lần lên hội nhóm, các chị yêu nha. Và bao nhiêu lần lên hội nhóm luôn. Được chưa ạ? Ok chưa? Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài cho em nha. Chia sẻ livestream cho em có đơn 39.000 nha mọi người. Em thề với các chị là bán gọi là tương tác đấy ạ. Bán gọi là bán lấy tương tác với chị em nhà mình. Tiếp tục này. Đây để em bắt đầu công bố lượt chia sẻ. Bắt đầu công bố lượt chia sẻ cho chị em mình. Bắt đầu công bố xem chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất nha. Bắt đầu công bố chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất. Các chị thích mẫu váy nào em tặng mẫu váy đấy. Nó hoan hỉ chưa các chị yêu ơi? Thích mẫu váy nào em tặng mẫu váy đấy. Đấy. Ai đấy? Ai có lượt chia sẻ nhiều nhất đấy? Sốt ruột đi. Ồ, ok nhá. Chúc mừng chị gái Trần Ngân, Trần Nga này. Các chị nhìn rõ không ạ? Chị gái Trần Ngân, Trần Nga có lượt chia sẻ nhiều nhất này. Chị gái Trần Ngân, Trần Nga có lượt chia sẻ là 47 lượt. Chị gái Đỗ Hà có lượt chia sẻ là 23 lượt. Nhưng mà chúc mừng chị gái Trần Ngân, Trần Nga. Nào chị gái Trần Ngân, Trần Nga ngày hôm nay thích gì tặng váy, thích váy nào để tặng luôn. Chị Trần Ngân, Trần Nga có quà. Chúc mừng chị gái yêu chia sẻ 47 lượt rồi. Chia sẻ 47 lượt rồi nha. Ok, chúc mừng chị gái yêu. Nào ghi cứ tặng một cái váy cherry này cho chị yêu nha. Tặng một cái váy cherry này cho chị này anh ơi. Tiếp tục cho em. Lên cho em bao nhiêu ạ? Bây giờ đang là 47 phút đúng không ạ? 1 tiếng 30 phút nữa em lại kiểm tra. Chị yêu nào có lượt chia sẻ nhiều nhất em lại tặng tiếp một chị tiếp theo. Mọi người nha, 1 tiếng 30 phút nữa em lại tặng tiếp một chị tiếp theo. KK cảm ơn Trang nhé Trang. Ui trời ơi, các chị cứ chia sẻ là các chị có quà rồi. Tham gia nhiều hội nhóm cho em. Được chưa ạ? Đấy, mình chia sẻ mình. Các chị yêu này em nói này, các chị phải vừa chia sẻ và phải vừa chấm tương tác bài nhá. Nếu như các chị cứ chia sẻ một nèo thì máy tính, em chào chị Nguyễn Thị Hiền, thì máy tính nó sẽ nghĩ đấy là các chị đang là một cái máy tính. Đang là một cái máy tính chứ các chị không phải như kiểu nó không phải là dùng con người đấy. Hiểu chưa ạ? Nên là mới bị chặn chia sẻ và bị chặn phây nha mọi người. Lưu ý cho em, mình vừa chia sẻ, mình vừa chấm bài, mình vừa tương tác thì mình sẽ không ảnh hưởng gì hết nha các chị yêu nhá. Chứ bây giờ em cứ kêu gọi các chị yêu là khách hàng của em mà kêu gọi các chị chia sẻ thật là nhiều, xong đó các chị bị ẩn à, bị cấm không xem được like của em thì em bán cho ai, đúng không ạ? Nên các chị vừa chia sẻ vừa phải chấm bài. Chúc mừng chị gái Trần Ngân, Trần Nga một lần nữa nha. Đúng 1 tiếng 30 phút nữa em lại ghim tiếp một chị tiếp theo, còn bây giờ lại bán hàng tiếp cho chị em mình. Mã này lên cho em là mã mấy anh ơi? Size còn size đến 25 cân không? Cái áo vai váy này này. Cho tớ cái váy vàng size lớn nhất. Váy vàng là váy nào? Ok chị Trần Ngân, Trần Nga. Váy vàng đây đúng không? Váy bi vàng đây đúng không? Ok chị yêu luôn. Ok mã 8 chị Lê Ngọc có đơn rồi. Các chị lên đơn tiếp cho em mã này là mã 9. Được chưa ạ? Mã 9 đủ size từ 8kg. Chị làm như thế nào? Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em là mã 9 cho em. Em có hai màu nhưng không chọn màu giúp em. Chị yêu nào mình lấy hai cái em chốt cho các chị hai màu. Được chưa ạ? Chị yêu nào mình lấy hai cái em chốt cho các chị hai màu. Váy này cực kỳ đẹp, không bao giờ bị bai bị xù. Được chưa ạ? Váy đuôi cá cực kỳ đẹp, không bao giờ bị bai bị xù. Đấy, lên đơn cho em 39.000 đồng.
39.000 đi ra ngoài chưa mua được một cái áo dây. Các chị yêu nhá, đây là mua được một cái áo suông, chất không đẹp, các chị yêu trả về mã 9 cho em. Mã váy mã 9 cộng cân nặng cho em được chưa ạ? Cộng số điện thoại, phải đúng số điện thoại ngày mai mới chốt được đơn nha mọi người ơi. Không đúng số điện thoại ngày mai không chốt được đơn đâu ạ. Lên đơn cho em vã váy mã 9 cho em. Đừng chia sẻ liên tục. Đừng chia sẻ liên tục nha mọi người nha, đừng chia sẻ vào liên tục là bị chặn chia sẻ nha. Các chị lên đơn cho em mã này cho em là mã gì ạ? Mã 9 cho em. Mã 9. Các chị yêu lên đơn cho em mã 9 cho em, mã 9 cộng cân nặng cộng số cho em chốt đơn được chưa các chị yêu ơi? Mã 9 cho em. Trời ơi nó đẹp nó xinh như này, 39.000 đồng size đến 20 kg. Mã 9 ok chị Lù Ngọc có mã 9. Mã 9 39.000 đồng, mã 9 39.000. Chốt đơn mã 9 cho em. Được chưa ạ? Ok chị Nguyễn Kha có mã 9 ok chị yêu. Chị Nguyễn Xuân có mã 9 ok, hai váy mã 9 ok. Chị Nguyễn Xuân để lại số điện thoại, đặt hàng để lại số điện thoại cho em. Em mới vào cho chị, ôi dồi ôi 25 cân chị Lê, chị Lâm ơi quá nhiều mẫu rồi. Từ đầu like đến giờ là mã 8, 8 mã có đến 25 cân rồi chị yêu. Mã này lên đơn cho em là váy mã 9 cho em ạ, váy mã 9 cho em. Ok chị Nguyễn Xuân em nhìn thấy số điện thoại rồi ạ. Chị yêu là chốt váy mã 9, comment váy mã 9. 39.000 đồng. 39.000 đồng cho em váy mã 9 được chưa các chị ơi? Váy mã 9 cộng cân nặng cho em được chưa các chị? Hai màu như này, chị yêu nào lấy cả hai, em lấy hai màu. Được chưa ạ? À? Ok chị Huyền Trang, lên đơn cho em mã này cho em là váy mã 9 cho em. Mức giá là 39.000 đồng. Ui váy mã đây nhá. Chị nào vào sau này các chị nghe nhanh cho em nhá. Mã này của nhà em là mã 8. Mã này của nhà em là mã 8. Có nha chị Thơm Thị Lê. Mã này của nhà em là mã 8 size đến 25 cân. Mã 8 25 cân, đồng giá là 39.000 đồng, áp dụng các chị yêu chia sẻ like. Mã này cho em là mã 1, em không nhớ nữa rồi. Mã này cho em là mã 1 size đến 23 cân. Ui trời ơi, cái mã này của nhà mình là mã mấy đấy anh ơi? Mã đỏ một màu này. Mã một màu này còn mã nào nữa không? Mã 6. Mã này cho em là mã 6 size đến 25 cân vải đũi, được chưa ạ? Sao mờ quá vậy chị? Ui trời ơi, em bảo rồi nhìn trên này nó cứ nhạt nhòa, nó không giống ở ngoài mà đi. Ở ngoài màu nó đậm đà, nó đẹp lắm. Các chị yêu ạ, ở ngoài màu nó đậm đà, nó đẹp lắm, nó không nhờ nhờ như ở trên live đâu, em không biết được. Ok chị này, mã 8 anh ơi, mã 8 cho chị. Mã 8 là mã nào? Mã 8 cho chị Hương Giang Võ, vứt luôn ra đi. Chị Hương Giang Võ này. Ok ạ, chị Sáng Út mã 1 15 ok này, bận bây giờ mới vào xem được ạ. Ok chị. Ok chị Quang Hà Quang Sơn mã 9 ok chị yêu này. Mã 6 cho chị Hương Giang Võ luôn này. Anh này chị Hương Giang Võ luôn. Không đẹp các chị yêu trả về, em đã nói rồi mà. Nhận hàng kiểm tra hàng chất không đẹp các chị yêu trả về cho em. Được chưa ạ? Mã 6 chị Hương Giang Võ, mã 6 chị Sáng Út. Ôi dồi ôi, em qua nhiều mã quá rồi. Được chưa ạ? Em qua quá nhiều mã rồi. Tiếp tục lên đơn chị Mai Ngọc mã 1 18 cân ok. Tí nữa em lại tua lại cho chị em mình nhá. Tí nữa em lại tua lại cho chị em mình. Chị em nào chốt mã nào comment đúng mã cho em. Không phải mã 9 mà. Chị Lù Ngọc ơi ok, chị yêu cứ để lại đúng mã cho em là có đơn. Mọi người nha, nhà em chốt đơn trên phần mềm, không phải là chốt đơn trên bằng tay đâu ạ. Nên là các chị cứ để lại đúng mã, đúng số điện thoại là ngày mai có logo là người chia sẻ, mai chắc chắn có người gọi điện chốt đơn. Cái mã này có nhiều không anh ơi? Để lên đây. Mã này này. Cái mã này có đúng 2 gì? Không có 35 cân chị ơi, 35 cân lô này chưa về được, lô nào về được báo sau. Các chị yêu nhá, cái này em có đúng 2 gì thôi. Các bác ơi mã 10. Mã 9 ok, chị Hương Bùi Việt có đơn chia sẻ like giúp em mới chị gái. Mã 10 cho em này. Màu này cũng xinh quá, mã 10 em có không có nhiều. Mã 10 em Trang có đúng 2 gì, màu xanh xinh quá. Ôi trời ơi, các chị ơi xinh quá màu này. Mã 10 cho em, chị yêu nào chốt mã 10 comment mã 10. Các chị yêu ơi comment cho em mã 10 cộng cân nặng em lên đơn. Mã 10 cộng cân nặng em lên đơn. Cái mã 10 này size nhí, size từ 8kg. Các chị nghe rõ size cho em nhá. Mã 10 là size từ 8kg cho đến 18kg. Lên cái đầm bóng bông rồi. Ok chị Kim Hoàng Phan mã 10. Ok chị Ngôi Sao may mắn có mã 10. Cái mã 10 cho chị Ngôi Sao may mắn. Giờ mới vào chị Huyền Ngọc ơi, bộ 2 giây sau xanh đi bạn rồi. Ok chị Thơm Thị Lê. Không nha chị ơi, quay về đây cho em trả ship cho, nhưng các chị đừng gửi nhanh nhá. Bởi vì một đơn hàng của em không lãi được đến mấy chục nghìn đâu. Có những chị quay về đây cho em hết 3, 8, 4, 5 nghìn tiền ship. Em thật các chị là hai đơn hàng đấy. Hai đơn hàng các chị phát thành công em mới lãi được gần đấy đấy. Ok chưa, chị Sáng Hút có mã 10 ok ạ. Chị Sáng Hút 3 cái, à 2 cái mã 10. Chị còn váy hồng quả dâu không còn nha chị Hoàng Nhỏ ơi. Lát nữa em lên lại cho. Quả dâu quá xinh đúng không các chị? Hôm nay quả dâu về cả size đại. Ok mã 1 cho chị Dương Phạm ok. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em, mã này là mã 10. Mã 10 chị Sáng Hút có rồi. Chị yêu nào chốt mã 10 comment mã 10. Chị yêu nào còn chị yêu nào thích mã 10 comment mã 10. Ơ sao ở trong live nó cứ mờ mờ thế anh nhỉ?
Hay là cái căm của mình em chùi nam cam một tí thôi nào. Sao mà trên nai nó cứ mờ mờ thế nhỉ, bực hết cả mình nhá. Đây để em dơ lại xem là nó rõ chưa. Mã 10 cho em ạ. Mã 10 cho em, chị yêu nào chốt mã 10 comment mã 10. Ok, mã 10 chị Sáng Hút. Ok, mã 9 chị Thanh Tú. Em lấy thêm ạ. Rồi ok chị Sáng Hút có. Để em lau cái căm xem là nó có đỡ không. Các chị nhìn màu ở ngoài nó đẹp lắm. Nó xanh là nó xanh đậm hẳn luôn. Nó xanh đó, các chị yêu nhìn thấy chưa. Mã 10 cho em ạ, các chị lên đơn cho em mã 10. Nhấn like và nhấn chia sẻ bài cho em. Mã 10 chị Đỗ Hà, ok chị yêu có 39.000 đồng. Nhanh tay em còn 3 chiếc nữa nhá, 3-4 chiếc nữa thôi mã 10. Các chị ơi mã 10 chị Hồng Cẩm. Mã 10 hết hàng. Mã 10 hết hàng nhá. Rồi chị nào chốt mã 10 comment mã 10, em còn 2-3 cái nữa. Nào sang váy quả dâu mã 11. Ok chị Nhi Yến mã 10. Trời ơi, nhiều váy đẹp lắm. Ok, em cảm ơn chị Huyền Trương, chốt đi chị gái ơi, 39.000 đồng. Rồi ok chị comment nhớ, các chị nhớ đúng mã xem là được. Mã 10 bao nhiêu cân? Mã 10 đến 18 cân. Mã 10 12 10 12 cân. Ok, chị Thiên Hào có mã 10. Tiếp tục lại mã 10, chị Hương Giang Võ không có 25 cân chị yêu ơi. Mã 10 em không có 25 cân. Đây mã này, anh ơi cầm cho em quả dâu nhí vào đây anh ơi. Anh ơi cầm cho em quả dâu nhí vì là nó có hai hình. Nó có hai kiểu. Em ở Tuyên Quang nha, em ship toàn quốc các chị ạ, không cần phải biết em ở đâu. Em ở Tuyên Quang em ship toàn quốc, miễn là các chị ở trên đất nước Việt Nam là em ship hết nha mọi người nhá. Hôm nay nhận đồ bên Trang rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị. Ok chị Huyền Ngọc, Trang ơi có lanh bé trai không? Em không có chị ơi. Đây cái váy đen, cái mã đen này có nhiều không anh ơi? Mã đen này thật sự các chị lên like nhưng có mỗi gì thôi. Có mỗi một gì mã cho em là mã 11. Có mỗi một gì size đến 20 cân. Size từ 10 cân đến 20 cân mã 11 cho em. Trời ơi, mặc cái này lên tiểu thư vãi nhưng mà không có nhiều. Ra nhớ cái hàng mới vào đây xem nào. Mã 11 cho em 39.000 đồng, áp dụng các chị yêu mình chia sẻ livestream cho em. Được chưa ạ? Nhìn ở bên trong thật sự là nó nhạt nhòa lắm. Hay là em thử ngồi lui ra một tí nữa xem là nó có đậm đà hơn không. Nó có đúng màu không? Ở trên hai màu nó nhòe nhòe, nó xấu quá nhỉ. Mã 11 ok, chị Dung Phạm có mã 11, cái mã này chắc không còn nhiều đâu. Mã 11 chốt chị Dung Phạm. Em ngồi gần mà xem là nó có đúng màu chưa. Nhìn xem là nó đúng màu chưa. Mã 11 ok chị Dung Phạm. Ok ok chị Dung Phạm có mã 11 này. Ok chị Ngôi Sao May Mắn có mã 11. Chị Nguyễn Tha có mã 11. Chị Mai Ngọc ơi không còn mã 11. Ok hết đơn. Ok hết mã 11 nha. Mã 11 hết rồi. Mã 11 cho em. Hết hàng nha mọi người. Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ nha. Toàn bộ chị Tùng Bùi Mạnh Tùng ơi, năm ngoái chưa mua vải nhà em đúng không? Tất cả là nhà em là vải thô đũi và vải đũi nha mọi người nha. Mã 11 cho em. Hàng nhà Trang Đức rất đẹp. Em cảm ơn chị Huế Nguyễn, cảm ơn chị yêu. Cảm ơn chị yêu. Ôi em nhìn thấy chị gái tuyết thắm của em đây rồi. Trời ơi em nhắc chị từ nãy đến giờ luôn. Em nhắc chị yêu từ nãy đến giờ luôn. Mã 11 Ninh Trần Hay hết hàng rồi. Hết hàng nha, bảo mã 11 có một gì thôi mà. Bảo mã 11 có một gì thôi. Tiếp tục cho em mã 12. Cứ để lại đúng cú pháp là các chị yêu có đơn mọi người nhá. Cứ để lại đúng cú pháp cho em. Cầm cho em cái dâu nhí vào đây đi anh ơi. Mã 11 hết rồi nha chị Thanh, chị Phạm Thanh Hậu. Chị Hồng Cẩm mã 11 hết hàng rồi. Ok chốt đơn chị Hồng Cẩm, chắc là còn một size bé. Tiếp tục mã 12 cho em. Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài cho em. Đồng giá 39.000 đồng. Đồng giá là 39.000. Anh ơi ra chốt đơn mã 11 đi đã. Mã 11 có một gì chết từ nhỏ đến to. Em bảo cầm váy mà. Lên váy tí đã. Oh no. Cầm váy lanh váy ngô. Ý là cái váy dâu này này. Cầm cái mã dâu nhí vào đây. Tại vì nó hai mã. Cái váy này cũng ngoài đến không còn à. Có mỗi một gì rồi. Váy này có mỗi một gì. Mã 11 là cái váy đen kìa anh ơi. Cái này có mỗi một gì. Cầm cho em cái áo xuất hàng vào đây. Mấy cái vào nhá. Màu vàng ấy. Mã này xin phép các chị yêu là cũng có mỗi một gì thôi. Có mỗi một gì thôi các chị yêu ạ. Khổ thế đấy. Có mỗi một gì thôi. Chị yêu nào chốt cái mã này lên mã 12 cho em. Mã 12 em chào chị DT Hoa Trần. Chị yêu nào chốt mã 12 comment mã 12 size đến 23 cân. Size từ 12 cân đến 23 cân. Ở trong line màu nó nhạt nhòa lắm các chị ạ. Em chẳng hiểu được khép mai phải đầu tư thêm mấy cái bóng điện. Đấy, chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em mã 12 cho em. Sao màu nó cứ kiểu gì nhìn nó không nét đẹp thế nhỉ. Các chị lên đơn cho em mã 12. Mã 12 cho em ạ. Mức giá là 39.
Mã 12 ok chị Mai Ngọc, ok chị Sáng Út, mã 12. Mã 12 đi mọi người ơi, mã 12 có đúng một ri thôi, không có nhiều nha. Đấy, mã 12 cho em. Mã 12 có đúng một ri thôi ạ, à, không có nhiều đâu. Ok ạ, à, thế còn cái váy ở ngoài đấy còn mẫu nào nhiều nhất anh ơi? Hả? Hả? Ok, mã 12 cho chị Thu Hương Trần Thị. Lên lại cái mã đấy là mã gì nhỉ? Mã mấy? Mã 2 à? Ok, em chào chị Dung Tu Nguyễn nha. Mã 12 cho em. Tiếp tục. Mờ quá, em không hiểu tại sao nó mờ thế nhở? Mờ quá đúng không mọi người? Bây giờ không biết làm như nào được. Mã 12, chị Linh Trần hơi hết hàng rồi. Cái mã này dâu xanh ở ngoài kia còn không? Mã 13 tiếp tục cho em, các chị chốt cho em này. Mã 12 cho chị gái Kinh Bắc. Bình thường mà xem có chuẩn màu không chị Lê Vân Ly Mi. Mã 12 chị Hường Nguyễn. Có mờ đâu rồi, ok chị. Rõ mà, ok, mã lên trên mã 13, size đến 23 kg. Ôi trời ơi, màu nào lên nó cũng xinh. Quả dâu, quả dâu, quả dâu, mọi người nhìn rõ cho em này. Đây này, màu của nó đây này. Đấy, các chị thấy không, thấy màu không? Em cứ thấy em đây nó cứ mờ mờ, nó cứ nhòe nhòe ấy, các chị yêu ạ. Mã 10 mấy, đây là mã 10 mấy. Mã 13 cho em, ôi trời. Mã 13, chị yêu nào chốt mã 13, comment mã 13. Mã 13 size đến 23 cân. Size từ 8 kg đến 23 kg. Mã 13 size từ 8 kg đến 23 kg. Nét mà ok chị. Chị yêu nào chốt mã 13 comment mã 13 cho em. Dạ em cảm ơn chị Hà Nguyễn. Trời ơi nó cứ nhòe nhòe, em thấy buồn cực kỳ. Chị yêu nào chốt mã 13 comment mã 13 cho em. Ok mã 13 chốt đơn chị Sáng Út 1823 ok. Chị yêu nào chốt mã 13 comment mã 13 nhé. Mã 13 size từ 8 kg. Size 8 kg đến 23 kg. Mã 13 chị Ngôi Sao may mắn ok. Chị yêu nào chốt mã 13. Ơ sao ở trên này không có nhỉ. Mã 13 cho em ạ. Ẩn comment cực kỳ. Ok chị Thu Hương Trần Thị mã 13. Ok chị Đỗ Hà mã 13. Mã 13 cho em. Mã 13 váy dâu, dâu xanh. Mã 13 váy dâu xanh. Cầm cho em cái váy dâu bé vào đây. Mã 13 dâu xanh. Nó có 2 giá. Mã 13 chị yêu nào chốt mã 13 comment mã 13. Đồng giá là 39.000 đồng. Áp dụng các chị yêu mình chia sẻ livestream cho em. Được chưa ạ? Đồng giá là 39.000 đồng. Quá rẻ, quá đẹp luôn. Ok, chị Thu Hà mã 13. Các chị có thích em bán con áo này ngày hôm nay sale luôn cho các chị yêu 39.000 đồng. Đẹp dã man. Hôm nay đang chuẩn bị bắn đơn đó các chị yêu. Được chưa ạ? Áo mèo mỗi cái một màu. Áo mèo mỗi cái một màu. Được chưa các chị yêu ơi? Áo mèo mỗi cái một màu. Size tầm 25-26 cân đổ về. Size 26 cân đổ về. Size từ 23 đến 26 cân. Chốt cho em áo mèo cộng màu. Áo mèo cộng màu là hôm nay đồng giá 39.000 đồng. Em nhề thề em nhập vào 40.000. Đấy, nhập 40.000. Bán luôn các chị yêu 39.000 đồng. Tại vì là em chủ yếu hôm nay là em sẽ bán váy và bán kèm đơn đó các chị yêu. Áo mèo màu vàng. Mỗi màu, mỗi cái một màu, không chọn nha. Màu hồng cho em. Màu hồng nhạt này. Nói chung hồng nhạt, hồng đậm em tống vào một màu. Được chưa ạ? Hồng đậm, hồng nhạt em tống vào một màu. Lên đơn cho em mã áo mèo cho em. Anh ghi áo mèo 39 hết luôn đó chị em mình cho nó bon. 39.000 hết luôn đó chị em mình cho nó bon. Được chưa các chị yêu ơi? Cái này đúng chính xác là bán cho các chị là bán tặng. Áo mèo hồng ok ạ. Ok chị yêu ạ, áo mèo cho em, chị Vi Phan áo mèo vàng ok ạ. Áo mèo vàng, mèo hồng cho em, chị nào mình chốt đơn là mình có. Được chưa các chị yêu ơi, đẹp dã man, chị Vi Phan lấy hai cái đi này, chất này đẹp. Chị Sáng Út ok, chị Hương Giang võ áo mèo vàng hồng. Hết. Hết vàng, không nhận đơn vàng nữa nha. Chị Linh Quách ok. 39.000 chị Linh Quách ơi, hết vàng. Hết vàng, đây chị Hương Giang võ hết vàng nha. Ok chị Trần Ngân, Trần Nga hết vàng rồi. Bây giờ các chị chốt áo hồng thôi, 39.000 đồng. Nhận hàng kiểm tra hàng bảo ôi em ơi bai lắm, xù lắm em nhận về. Được chưa ạ? Chị Trần Ngân, Trần Nga ok, chị yêu có áo mèo. Được chưa ạ? Chốt đơn cho em áo mèo cho em. Áo mèo 39 nha. Đây em bắt đầu chốt này, chị Vi Phan một à, chị Mèo Út một hồng này.
Chị Vi Phan một mèo, chị Sáng Út một mèo vàng hết rồi. Mèo chị Hương Giang Võ rồi, mèo Hồng chị Linh Quách này, chị Trần Ngân Trần Nga hai áo mèo này, chị Hoàng Nhỏ áo mèo này, chị Linh Quách áo mèo hết áo mèo. Đấy, chị yêu nào nhanh tay thì có đơn. Em bảo rồi, ngày hôm nay em bán cho các chị cho nó bon thôi. Bán cho các chị cho nó bon cuộc đời. Các chị yêu ạ, bán cho nó bon cuộc đời. Tiếp tục áo mèo Hồng hết hàng rồi. Hết hàng rồi chị ơi. Hết hàng 39 hết áo đấy rồi. Tí nữa em lên áo tiếp cho. Tiếp tục cho em. Anh ơi cầm cho em cái áo vàng vào đây. Mã này lên đơn cho em này. Đấy, mã này váy mã mười mấy rồi chồng ơi. Chị Nguyễn Thủy áo mèo em hết hàng. Anh mã 14 cho em, chị yêu nào chốt váy mã 14 comment mã váy 14 size đến 23 cân, size từ 8kg đến 23kg chốt váy 14 cho em. Mã váy 14 cho em này, trời ơi nó đẹp. 39.000 đồng áp dụng các chị yêu mình chia sẻ livestream. Được chưa? Áp dụng các chị yêu mình có logo là người chia sẻ lên đơn cho em mã váy 14 cho em. Mã váy 14 cộng cân nặng cho em chốt đơn. Lên bộ hip hop bé trai em chưa lên chị ơi, đợi em tí. Chị Nguyễn Thị Hiền hôm nay không chốt tí nào váy nha. Mã lên cho em là mã váy 14 cho em toàn bộ chất thô đũi. Được chưa ạ? Mã váy 14 chị Ngôi Sao may mắn ok. Có bộ vải lanh không có vải lanh chị ơi, 39.000 đồng áp dụng các chị yêu chia sẻ like. Nhớ để chế độ theo dõi page cho em nha các chị yêu nha. Mã váy 14 cho em ạ. Dâu màu này ngọt ngào cực kỳ, size từ 8kg nha. Size từ 8kg đến 28kg. À size từ 8kg đến 23kg ạ. Chốt cho em mã váy 14 ạ. Ok chị Hoàng Nhỏ mã váy 14 em chốt đơn. Chị Ngôi Sao may mắn em chốt đơn. Giờ lại xem được rồi, em cảm ơn chị Vũ Uyên. Chị Linh Quách mã váy 14. Chị Linh Trần Hơi mã váy 14 ok chị yêu luôn này. Chị Linh Trần Hơi mã váy 14 một gì này. Các chị lên đơn cho em mã váy 14 cho em. Quá đẹp luôn mọi người. Mạng không xem được, chị Đặng Tuyết ơi mình thử thoát ra mình vào lại giúp em. Hồng xinh nắm bé nhà mình thích nắm. Dâu đầm hồng xinh nắm bé nhà mình thích nắm. Ủa dâu mà mã váy 14 chị Thu Hà 23 cân ok. Chị Thu Hà để lại trang trang xin lại số điện thoại. Mã váy 14 cho em. Váy 14 anh ơi cầm áo vàng vào đây đi ơi. Mã váy 14 cho em đồng giá là 39.000 đồng. Xong cầm thêm cái váy trắng với váy hồng một màu vào đây nha. Mã váy 14 cho em ạ, đồng giá là 39.000 ạ. Ok ạ, chị Nguyễn Hường mã váy 14 20 cân ạ, đến 23 cân. Đến 23 cân mẫu dâu hồng này xinh lắm. Đấy các chị yêu này. Xinh lắm luôn. Được chưa ạ? Mã váy 14 cho em chị Thu Thảo Huynh váy 14 ok chị Bích Bùi váy 14. Mỗi chị nhấn cho em xin 1 2 lượt chia sẻ nha mọi người nha. Váy 39.000 mỗi chị nhấn cho em xin 2 3 lượt chia sẻ. Cầm cái kia vào đây cho em để em chuẩn bị qua lên mẫu đi. Cái áo vàng ấy, áo vàng hàng xuất hàng này. Mã váy 14 em chốt đơn chị Nguyễn Thủy, chị Đỗ Hà, chị Bích Bùi ạ, chị Thu Thảo Huynh ạ. Chị nào đây ạ? Chị Vũ Uyên ạ, chị Nguyễn Hương ạ. À chị Vũ Uyên không lấy, chị Nguyễn Hương ạ, chị Thu Hà. Ok ạ, chị yêu nào chốt váy 14 lên váy 14 cho em ạ. Đồng giá là 39.000 đồng. Không bao giờ phải lăn tăn các chị yêu. Không bao giờ phải lăn tăn. Được chưa ạ? Em chuẩn bị tặng mini game. Tiếp theo các chị thích chơi mini game kiểu gì nào? Mọi người ơi, thích chơi mini game kiểu gì cho nó hoan hỉ nào. Lên đơn cho em mã váy 14. Ok chị Nguyễn Thực váy 14. Ok chị Thu Hương Trần Thị có váy 14 cho em. Mã váy 14 cho em đồng giá 39.000 đồng. Đầu tiên em tặng luôn cho các chị con này để cho các chị như nào nhận hàng các chị biết. Chị nào mà đã nhận hàng con áo xuất hàng rồi cho em xem cái feedback đây. Còn chị nào chốt mã váy 14 comment mã váy 14 cho em. Đẹp nhất cho chị em nhà mình luôn. Đẹp nhất cho chị em nhà mình. Mức giá là 39.000. Ok chị Hồng Hạnh Trinh bổ sung lượt chia sẻ cộng số điện thoại lên cho em 39.000 đồng. Bây giờ con này em còn không bán 39 đâu. Con này bây giờ em tặng đã. Con này bây giờ em tặng đã. Con váy áo suốt này em tặng đã. Ok chị Nguyễn Thắm ba may váy 14 cho em. Cầm cho em cái váy cherry trắng với cả váy che màu một màu hồng ở đây nhá. Con áo này này, con suốt hàng này chị yêu nào nhận rồi cho em trang xin một cái feedback lên đây nè. Con này tặng luôn. Được chưa? Con này em trước tiên trước khi bán em tặng đã. Trước khi bán em tặng đã nha mọi người nha. Comment cho em là chị, các chị comment lên đây để em nhìn thấy mọi người đã chia sẻ đi ạ. Comment lên đây cho em để em nhìn thấy mọi người đã chia sẻ đi nào. Ok chị Hồng Hạnh Trinh có mã 14, chị Nguyễn Thắm có mã 14. Ok chị yêu luôn. Mã này lên tiếp cho em. Áo này cầm nhiều đây một tí anh ơi. Vứt cho nó bon. Toàn mẫu đẹp bán 39.000 như này có chết không chị? Toàn mẫu đẹp bán 39.000. Chia sẻ livestream giúp em Trang với nha các chị yêu nha. Ok chị Dung Phạm đã chia sẻ, chị Vũ Nguyên đã chia sẻ. Ok chị Bách Bảo Linh Hồ ok chị yêu có mã váy 14 ok. Còn chị nào chốt mã váy 14 comment mã váy 14 cho em. Cầm cho em thêm cái trắng trắng anh bảo còn nhiều vào đây đi. Mấy cả cái hồng hồng này còn nhiều đúng không? Ok chưa ạ? Tiếp tục em tặng con này cho chị em nào mình chia sẻ nhiều. Hay là như nào bây giờ?
Ai? Bây giờ tặng kiểu gì cho nó hoan hỉ nhỉ các chị yêu nhỉ? Em ghim này, chị thứ 6. Comment cho em là gì ạ? Chị đã chia sẻ cách số điện thoại. Chị đã chia sẻ cách số điện thoại cho em. Em không phải ghim chị đầu tiên đâu, em ghim chị thứ 6. Ok chưa? Chị đã chia sẻ cách số điện thoại cho em. Em ghim chị thứ 6. Nào chị nào chưa bao giờ được quà thì lên là chị thứ 6 đi để cho các chị được quà. Mọi người nha, lên là chị thứ 6 đi để em tặng quà. Được chưa ạ? Các chị yêu nhá, lưu ý cho em. Đấy, ngày hôm nay em toàn bán 29-39 nghìn cho các chị yêu thôi, cho các chị yêu hoan hỉ. Lên cho em là chị yêu thứ 6 nha, em không ghim chị đầu tiên đâu, cho em xin cốc nước ạ. Chị đã chia sẻ cho em, ok, chị Sáng Hút lên đầu tiên trượt quà. Chị Sáng Hút lên đầu tiên trượt quà. Chị Phùng Xếu lên thứ 2 trượt quà. Em ghim chị thứ 6 để cho chị nào mạng chậm vẫn chơi một thoải mái. Đây là do các chị yêu như nào ạ? May mắn, chị Dung Phạm là chị thứ 3, chị Đỗ Hà là chị thứ 4. Ok ạ, chị yêu nào chị thứ 5, chị thứ 6 đấy ạ. Đấy bảo chị thứ 5, thứ 6, không thấy chị nào lên. Không thấy chị nào lên. Ok ạ, chị nào đây ạ? Chị Vũ Uyên là chị thứ 5 mất rồi. Trời ơi, các chị ơi không nhảy gì cả. Ok chưa ạ? Chị Vũ Uyên là chị thứ 5 mất rồi. Ok, chúc mừng chị. Chị Nguyễn Thắm hình như hôm nay không có đơn phải không? Chị Nguyễn Thắm anh ơi, số 596 là chị thứ 6 tặng quà, được tặng quà. Ok, chúc mừng chị Nguyễn Thắm. Tất cả các chị được quà tặng là các chị phải được em ghim tên như này nha mọi người nhá. Là các chị yêu phải được em ghim tên như này. Là quà không đồng nha các chị yêu nhá. Ghi cho chị tặng cho chị Nguyễn Thắm. Số điện thoại là 596. Tiếp tục con áo này lên cho em mã này, cho em là mã 10 mấy. Mã 10 mấy đây chồng ơi. Mã 15 rồi à? Mã 15 cho em. Chị yêu nào chốt cái này lên mã 15 cho em. Size từ 16 cân đến 45 cân. Đến cái gì? 596. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em là mã 15 cho em. Áo váy chơi vui vẻ công bằng. Dạ ok, chơi vui vẻ rất công bằng. Em cảm ơn chị Vũ Huyên. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em. Mã này là mã 15. Mã 15 có size của các bạn từ 16 cân đến 45 cân. Từ 16 cân đến 45 cân. Ok, à chị có đơn. Có đơn nhớ nhắc nhân viên nhà em là chị được quà mini game nha. Nhớ nhắc nhân viên nhà em là tối hôm qua chị được quà mini game. Để bên em gửi cùng đơn cho mình. Được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em mã này cho em là mã gì ạ? Mã 15 cho em. Mã 15 29.000 đồng. Sao không đọc chị em ơi? Cứ đúng lượt chia sẻ có đơn là ok. Mã 15 là chị Hương Giang Võ anh ơi. Chị Hương Giang Võ 29.000 đồng. Áo này không đẹp trả về. Mặc bai mặc xù các chị trả về. Được chưa ạ? Mặc bai mặc xù nhà trả lại em Trang nhận về. Các chị lên cho em mã này cho em. Em ơi bị nhầm mẫu đổi như nào nhỉ? Chị Vũ Uyên ơi đã nhầm màu. Chị quay hàng về theo địa chỉ trên bill cho em. Quay hàng về theo địa chỉ trên trang cái trên ảnh bìa cho em để em đổi hàng đúng mẫu cho mình. Được chưa? Mã này lên đơn cho em là mã áo 10 à. Cái mã này chỉ cần lên mã 15 cộng số điện thoại thôi. Được chưa ạ? Anh ơi ghi chị Hương Giang Võ kìa. Có 29.000 thôi ạ. Không phải tạo đơn chị ấy nha, để em làm đơn luôn. Mã 15 cho chị Hoàng Phượng. Ok, cái này lên đơn mã 15 cho em 29.000 đồng. Các chị chia sẻ like giúp em. Nhiều lắm, hôm trước nhiều chị không chốt được mã này cực kỳ. Ô áo mèo vừa nãy tôi chết rồi. Chết tôi rồi. Áo mèo vừa nãy nó vẫn còn ở đây này. Ok ạ, chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em mã 15 29.000 đồng, nhận hàng kiểm tra hàng chất xấu hoàn về. Cái này các con mix với, nếu mà các con sơ vin cũng ok, được chưa ạ? Mà nếu các con bỏ suông với quần legging cũng đẹp, hàng phủ đít đằng sau. Mã 15 này phủ đít đằng sau nha, ok chưa? Mã 15 em chốt đơn chị Bích Bùi, mã 15 chốt đơn chị Oanh Bờ, mã 15. Cái áo này là có đủ size cho các bạn. Thích mặc sơ vin cũng đẹp, thật sự các chị thích sơ vin vào cũng đẹp luôn này. Đấy mà không thích sơ vin các chị này mặc với quần legging nó che kiểu che mông ấy, mặc cá tính cực kỳ mà đẹp cực kỳ luôn. 29.000 đồng. Các chị lên cho em mã này mã 15 áo mèo 25 cân rồi ok. Chị nào chốt áo mèo comment áo mèo, em còn sót một gì. Hôm nay vui vui nó đang theo đơn thôi. Em bán nó hết một nèo thì em mới bán thôi, còn nếu mà để mà còn lại thì không có đâu ạ. Các chị lên cho em mã 15, mã 15 cho em. Ok, chị Sáng Hút mã 15. Chị Minh Nhật Nguyễn mã 15. Đẹp dã man, chị nào nhận cái áo 10 mã 15 này rồi cho em ra xem cái feedback này. Mã 15 cho em. Các chị cứ lên đơn cho em mã 15. Bộ dây đằng sau 45.000. Bộ dây đằng sau 45. Nào, áo mèo em vẫn đang còn. Áo mèo em còn thêm một gì. Được chưa ạ? Áo mèo em đang còn thêm một gì. Cái này gọi là bám tới inbox rồi, ok. Chị Su Su, mã 15, chị Hương Giang Võ có rồi đúng không?
Tiếp tục áo mèo, chị nào chốt áo mèo comment áo mèo. Cái này em bán gọi là hôm nay cho nó bon hàng thôi. Bán gọi là hôm nay bán cho nó bon hàng. Quần con trai 25 cân em có nhá. Cái này em bán gọi là hôm nay cho nó bon thôi. Nên là các chị chốt hết cho em áo mèo rồi. Ok chị Lương Nguyệt áo mèo. Còn nghe cho em áo mèo cho em. Ôi trời ơi xinh dã man luôn này. Áo mèo áo gấu em tống tất vào đây các chị ơi. Tống tất vào đây nha các chị yêu nha. Nói chung là logo nó khác khác tị thôi. Có mỗi con áo gấu tự nhiên lạc lòi. Không chọn màu cho em áo mèo rồi. Ok chị Hồng Hạnh Trinh, chị Nguyễn Hà, chị Kim Hồng Phan. Ok à, chị yêu là chốt áo mèo comment áo mèo nhanh tay. 39.000 đồng chất cốt tông tàu. Không bai xù không ráo vải. Mai còn màu gì mình chốt màu đấy. Tại vì nó sẽ không còn nhiều màu. Được chưa ạ? Áo mèo cho em ạ. Chị mã 15 chị Anh Ngọc. Ok để lại số điện thoại. Chị Quang Hà Hưng. Ok áo gấu không chốt áo gấu. Áo mèo rồi ok. Chị Trần Ngân Trần Nga. Ok chị Nguyễn Thắm áo mèo ok. Lên đơn cho em mã áo mèo cho em. Em đồng giá cho các chị yêu 39. Chị Hương rõ áo gấu ok. Chị Hương Giang võ này. Hết áo gấu rồi, không có áo gấu đâu. Em chốt một cái cho chị gái kia thôi. Hết rồi, còn nghệ chốt áo mèo, mèo cũng đẹp mà. Ok, áo mèo vàng hồng cho chị Linh Quách. Ok, hết mèo, hết mèo, hết mèo. Tiếp tục sang áo khác cho chị em. Còn cái áo gì không nhỉ anh ơi? À, 39, hôm nay đồng giá cho các chị trong một hôm. Một hôm bán cái này không lợi nhuận không sao. Đúng ạ, một hôm bán không lợi nhuận không sao. Đây các chị yêu nhìn này. Cái mã áo này còn là 42.000 cơ chứ không phải 40.000. Được chưa ạ? Cái áo này còn là 42.000 cơ không phải 40.000. Thế nó có chết người không? Như này nó có xẻ mỗi cái tay thôi thế mà nó đắt hơn. Nó xẻ mỗi cái tay thôi mà nó đắt hơn. Bây giờ bán cho các chị áo này 42.000. Áo 42 comment cho em này. Trời ơi cái này nó lại có sai nó mới chết chứ nị. 4x. 4x toàn size 4x thôi. Hình như 1G 4X, 1G 5X à. Đúng rồi, 1G 4X, 1G 5X à. Cái nào chị nào nhanh có đơn nhá. Cái này thảo nào nó đắt hơn các chị yêu ạ. Thảo nào nó đắt hơn. Áo mèo chị Thu Thảo Huynh không có 18. Chị lấy hàng suốt mà. Em biết mà chị Anh Ngọc, em nhớ mà. Em sợ các chị đổi số điện thoại nên các chị cứ phải lên lại số điện thoại cho em. Thảo nào áo này nó đắt hơn. Bởi vì nó to hơn các chị yêu ạ. Cái này em có đến 40 cân cơ. Có từ 30 cân, à có từ... Cái này là từ 5X, à từ 4X này. Cái này em có từ 25 cân đến tầm 35 cân. 25 cân đến 35 cân. 25 cân đến 35 cân. Mẫu này em có ít thôi. Mẫu này em có ít thôi. Em bán cho các chị yêu là 40.000. Thôi em chấp nhận lỗ 2.000. Em bán cho các chị yêu 40.000. Được chưa ạ? 40.000 đồng. Size từ 25 cân đến 35 cân. Cái này em có 2, 1G 4X và 1G 5X. Cái này không chọn màu nha các chị yêu nhá. Thôi bán 40.000 đồng. Ghi mã cho em là mã gì ạ? Mã 40 cho em. Mã bốn áo 40. Comment áo 40 cho em cộng màu. Ôi trời ơi nó đẹp như này. Ok ạ. Chị Duyên Trương ơi đi đơn mất rồi nha chị yêu ơi. Chiều nay vừa đi đơn chị gái nhá. Cứ chốt tiếp để lưu đơn nha. Ok chưa ạ? Áo 40.000, 42 các chị vẫn chốt ầm ầm nhưng thôi. Em bảo rồi ngày hôm nay em về lỗ 1-2.000 không sao. Được chưa ạ? Ok chị gái Kinh Bắc có ạ. Áo 40.000. Áo 40.000 đồng. Size từ 25 cân đến 35 cân. Khổ ghê. Thảo nào thấy nó đắt hơn hai cái gì kia. Đấy. Đây là áo này này. Áo 40 này. Comment cho em đúng mã nhá. Áo 40 cho em. Chị Linh Trần Hay 2G 2 màu. Ok áo 40 hết hàng. Hết hàng hồng vàng. Ok cho chị Hương Giang Võ hết hàng rồi. Thôi được rồi chốt thế thôi. Chốt thế thôi. Ok chưa ạ? Áo này còn không anh ơi, ngoài đấy còn không? Áo 40. Áo 40 cho em. Comment đúng mã nha, size đến 35kg cơ. Ui chất nó đẹp dã man luôn. Sờ vào nó mát thế chị. Lạnh. 40.000. Bảo rồi hôm nay bán cho các chị bon. Dồn đơn ok chị yêu, dồn đơn. Cái quần kẻ của nữ kia còn không anh ơi? Còn quần bò còn biết nhá. Lên hết thanh lý hết cho các chị yêu. Được chưa ạ? Bán kèm. Anh ơi cho em lại cái mẫu váy cherry một màu đi. Này, xinh như thế này cơ mà các chị yêu. Xinh như thế này cơ mà. Đấy, xinh như thế này. Áo 40 rồi ok chị. Áo 40.000. Áo 40.000 cho em vào bó hết cái áo 40.000 này vào anh ơi. Xinh như thế này cơ mà mọi người. Xinh như này cơ mà. Được chưa ạ? Chị DT Hoa Trần ok à, chị Vũ Huyên nay trang vui tính nhỉ. Nhiều hôm nó cũng cứ rồ rồ như thế. Không có 43 chị. 43 có cái mã cô gái hôm qua ấy. Áo 40 cho em.
Chốt đơn cho chị chưa? Dạ chốt rồi. Các chị cứ có đúng cú pháp này em chốt đơn nhé. Ok chị. Ok chị Trần Ngân, Trần Nga có mã áo 40, 40 cho chị à? Quang Sơn Hà ok. Có váy hoa nhí? Có. Chị Vũ Huyên ơi váy có. Tiếp tục lên váy nhé. Chị Bùi Hương Việt ơi em không chốt được đơn luôn bây giờ. Bởi vì em nghỉ live em rất là mệt rồi. Các chị thông cảm nhé. Ngày mai bên em chốt đơn. Em nghỉ live thật sự em nói sao các chị. Các chị xem live các chị thấy bình thường thôi. Nhưng mà bọn em bán này xong bọn em nói liên tiếp 3 tiếng đồng hồ xong em mệt nhừ luôn. Được chưa ạ? Anh ơi, lấy váy tiếp vào đây đi. Lấy cái váy trắng đây đi. Váy trắng đâu rồi nhỉ? Váy trắng, váy hồng là mã mấy? Váy hồng này có nhiều không? Lên lại các chị một cái mã váy này nữa này xong rồi để sang quần bò đi. Xong bắt đầu sang quần bò nhá. Đây cái mã này là mã mấy? Chị yêu nào vào muộn không chốt được mã này lên chốt. Mã 6. Cái này là mã 6 cho em. Chị yêu nào chưa chốt được mã 6 comment mã 6. Ok chị Trần Ngân, Trần Nga. Mã 6 ok chị Oanh Bờm. Chị yêu nào chốt mã 6 comment mã 6. Mã 6 áo lắng dài cho bé em không còn ạ. Chị nào chốt mã 6 lên mã 6 39.000. Size từ 15 cân đến 25 cân. Mã này lên đơn cho em là mã 6. Mã 6 39.000. Ôi trời ơi các chị ơi. Mã 6 39.000 đồng. Có quần nữa có. Mã 6 chị Hương Giang Võ. Ok, mã 6 39.000 này. Vải đũi. À chị Hương Giang Võ có rồi. Vừa nãy chị Hương Giang Võ mã 625 cân. Các chị lên đơn cho em mã này cho em là mã mấy đây? Mã 6 em chốt đơn chị Hà Nguyễn, mã 6 em chốt đơn chị Sáng Út, mã 6 em chốt đơn chị Linh Quách. Chị yêu nào mình chưa chốt được mã 6 mình lên mã 6 cho em size đến 25 26 cân nhưng em chốt đến 25 cân. Được chưa ạ? Chị LDT Hoa Trần em chốt đơn của mã 6 ok chị yêu. Tiếp tục mã này cho em size cũng từ 15 cân đến 25 cân. Lên áo lắng rồi ok chị Hoàng Nhỏ ơi áo lắng của bé. Chị yêu nào chốt cái mã này mã mấy đây anh ơi? Mã này là mã mấy? Cái mã này cơ mà. Mã này lên đơn cho em là mã 2. Mã 2 cho em màu cherry này xinh chưa? Size từ 15 cân đến 25 26 cân. Mã 6 chị Duyên Trương ok chị yêu. Mã này lên đơn cho em mã 2. Đã ok chị Quang Hà, Quang Sơn ok chị Nương Nguyệt có mã 6. Sáng mai đi làm không nghe được chiều mai rồi ok chị Bùi Hương Việt anh ơi. Anh tạo đơn cái chị Bùi Hương Việt luôn kìa. Cái 25 cân. Mã 6 ok, có comment đúng mã nha. Ok chị Hương Giang Võ mã 2. Anh ơi ghi chị Hương Giang Võ mã 2. Ok chị My Kiều. Không, chị My Kiều phải comment mã chứ. Bây giờ em chốt trên phần mềm mà. Chị My Kiều có mã 2. Đây là mã 2, ok chị Hồng Hạnh Trinh có mã 6 rồi. Các chị comment mã này cho là mã 2 này. Vải thô đuối. Nhận hàng, các chị yêu mình được kiểm tra hàng chất không đẹp. Các chị yêu hoàn về cho em. Mã 2 lên đơn, size đến 25-26 cân này. Màu cherry này, yêu cực kỳ. Các con mặc lên yêu lắm, bé gạo nhà em. Thật ra cái mã này là nó to quá, nếu không em cho bé gạo nhà em mặc thử. Thôi cố gắng đợi em bé gạo nhà em sang năm là mấy tuổi nhỉ anh nhỉ? Sang năm con 3 tuổi là con bắt đầu mặc mẫu được rồi. Được chưa ạ? Mã 2 ok chị Duyên Trương có mã 2. Các chị lên đơn cho em mã 2 cho em này. Mình ngồi xa xa ra tí cho các chị yêu mình nhìn tổng thể cái váy. Ngồi xa xa tí cho các chị yêu mình nhìn tổng thể cái váy. Lên đơn cho em cái dáng baby doll nhá. Nó đến ngực một phát là nó xòe 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 ra. Con này mặc xinh cực kỳ. Có quần lửa đi học à, có chân váy á, chân váy em rất nhiều. Chân váy em rất nhiều, mã lên cho em là mã 2 nhá. Mã 2, em chào chị Thanh Lượng. Ui hôm nay nhiều váy hè quá chị yêu ơi. Từ hè năm ngoái năm nay chưa thấy mua váy rồi. Các chị yêu lên cho em mã này cho em mã 2. Mã 2, mã 6 chị Thanh Tú ok. Mã 2 tiếp tục cho em mã 2 lên đơn này. Mã 2 đồng giá là bao nhiêu tiền ạ? Đồng giá là 39.000 đồng. Đồng giá là 39.000 đồng. Ok mã 2 em chốt đơn chị Thanh Lượng này. Chị Thanh Lượng ok chốt đơn. Chị yêu nào chốt mã 2 comment mã 2. Mã 2 39.000 đồng, để lại số điện thoại nhá. 3939. Ôi trời ơi, hôm nay em qua nhiều mã quá rồi. Em qua nhiều mã, cái mã xanh xanh kia có nhiều không để lên lại. Chia sẻ livestream cho em mã 2 ok chị Quang Hà Hương Sơn. Váy này mặc xinh nè, chị mua cho bé mà nhà chị mặc rồi ok. Cái này nó mặc kiểu đến đây xong nó xòe xòe ấy. Các con mặc cưng cực kỳ luôn. Ok chưa ạ? Mặc cưng cực kỳ luôn, lên đồ bé trai đi. Tại vì hôm nay em sắp chết ngất trong cái đống hàng này rồi nên là. Ơi. Tiếp tục cho em lên mã gì nhiều nhiều, còn mã gì còn nhiều không? Để lên lại một tí không? Mã 2 chị Trần Dung ok. Mã 1 này có nhiều không anh? Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài cho em nhá. Nay qua nhiều mã váy, chị nào mà mình thích, chị yêu nào mà mình chưa vào mình xem được kỹ mình tua lại cho em nha các chị yêu nhá. Lấy quần bò đi ơi. Có legging bé gái không? Có ít thôi chị. Có ít thôi. Đây là mã màu xanh này là mã mấy? Có nhiều không? Mã màu xanh này mã mấy có nhiều không? Em thấy ở ngoài kia nó nhiều váy lắm mà. Mã này mã mấy? Nào các chị ơi lên lại cho chị em nào mình chưa chốt được mình chốt này.
Lên bộ hip hop bé trai đi rồi, ok. Mã này là mã mấy? Mã 8, chị yêu nào chốt cái mã màu xanh này thì lên cho em mã 8. Size từ 15 đến 25, chốt cho em mã 8. Mã 8 size từ 15 cân đến 25 cân, chốt cho em mã 8. Mã 8 cộng cân nặng cho em, được chưa ạ? Mã 8, chị yêu là chốt mã 8, comment mã 8, đẹp dã man luôn. Lên đơn cho em mã 8 nha, mã 8 39.000 đồng, size từ 15 cân đến 25 cân, mã 8, mã 8. Các chị comment đúng mã cho em là có đơn, được chưa ạ? Comment cho em đúng mã là có đơn hàng. Em chào chị Huyền Trang. Mã 8 cho em, chị nào chốt mã 8. Mấy váy mít có hết rồi đấy, đẹp quá luôn. Ok chưa, mã 8 cho em, đồng giá là 39. Anh chạy ra xem còn mẫu váy hè nào nữa không, váy ấy. Mã 2 chị Nguyễn Kha. Ok ạ, à. Cái mã cherry này còn 2G chưa lên này. Cái mã cherry mã 8 cho chị Trần Nhung, ok ạ, à. Em chào chị Kim Chi Hoàng ạ, à. Nhớ để chế độ theo dõi trang page giúp em nha các chị yêu nha. Nhớ để chế độ theo dõi trang page cho em. Mã này lên cho em mã mười mấy anh ơi. Cho chị một quần legging 20 cân, ok chị. Mã 8 chị Duyên Trương, mã 8 chị Lương Nguyệt. Cứ để lại số điện thoại cho em nha các chị yêu nha. Mã 8 em chào chị Phương Nguyễn. Cái mã che lên đến mã váy bao nhiêu rồi? Hả? Áo xuất hàng là mã, bây giờ là đến mã bao nhiêu? Bây giờ em lên mã bao nhiêu? Mã 8 cho chị Oanh Bờm, ok. Trời ơi, đẹp quá. Tiếp tục mã 17. Mã 17 quả cherry xinh chưa, size đến 23. Các chị nghe rõ cân nặng cho em nhá. Váy 30 cân chưa về. Hôm nay mới về đến 25 26 cân chị ơi. Chị Đống Thu An ơi, váy 30 cân này phải đợi tuần nữa nha. Các chị yêu lên cho em mã này cho em là mã 10 mấy? Mã 16 cho em ạ. Mã 16 size đến 23 cân. Size từ 10 cân đến 12 cân đến 23 cân. Từ 12 cân đến 23 cân, màu cherry, quả cherry cắt này. Ui các chị ơi xinh quá. Mã 16 ạ. Chị yêu là chốt mã 16, comment mã 16 cho em. Sao mờ quá ạ. Đợi em đổi mạng tí xem được không nhá. Đợi em đổi mạng một tí xem được không. Chán ghê. Các chị yêu ơi cố lại giúp em xem nào. Ok chưa ạ. Mã 6 cho chị nào đây ạ. Mã 6. À mã 16, ok ạ. Chị Linh Trần hay mã 16. Chưa chị nào chốt mã 16 đâu phải không anh. Mã 16 ok ạ. Chị Sáng Út rồi hết mã 16 nha. Chị Trần Thị mã 8 ok chị. Các chị yêu ơi, mã của nhà em ạ, là váy hè này nhà em phải đi đơn ít nhất từ 3 cái nha. Nếu mà các chị yêu chọn nguyên váy hè, xem rõ rồi ok, xem rõ chưa mọi người, em vừa đổi mạng rồi xem rõ chưa. Em vừa đổi mạng rồi xem rõ chưa. Rồi qua mã đi, anh ơi không cầm xe hàng qua để bán à. Nhanh lên chị. Tiếp tục cho em mã này em có mấy gì? Mã 6 ok, mã 16 chị Đỗ Hà ok. Chị yêu nào chốt mã 16 nữa không? Mã 16 chị Thu Hương Trần Thị. Ôi trời ơi qua trang pết theo cứ nhảy từ pết nọ pết kia chị. Ok chị Kim Hoàng Đặng có ạ. À. Ok chị Nguyễn Thắm có mã 6 ok, mà chị Bích Bùi mã 6. Rồi hết hàng. Chắc mã 6 nó chỉ có gần đấy thôi. Hết hàng rồi không comment mã 6 nữa nha mọi người. Cái bộ vịt xanh này có nhiều không? Chị Dung Tù Nguyễn có, mà chị Dung Tu Nguyễn có của mã 6 ok chị yêu. Cái cầm cái mã gen, váy gen đợt trước vào đây đi. Nhớ không? Cái mã váy gen sát nách ấy anh. Nào có các chị có thích lên những cái bộ này luôn không? Ok chưa ạ? Có thích lên những cái bộ này luôn không mọi người? Trời ơi, xinh dã man chưa? Mã này lên cho em là bộ vì bộ gì thỏ xanh. Comment cho em thỏ xanh, bộ thỏ xanh cho em size đến 40 kg. Size đến 40 kg này, bộ thỏ xanh. Đúng rồi, váy hè sang tuần sau. Mã 16 chốt đơn chị Hồng Cẩm, ok. Chị yêu nào chốt bộ thỏ xanh, comment bộ thỏ xanh này. Đấy, vui vui, bán luôn hết cho các chị yêu hàng đại cổ. Bán bình thường 89, nay bán 79 nha. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em mã thỏ xanh. Thỏ xanh, chị Hương Giang Võ, bộ ok, 79. Size đến 40 cân. Được chưa ạ, size đến 40 cân. Chị Hương Giang Võ, một bộ ok. Nào, chị yêu nào chốt thỏ xanh, comment thỏ xanh, size từ 17 kg. Thỏ xanh, ok các chị, 79.000. Chốt cho em bộ thỏ xanh ok, 25 cân. Anh ghi thỏ xanh là bộ thỏ xanh kia, chị Hương Giang Võ 79. Thỏ xanh cho em, chị yêu nào chốt thỏ xanh, comment thỏ xanh. Kia chị Hương Giang Võ kia. Chị yêu nào chốt thỏ xanh, comment thỏ xanh đi ạ. Xinh dã man luôn. Thỏ xanh cho em này, size đến size của các bé đến từ 17 cân đến 40 cân. 17 đến 40.
Ok, 79 nghìn. Tiếp tục cho em mã này. Mã này hôm trước chị nào chưa chốt này lên chốt lại cho em size từ 8 ký. Cái mã này có đến bao nhiêu ký anh ơi? Cái mã này em có size 8 đến 18 20 cân chốt cho em mã này mã mười mấy? Mã 17 ạ. À. Em chào chị Minh Thư, mã 17 cho em size từ 8 ký đến 18 ký. Mã 17 cho em lên quần lẻ bé gái. Ok, em lên lốt 1 2 mã váy nữa xong em lên quần. Lên nguyên quần bò siêu cấp cho các con, được chưa? Mã 17, chị yêu nào chốt mã 17 comment mã 17 cho em. Mã 17, chị yêu nào chốt mã 17 lên mã 17. 39.000 size từ 8 ký. 8 ký vải lanh, cái này là vải lanh, thỏ xanh 22 ký chị Hồng Hạnh Trinh, thỏ xanh chị Khoa Huynh 35. Ok. Các chị lên cứ mã thỏ xanh cho em 79.000. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em mã 17 cho em đẹp dã man luôn. Mã 17 cho em các chị yêu này. Mã 17 39.000 đồng. Chị Sáng Út mã 17, cái này là váy nha chị ơi, cái này là váy. Ok, chị Sáng Út mã 17 này. Ok chưa ạ? Lên mã 17 39.000 ạ. Mã 17 39. Còn cái mẫu váy nào nhiều có thể bán được không? Mã 17 cho chị Duyên Trương. Ok ạ, à, tiếp tục lên quần bò bé nha. Đợi em một tí em đi ra ôm quần bò cho bé. Ok mình. Rồi ok, rồi ok chị. Em à, chị ơi nào chia sẻ like 39 có nha, cái này là chốt cho em tim tim còn nguyên tim trắng, chốt cho em tim trắng. Ok chị Hải Yến hai bộ thỏ xanh, chị Hải Yến Hải Hải Yến để lại số điện thoại cho em. Cái tim trắng 39.000 vải đũi này, ôi trời ơi cái này lỗ chổng đít lên trời luôn, cái này lỗ chổng đít lên trời luôn. Còn nguyên màu trắng, chị yêu nào chốt tim trắng comment tim trắng size đến 28 cân 17 cân đến 28 cân. Các chị yêu chốt cho em tim trắng. Tim trắng 39.000 đồng. Tim trắng 39. Chị yêu nào chốt tim trắng comment tim trắng. Em còn một tim hồng. À, còn một cô gái hồng, đũi hồng 39 nốt. Tim trắng cho em, chị yêu nào chốt tim trắng comment tim trắng. Còn một tim vàng. Còn một tim vàng hả? 57 đây. Tim trắng cho em, tim hồng còn một cái. Tim hồng còn một cái nha. Tim vàng còn một cái, chốt tim cho em. Chốt mã tim 39.000 này các chị ơi, vải đũi. Được chưa ạ? Nhớ nhấn like và nhấn chia sẻ bài cho em. Em chào chị Lưu Thủy nha, chị yêu nào chốt tim lên tim. Tim trắng cho chị, đũi hồng cho chị Hương Giang Võ này anh ơi. 39 hết rồi chị còn Sáng Út nha. Kìa. Ờ, cô gái hồng hết nha chị Thùy Ngân, tim trắng. Chỉ còn tim trắng thôi, hồng với vàng này còn mỗi một cái thôi. Chị nào ngày mai có size vừa thì mới chốt nha. Tim hồng này là size số 6, size 17 đến 20 cân. Ok ạ. Chị Sáng Út có, chị Trần Bích Ngọc có tim trắng, cô gái hồng hết. Tim trắng là chị Minh Thư, chị Thư Minh để lại số điện thoại. Chị DT Hoa Trần tim hồng hết hàng rồi. Bảo rồi tim hồng có một cái size 17-20 cân thôi nên em không lên. Em chỉ lên mã tim trắng thôi. Em chỉ lên mã tim trắng thôi, chị nào mình cảm thấy chốt được mình chốt nhá. Bởi vì con này em nhập vào là 45.000. Bây giờ em thanh lý cho các chị yêu là 39.000 đồng vải đũi. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt cái này lên cho em tim trắng. Đây. Tim vàng không còn, tim hồng không còn đâu chị ơi, chỉ còn nguyên tim trắng. Chị yêu nào mình ở mình ok thì mình lên đơn nha mọi người nha. Chị yêu nào mình ok thì mình lên đơn cho em. Tim vàng không còn, tim trắng ok chị Thanh Tú. Tim trắng này cũng đẹp vì váy suông.
Các chị yêu ạ, tim trắng này cũng đẹp rồi. Ok, chị Duyên Trương tim 2 cái. Chị Nguyễn Phương tim trắng 1 cái thôi. Chỉ còn nguyên của tim trắng nhá. Chỉ còn nguyên của tim trắng ra tạo đơn đi. Một chị tim vàng, một chị tim hồng, còn lại là tất cả tim trắng. Ok, tim trắng, ok chị. Chị yêu là ok, chị Bảo Bình Hà Chi, Bảo Bình Linh Chi Đỗ, ok. Các chị lên cho em tim trắng cho em này, 39.000 đồng. Việc gì phải lăn tăn mọi người. Được chưa ạ, tim trắng cho em các chị nhá. Tim trắng, còn chị yêu nào chốt không vải đuôi. Toàn bộ hàng Quảng Châu vải đuôi nó đẹp như này. Tim trắng cho em các chị nhá. Tim trắng ok, chị Duyên Trương có tim trắng 39.000 đồng bao giá cả nước, bởi vì cái này bị bán lỗ. Tim trắng chị Nguyễn Hường, cái này có đến 27 cân. 27 cân nhá, 27 cân, 17 cân đến 27 cân, 27 28 cân đổ về. Chốt cho em tim trắng này, xinh lắm. Mã này các con mặc đi du lịch đội thêm cái mũ vào nữa thôi là ok. Đi học đội thêm cái mũ nữa thôi là ok. Chốt cho em tim trắng thôi. Bây giờ chỉ còn tim trắng, chị yêu nào nhất trí thì mình chốt cho em mã tim trắng. Được chưa ạ? Đồng giá 39.000 đồng. Đồng giá là 39.000 đồng. Cho nó hết hàng. Rồi qua mã nha mọi người ơi. Mệt quá. Lấy quần bò đi chồng ơi. Ok chưa ạ? Nhẽ làm đây cho nó nổ tung. Còn bộ không? Còn bộ, bộ còn nhiều. Bộ còn nhiều lắm, các chị thích lên bộ gì bây giờ? Bộ còn nhiều lắm, mọi người thích lên bộ gì? Lấy áo chống nắng đi ngơi. Áo chống nắng 42.000. Được chưa ạ? Áo chống nắng 42, cầm áo nắng nắng đi ngơi. Xong lên áo nắng 42 nha chị em nhé. À đây. Dồn đơn với chị ạ. Ui trời ơi, à cái bộ này này. Chị yêu ơi, chốt cho em bộ hip hop vàng. Hip hop vàng, chị yêu là chốt hip hop vàng. Chốt hip hop vàng cho em. Đây là của bé trai nhá, size đến tầm 40kg. Size đến 40kg, chốt cho em hip hop vàng. Size đến 7X. Đây cho em lên áo lắng cho chị em. Đã chuẩn bị quần bò. Tạo đơn xong cái kia chưa? Size từ 20 cân đến 40 cân, size từ 1X đến 7X. Size từ 1X đến 7X, được chưa ạ? Size từ 18 cân đến 38 40 cân. Size từ 18 cân đến 38 40 cân, chốt cho em hip hop vàng đi mọi người ơi. Hip hop vàng. Hip hop vàng cho em cộng cân nặng nha, 69.000 đồng, nhận hàng kiểm tra hàng chất xấu trả về. Váy tiếp đi em, một chỗ váy vẫn còn nhưng mà thấy mọi người like hip hop vàng á chị Hương Giang Võ. Anh ơi 69. Hip hop vàng á chị Trần Nhung. Ok, hip hop vàng á chị Dung Từ Nguyễn. Hip hop vàng 69.000 đồng. Hàng này ở đâu bán 69.000 các chị yêu ơi. Toàn bộ là hàng đại cổ. Toàn bộ là hàng đại cổ nhá. Ok chưa ạ? Toàn bộ cái này là hàng đại cổ cho em. Ok, chị Dung Từ Nguyễn, chị Dung Tư Nguyễn có hip hop ạ. Các chị lên cho em hip hop cho em. Hip hop vàng. Xinh dã man. Chị Nguyễn Thị Hiền hip hop vàng ok. Chị Nguyễn Thị Hiền có hip hop vàng. Chị yêu nào chốt hip hop vàng lên hip hop vàng cho em. Ok, anh ơi ghi chị Nguyễn Thị Hiền này. Tại vì là chị có một cái đơn kia. Ok chưa? Hip hop vàng chị Lali, hip hop vàng chị Đê Thuê Hoa Trần. Anh ra cầm cái bộ hip hop này vào đây đi. Hip hop vàng em bán cho các chị yêu ngày hôm nay tất tần tật là 69.000 đồng. Được chưa ạ? Size đại cổ cho các con từ 18 cân đi lên đến tầm 40 cân. Nha mọi người nha, em mặc hơi rộng một tí. Đây xong em lên. Chị yêu nào chốt hip hop vàng nữa không ạ? Lên đơn cho em mã hip hop vàng. Tiếp tục áo lắng của bé này. Lên cho em mã lắng bé cho em, đồng giá cho các chị yêu là 42.000 đồng. Mai chị rồi ok chị Lưu Thủy. Chị yêu nào chốt nắng bé thì comment nắng bé cho em ạ. Size đến 36kg, 42.000 đồng, toàn vải lanh như này thôi. Em bảo rồi ok chị Sáng Út 4, chị Sáng Út có hip hop. Các chị yêu lên cho em hip hop này. Đây nhá, em có cái ngần này màu. Hip hop em quên mất em không lên màu. Ok ạ, à, hip hop em có ngần này màu. Màu xanh dương, màu xanh cốm và màu đỏ cho em. Xanh dương, xanh cốm và đỏ này 69.000, size đại cổ cho các con đến 40 cân. Ngày mai các chị thích chốt màu gì chốt. Được chưa ạ? Mạng mờ quá không biết á. Có nha chị Oanh Mờm. Đây lên đơn cho em mã bộ hip hop này. Ôi trời ơi xinh thế nhở. Bộ hip hop cho em chị Minh Thư hip hop vàng ok. Các chị lên hip hop cộng màu. Đó em Trang đang là 47 cân. Các chị yêu nha, em Trang đang là 47 cân. Được chưa ạ? Hip hop xanh đỏ cho chị Hương Giang Võ luôn. Ok chị Hương Giang Võ hip hop xanh đỏ luôn. Lên đơn cho em hip hop xanh hip hop đỏ mặc siêu xinh. 69.000 đồng. Được chưa ạ? Ok chưa ạ? 69.000 đồng cho em. Các chị yêu nhá, hip hop 69.000 size đại cổ cho các con.
Hip Hop Vàng hai bộ nhé. Rồi ok chị Nguyễn Hà Lê. Anh ơi ở bên đấy có tạo được đơn chị Nguyễn Hà Lê không? Hả? Ở bên Pep bên kia kìa. Ok chị Nguyễn Hà Lê có. Các chị lên cho em bộ Hip Hop cho em áo lắng có 17 cân đợi em một tí. Chị yêu nào chốt Hip Hop comment Hip Hop cộng màu cho em. 69.000 đồng hàng đại cồ. 69.000 cái hàng đại cồ, đợi em một tí áo lắng bé nha. Ok chưa ạ? Hip Hop cho em cộng màu này, em lên màu hết rồi các chị em đã. Xong em lên áo lắng bé em bán cho các chị chỉ có bao nhiêu tiền ạ? Ok chị. Ok chị Nguyễn Hà Lê 4 bộ Hip Hop luôn 69.000 đồng này. Em bán gọi là như nào? Bán mỗi một bộ em chỉ cộng 2-3.000 thôi các chị yêu ạ. Đấy để bán chạy số lượng. Được chưa? Mọi người ơi lên đơn cho em mã bộ Hip Hop, mua ở đâu rẻ hơn em trang hoàn về. Hip Hop chị Thu Thư Minh ok. Hip Hop cho em không có đến 40 cân, em chốt đến 40 cân. Lấy Hip Hop hai bộ chị Linh Vũ Nguyễn để lại số điện thoại cho em. Lắng bé chị Hoàng nhỏ ok. Tí em lên lắng bé sau, tí em lên lắng bé tí các chị chọn màu này. Xinh dã man chưa, mã Hip Hop cộng màu cho em, màu lao lên cũng đẹp. Màu lao lên cũng đẹp, được chưa ạ? Ok ạ, các chị lên bộ Hip Hop cho em này, bộ Hip Hop cho em 69.000 đồng. Bộ này mà view này sướng như này thì bán cho các chị tẹt bo luôn. Cứ giữ view như này là em bán tẹt bo các chị em nhà mình. Ok chưa ạ? Hip Hop cộng màu cho em có màu xanh dương, màu đỏ, màu vàng và xanh cốm nha, đỏ, xanh dương, vàng, xanh cốm các chị chốt thoải mái cho em, được chưa ạ? Lô này vừa về, nó còn đang còn đầy đủ size. Ok, Hip Hop cho chị Nguyễn Hương, Hip Hop cho chị cho em ạ. Các chị comment cho em mã bộ Hip Hop này. Siêu đẹp. Siêu đẹp. Mọi người ạ, có một câu thôi là siêu đẹp, chất mà bay mà xù em nhận về, được chưa? Chất mà bay mà xù em nhận về. Riêng những cái dòng này em bán cho các con mặc mùa hè, nó phải đúng nghĩa là mát là mịn nha mọi người nhá. Ok ạ. Rồi ok chị cái gì hướng dương hay cái gì dáng dương. Ô lấy thêm màu xanh ok chị này, comment đúng mã nha. Mã cho em là mã Hip Hop chứ còn chị comment như thế là lấy thêm màu xanh là ngày mai bên em không biết nhặt đơn đâu, không biết là chốt đơn đâu. Là mã gì màu xanh đâu, các chị cứ comment cho em mã Hip Hop cộng màu, màu đỏ, xanh hoặc vàng. Đấy, hoặc các chị lấy mấy bộ lấy, hoặc Hip Hop đủ màu, hoặc comment cho em bộ Hip Hop đủ màu, được chưa ạ? Tiếp tục em lên lắng bé cho các bé. Áo lắng bé. Comment cho em mã là áo lắng bé cho em, được chưa ạ? Đồng giá là 42.000 đồng, size từ 14 cân đến 36 cân. Nhưng mà màu hồng nhà em chỉ còn size từ 30 cân đi lên đến 36 cân thôi. Các chị yêu lưu ý cho em nhé, toàn bộ hàng đại cồ em bán hết cho các chị em nhà mình, nói chung là các con đi học rồi. Các chị lên mua áo lắng cho bé, được chưa ạ? Áo lắng cho bé này thì như nào ạ? Phải mềm các con mới mặc, các chị yêu nhá. Phải mềm ok chị Trần Nhung, ok chị Nani Hip Hop, ok ạ. Chị Dung Tu Nguyễn Hip Hop, ok chị yêu. Cảm ơn mọi người đã comment đúng mã. Lên đơn cho em mã này cho em là áo lắng bé, ok chị DT Hoa Trần có Hip Hop ạ. Các chị lên đơn cho em mã này cho em là gì ạ? Áo lắng bé cho em và để lại màu. Lắng bé cho em và để lại màu, được chưa ạ? Lắng bé cộng số điện thoại. Ok chị Nguyễn Thị Hiền, ok Hip Hop xanh. Cho chị Nguyễn Thị Hiền một bộ luôn này anh ơi. Vứt vào cái túi đen của chị ấy. Ok chưa ạ? Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em là lắng bé cho em và để lại màu cộng số điện thoại. Đủ size cho các con từ 13, 14 cân cho đến 36 cân. 42.000 đồng. 42.000 một cái. Lên cho em mã lắng bé cho em các chị yêu ơi. Đẹp dã man luôn này. Lắng bé cho em và cộng màu cho em. Các chị chỉ chốt màu xanh là màu xanh thôi. Chứ còn bây giờ mà chốt rõ hình nó khó lắm, bởi vì nhà em có ti tỉ hình. Đây là chỉ chồng em chỉ cầm vào một hay hai hình thôi. Ok lắng bé cho em. Ok chị Duyên Trương có lắng bé. Ok chị yêu ạ. Các chị lên đơn cho em mã là lắng bé cho em cộng màu cho em cộng số điện thoại. Áo lắng bé đẹp lắm mọi người ơi. Ôi trời, thank you chị gái. Thật sự các bé nhá, ít khi mặc áo lắng lắm các chị yêu ạ. Không biết con nhà các chị như nào chứ con trai nhà em lười mặc. Nhưng mà nó phải mềm, nó phải nhẹ. Đúng, được rồi, ok chị nhá. Ok chị Nguyễn Thị Hiền. Lên đơn cho em mã cho em là gì ạ? Lắng bé cho em. Lắng bé cho em và cộng màu cho em. Màu này là màu trắng này, đấy nó có các kiểu luôn như này. Xinh dã man luôn nhá. Các chị lên đơn cho em mã áo lắng bé cho em. Đồng giá là 42.000. Đồng giá là 42.000 đồng một cái ạ. Xinh chưa, hình bạch tuyết này. Các chị yêu ơi, xinh dã man. Lắng bé cho em và để lại số điện thoại. Lắng bé cộng màu cho em nhá. Size từ 14 cân. Tổng 3 cái nhé. Và ok chị yêu ạ. Ok các chị yêu lên đơn cho em mã áo lắng bé này. Anh ơi chuẩn bị lên váy tiếp không mọi người. Lên cho em mã áo lắng bé. Ôi trời, hình quả dâu này xinh quá này mọi người ơi. Hình nào lên nó cũng đẹp, size đến 35 cân. Áo lắng bé mịn lắm em. Dạ em cảm ơn chị Huỳnh Minh Thơ. Hôm nay lên nhiều mã váy quá, em nhắc chị mãi từ đầu like đến giờ ấy chị gái. Áo lắng bé chị Nguyễn Hương ok có 42.000 đồng thôi. 42 nhá, hàng lanh nhung lanh đẹp. Được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em áo lắng bé cho em. Cùi dáng này thì mặc siêu xinh, các con mặc cho nó em nó kín hết áo trường. Được chưa ạ? Kể cả đến mùa đông mùa thu các chị vẫn khoác bên ngoài cho các con cho nó khỏi bẩn. Đấy. Áo lắng bé cho em nhá các chị yêu nhá. Dáng của nó là dáng chữ A như này này. Xinh lắm.
Các con mặc lên nó xinh lắm. Nhưng mà em kiểu mình người lớn mặc lên nó có cái ngực để nó điêu. Được chưa? Áo lắng bé cho em. À, bé trai 40 cân em chỉ có mẫu hip hop mới còn mấy mẫu nữa. Lắng bé hồng rồi, ok. Ok chị DT Hoa Trần. Ok chị yêu nào chốt lắng bé, comment lắng bé. Ừ nãy giờ chị à thế à. Đấy em nhắc chị từ nãy giờ luôn. Em nhắc chị từ đầu like đấy, tại vì hôm nay em có nhiều mã váy mới. Lắng bé Bạch Tuyết, ok chị. Ok các chị cứ lên lắng bé cộng màu thôi mọi người ơi. Vì màu nào em thề với mọi người là mặc lên nó cũng đẹp lắm. Được chưa ạ? Màu hồng là màu hồng thôi, màu xanh là màu xanh thôi mọi người ơi. Bây giờ mà đấy. Được chưa ạ? Màu hồng là màu hồng, màu xanh là màu xanh cho em. Lên đơn cho em mã là áo lắng bé cho em và cộng màu cho em. Cộng màu cộng số điện thoại nhá. Ủa màu này đẹp quá này. Các chị yêu nhìn này, yêu nhỉ, cưng dã man. Áo lắng bé cho em, chị yêu là chốt lắng bé, comment lắng bé cho em. Bon hết cho các chị yêu này. Cho chị xem qua mẫu rồi, ok, đợi chồng em mang vào luôn. Các chị yêu lên lắng bé giúp em. Lắng bé đồng giá là 42.000. Lắng bé tổng là chốt rồi, ok chị Duyên Trương. Các chị cứ chốt mã đúng số điện thoại cho em nhá. Đúng mã đúng số điện thoại cho em được chưa ạ? Đúng mã đúng số điện thoại cho em là ok. Lắng bé đẹp lắm mọi người ơi. Trời ơi, bây giờ như này nhá, bây giờ em tặng luôn. Được chưa ạ? Bây giờ em tặng luôn một cái áo lắng bé cho các con. Cho nó hoan hỉ. Đấy, em tặng luôn một cái áo lắng bé cho các con cho nó hoan hỉ nhá mọi người nhá. Ui, cái mẫu ui đẹp thế này anh ơi. Bây giờ em chuẩn bị tặng tiếp một phần quà nữa lên chị yêu nào vào like rồi. Em để lại một cái hình cây kem này để tặng áo lắng bé cho các con. Được chưa ạ? Tặng áo lắng bé cho các con hoan hỉ. Tặng cái gì nó hữu dụng. Anh ơi, cho em xin công nước là em khát nước ạ. Ok, chị Kim Hồng Phan áo lắng. Cho em hết. Đi mà bán đồng lát. Váy đi á, ui trời ơi váy à. Vẫn muốn lên váy các chị nhờ. Tại vì nó đẹp quá. Khổ thân nói nhiều. Ôi, em mà khô hết cả cẩu. Đấy em bảo rồi, bán được một đơn hàng bán online đâu phải đơn giản đâu các chị. Xong rồi nhiều chị lưu xong là các chị như nào ạ? Lưu không nói làm gì. Lưu bên nhà em các chị khách quen vẫn lưu thoải mái. Nhưng mà như nào ạ? Lưu nó hôm trước báo lưu, năm hôm sau gọi lại thôi em ơi xả đơn cho chị chả nhớ chị đặt gì. Em thề là những cái chị như thế em buồn cực kỳ. Còn các chị lưu để chọn thêm rồi em không nói. Nhưng mà như nào ạ? Các chị lưu các chị phải có trách nhiệm với em chứ đúng không ạ? Nếu không thì ngay từ hôm đấy các chị báo là em ơi thôi chị không lấy nữa em xả ra cho chị thì bên em đỡ mất công. Bên em lại đi nhặt hàng lưu vào cho mình xong mấy hôm sau là như nào ạ? Gọi lại và thôi em ơi em xả đi chị chả nhớ gì. Đấy. Dạ ok chị Huỳnh Minh Thơ, ok chị ạ. Rồi con áo chống nắng này em tặng tiếp này. Quần kẻ em mặc trưa nay em bán rồi, trưa nay em mặc còn có 1-2 cái em bán. À, bộ nhẹ đẹp thế đang chuẩn bị lên đây. Nào em tặng quà đấy nhá. Em tặng quà đấy nha các chị yêu nha. Ok các chị cứ lên lắng bé cho em và để lại số điện thoại là ok. Được chưa ạ? Thôi được rồi em bán qua bộ nhẹ này xong em tặng tiếp. Chị nào chưa chia sẻ livestream. Em tặng áo lắng bé cho con, cho các bé. Nhưng mà cái này cái bộ nhẹ này size nhỏ. Size đến 35kg ạ. Size đến 35kg, size đến 4XL thôi. Nó có không có đến 7XL. Cái này chỉ có size đến 35kg thôi. Đấy, trời ơi, nhiều chị lắm không phải vừa đâu ạ. Cái hôm vừa đây em bị 45 đơn ấy, nhân viên báo là chị ơi, chị báo lưu đơn 4-5 ngày gọi lại, chị bảo thôi giả đi, chị đã nhớ gì. Nhiều chị vô trách nhiệm như thế đấy ạ. Tại vì là em cũng rất là mệt. Thật ra là em bán đồ cho các con này nhiều khi là như nào ạ? Các chị chẳng may về các con không thích, mặc dù bọn em gửi đúng màu, đúng mẫu, đúng size. Thế nhưng về các con không thích ấy, tại vì là bé mà. Các con như kiểu trẻ, nhiều khi là các chị mua về nó không thích thì bảo thế bây giờ nó không thích thì trả đổi đúng không các chị? Đấy, cái đấy thì em không nói làm gì nhưng mà nói chung là các chị tất cả các chị đặt hàng phải có trách nhiệm cho em nhá mọi người nhá. Lên đơn cho em bộ nhện này. Ôi trời ơi. Bộ nhện. Đẹp quá. Bộ nhện size đến 35 cân. Không biết chị Vân Limi đâu rồi, chắc chị Vân Limi lại sang live khác rồi. Bộ nhện màu vàng. À chị Vân Limi đây thôi. Màu đỏ. Màu ghi, màu xanh có 4 màu. Ui trời bộ nhẹ này xinh quá. Ngày nào nhẹ nó chị Hương Giang Võ 20 cân. Anh ơi ghi chị Hương Giang Võ. Nhẹ bộ nhẹ cho em 69.000.
Ôi trời ơi, xinh quá, yêu quá, size từ 15 cân, 16 cân ạ. Size từ 16 cân đến 35 cân, size từ S đến 4XL. 1G của nó là size từ S đến 4XL cho em. Các chị yêu nhá, lên cho em bộ nhện cộng màu. Được chưa ạ? Bộ nhện cộng màu cho em 69.000 đồng, size từ 16 cân đến size từ 16 cân cho em cho đến tầm 35 cân. 69.000, anh ghi bộ nhện 69. Toàn bộ hàng tàu thôi các chị yêu ạ, toàn bộ hàng chất của hàng Quảng Châu thôi, đẹp dã man luôn. À, cho em xem váy bé. Ôi trời ơi, váy bé em qua hôm nay qua tổng cộng là 18 mã váy bé. Mã 16, 16 hay 18 mã váy bé rồi. Các chị yêu nhá, chị nào chừng chưa kịp xem hết váy bé tí mình mở lại đầu like cho em. Bộ nhẹ ngày nào cũng xem like hai lần trưa tối, em cảm ơn chị yêu. Lên cho em mã xem là mã gì ạ? Bộ nhẹ cho em. Bộ nhẹ hoặc là bộ nhẹ đỏ, đẹp quá, 69.000, size từ 16 ký đi lên. Size từ 16 ký đi lên, các chị yêu chốt cho em bộ nhẹ này. Chốt cho em mã bộ nhẹ. Được chưa ạ? Mã bộ nhện cho em, chị yêu là chốt bộ nhện, comment bộ nhện. Bộ nhện mức giá là 69.000 đồng, có ngần này màu. Bộ nhện ok, chị Dung Tu Nguyễn có. Bộ nhện ghi xanh, bộ nhện màu đỏ cho em này. Bộ nhện cho em là màu xanh này. Xinh dã man chưa? 69, size đại cồ nha, cho các con đến 35kg. Ok chưa ạ? Size đại cồ cho các con đến 35kg. Màu này lên đơn cho em là màu ghi. Màu này lên đơn cho em là màu vàng. Comment bộ nhện cộng màu cho em. Lên váy bé tiếp đi. Ok, em lên 1-2 mã váy bé nữa nhá. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em bộ nhện cho em. Chị Trần Thị Diễm Hương váy bé từ đầu xem được chưa? Lên đơn cho em mã cho em là bộ nhện cho em. Bộ nhện màu vàng này. Vàng này. Ghi. Hả? Ok, chị Hương Giang Võ đủ màu bộ nhện luôn này. Đẹp quá, không mặc vừa chị ơi. 69.000 đồng thôi. Anh ghi bộ nhện 20 cân vào đấy cho em để mai em nhặt nốt. Bộ nhện 037 cân không vừa, em chốt đến 35 cân. Ok chị, à chị Hương Giang Võ là 25 cân đủ màu anh ơi. Ghi vào đấy hộ em cái. Ok ạ, chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em bộ nhện nhá, bộ nhện. Cái mã váy này em có đúng 1G, em sợ lên là các chị không đủ chia. Lên size lớn em mua thêm á. Ok chị, nếu các chị thích em bảo rồi hôm nay em về lô mà. Em có 2 mẫu. Ok các chị, em sợ lên cái mẫu này ít quá không đủ chia. Bộ nhện ghi cho chị Ngọc, Bích Ngọc là ok, để lại số điện thoại cho em ạ. Cái mã này em sợ ít quá không đủ chia. Em sợ ít quá em không đủ chia. Chốt cho em mã này cho em là mã gì nhỉ? Mã váy mười mấy anh ơi. Mã 10, bây giờ là bắt đầu mã 18 hay mã 19? Mã 18 ạ, size đến 22 cân, size 22, 23 cân. Mã 18 này em chỉ dơ nhanh thôi, chị nào chốt được có nhá. Anh chốt theo đủ size cho em mã 18. Nhện vàng ok, mã 18, 39.000. Cái này chỉ dơ một lần thôi vì có mỗi gì. Cái này có mỗi gì dơ nhiều, các chị chốt nhiều là em không có hàng trả cho các chị. Thế à chị ơi, từ lần sau mình chia sẻ mình phải để ý nhá, mình không được chia sẻ liên tục. Các chị lên cho em mã 18. Mã 18 cho em, mã 18 cho chị Hồng Hạnh Trinh. Mã 18 cho chị Hương Giang Võ. Hết mã 18, mã 18 chị Nhung Dương một cái nữa. Chị Nhung Dương một cái 22 cân nữa. Chị Nhung Dương, chị Hồng Hạnh Trinh. Hết rồi. Mã 18 cho chị 18 cho chị Ngọc, Bích Ngọc là bao nhiêu cân? Mã 18 cho chị Phùng Xếu hết mã 18 anh ơi. Hết mã 18, hết mã 18 chị Vân Ni Bia hết mã 18 mất rồi. Mã 18 hết hàng rồi, em bảo rồi em lên đơn, lên cái mã này là em không đủ chia mà đấy. Em lên cái mã này là em không đủ chia. Hết mã 18 nhá. À, cái mã gì còn nhiều để em lên lại cho chị em nhỉ? Quần bò đi anh ơi, quần bò. Thôi hết mã 18 rồi nhá mọi người nhá. Hết mã 18 rồi. Ngày mai chị nào mình có size mình hoan hỉ cho em thôi. Tại vì cái đấy em có 1G thôi. Cái đấy em có 1G thôi. Ok chả, cái đấy em chỉ có 1G thôi. Nhá mọi người nhá. Thôi chị nào không chốt được mã 18 chốt sang mã 19 cho em. Được chưa ạ? Chia sẻ hơn 1.000 lượt đúng không? Người ta chia sẻ hơn 1.000 lượt không bận gì. Bởi vì người ta vừa chia sẻ, người ta vừa tương tác. Các chị không được chia sẻ một lúc một lèo đâu nhá. Chặn ngay. Chặn ngay luôn. Chị nào chưa chốt được mã 18 lên mã 19 cho em có 1G. Còn chị Nguyễn Thị Hiền ơi. Mã 19 em có 1G. Mã 19 em Trang có 1G. Các chị yêu lưu ý. Mã 19 em Trang có 1G. Chốt cho em mã 19. Mã 19 cho em. Chị yêu nào, anh ơi cầm thêm bộ bé anh trai nữa nhá. Mã 19 cho em, có 1G thôi. Còn mã váy 6 là mã gì ấy nhỉ? Từ từ em xem lại đã, tí nữa em bảo chồng em đấy nhá.
Mã 6 em không nhớ, hình như mã 6 là mã này phải không nhỉ? Mã 6 như là mã này này. Mã 6 như là mã này. Đúng rồi, tương tác trên like của em. Tương tác trên like của em. Được chưa ạ? Mã 19, mã này mã 19 đúng không? Mã 18 em có chị Phùng Xếu có. Ok, mã 19 cho chị Mai Võ. Chiều nay em vừa chia sẻ vừa tương tác vẫn bị chặn á. Ôi thế là bị sao nhỉ? Mã 19 cho em ạ. Anh ơi tạo đơn mã 19 hình như có 1 hay 2 gì thôi. Hàng này ở ngoài nhưng vẫn còn đúng không? Mã 19. Mã 19 cho em chị Trần Nhung, mã 19 chị Mai Võ. Mã 19 còn size to đấy. Mã 19 còn size 12, 13 mấy cả 20 đấy, 23 đấy. Mã 19. Mã 19 cho em. Cái này em cũng có size đến bẩn X này. Chia sẻ nhiều vừa bị đẩy ra. À thôi tặng quà đã các chị yêu nhỉ. Quên mất. Mã 626 cân cho chị Hà Hà Lê kìa anh ơi, ok. Cái mã như này em còn màu trắng là mã 1 nữa nhá. Chặn hẳn gần 2 ngày á. Màu xanh nha các chị yêu ạ, màu xanh kem ấy, nhưng mà ở trên này của em nó nhạt nhòa lắm, màu ở ngoài đẹp lắm. Nhiều, rất nhiều chị mua hàng nhà em về bảo là hàng nhà em là bên ngoài đẹp hơn trong like. Mã 19 là chị, mã 19 không có 26 cân, không tạo đơn chị Duyên Trương nhé. Mã 19 em không có. Hả? Tiếp tục lên cho các chị bộ này cho em. Mã này comment thêm bộ gì đây nhỉ? Bộ hip hop rồi, bộ nhẹn rồi đúng không anh ơi? Bộ này comment là bộ gì bây giờ? Bộ này là bộ gì bây giờ? Đây là bộ cá mập ạ. Bộ cá mập, chị nào chốt cá mập lên bộ cá mập cho em. Bộ đằng sau có 60 cân vừa. Chị ơi, sao em không nhìn thấy nhỉ? Sao em không nhìn thấy comment nhỉ? Thôi tặng quà đã. Sao mà bán hàng tiếp. Tặng áo chống nắng. Tặng áo chống nắng đấy nhá. Tặng áo chống nắng cho em, được chưa ạ? Bộ nhện chị lấy vàng đỏ 20, đủ màu 26. Ui, anh ơi, chị Hương Giang Võ là vàng đỏ 20. Vàng đỏ 20 đủ màu 26. Này anh ơi. Chụp chập cả ly như thế để mai tìm nó dễ luôn rồi. Đây chị Hương Giang Võ 20 còn đủ màu là 26. Anh ghi rõ ở đấy cho em. Nào em tặng áo chống nắng cho các con này. Cái này tặng áo chống nắng này nhá, nó đang đủ size. Chị yêu nào có bé bao nhiêu cân thì bảo nhân viên là lấy cho bé nhà chị bấy nhiêu cân cho nó khỏi phí nha mọi người nhá. Được chưa? Em hoan hỉ quá luôn đấy các chị yêu ạ. Đấy, em hoan hỉ cực kỳ luôn cho chị em. Miễn là các chị em chia sẻ nhiệt tình cho em mọi người nhá. Tiếp tục cho em tặng cho áo chống nắng. Mã này comment cho em là yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại em ghim chị à. Hôm nay em ghim hẳn chị thứ 10 nhá. Hôm nay em ghim hẳn chị thứ 10. Mã cho em là yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại. Có logo là người chia sẻ em bắt đầu ghim. Yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại em ghim chị thứ 10. Yêu Trang Đức. Yêu Trang Đức gạch ngang số điện thoại. Trang vui tính nhỉ. Em cảm ơn chị yêu ạ. Chị thứ 10 cho em nhá. Chị thứ 10. Được chưa ạ? Chị thứ 10 để chị nào mình mạng kém mình vẫn có lô. Mình cứ miễn là mình may mắn trúng vào cái chị comment số 10 đấy là các chị được quà. Được chưa ạ? Yêu Trang Đức cho em ạ. Yêu Trang Đức chị Phương Nguyễn lên đầu tiên trượt quà nha. Chị Phùng Xếu lên thứ 2 trượt quà. À, chị Gia Đình Chip lên thứ 3 trượt quà. Lên thứ 3 rồi chị Như Đinh là thứ 4. Chị Phùng Xếu lại lên lại. Chị Như Đinh rồi chị Nga Lê thứ 5. Chị Hiệp Linh thứ 6. Chị Hiệp Linh thứ 6. Chị Thanh Hồ thứ 7. Chị Đỗ Hà thứ 8. Chị Trần Thị Diễm Hương thứ 9. Ok. Ok chị Ngọc Bích Ngọc. Ok chúc mừng chị gái yêu. Yêu chị Phà thứ 10. Đấy em cứ đọc nhảy theo comment các chị. Miễn là các chị may mắn thôi. Cái này là hoàn toàn do các chị may mắn. Cứ có logo là người chia sẻ 2 lần trang cá nhân 3 lần hội nhóm là ok. Được chưa ạ? Chị Ngọc Bích Ngọc này có đơn không? Không có đơn, nếu muốn lấy hoàn toàn thì inbox cho bên em. Còn nếu muốn giữ đơn khi nào có đơn thì khi nào nhắc. Khi nào có đơn thì nhắc nhân viên là chị có quà tặng mini game bên em nha. Ok chưa ạ? Tại vì có những chị để đến 10 phần quà mới đi đơn cơ. Này anh ơi cho chị Ngọc Bích Ngọc kìa. Tặng cho chị Ngọc Bích Ngọc số là 104 cuối. Ôi trời, hoan hỉ chưa? Mọi người hoan hỉ cho em nhá. Đấy, tất cả các chị được tặng quà là các chị phải được em ghim tên. À, bộ cá mập cho em ạ. Size đến 35kg ạ. Anh ơi, còn bộ nào nữa không? Bộ nào size to, mẫu mới ạ. Đây là anh lấy mẫu cũ đúng không?
bộ cá mập, chị nào chốt cá mập lên cá mập này. Chị yêu nào chốt bộ hip hop cá mập comment bộ hip hop cá mập 72.000 luôn. Comment trên bộ cá mập size đến 35 cân, size từ 17 cân đến 35 cân chốt trên bộ cá mập. Ơ chị lên mà không thấy đọc. Không thấy, em cứ đọc comment nhảy. Đến chị thứ 10 là em không đọc nữa. Đến chị thứ 10 là em không đọc nữa. Có áo chống nắng em vừa lên rồi. Chị yêu nào chốt bộ cá mập comment bộ cá mập 72.000 này. Cá mập cho em là tay lỡ, cái em cá mập cho em là tay rơi xong lỡ mặc hip hop cực kỳ. Mẫu kiểu mẫu hip hop ấy. Chị yêu nào chốt bộ cá mập này lên. Cá mập gọi cá mập vì nó có hình con cá mập này này. À, chị yêu nha, chốt lên bộ cá mập màu vàng. Được chưa ạ? Size đến 35 cân, size từ 17 đến 35. Con ốm không xem được like, lướt qua các mẫu váy đi chị. Trời ơi. Ok chị yêu ạ, tại vì là cá mập cho em. Ô sao mà cái này size to thế? Cái này là mẫu mới đúng không? Cái này em có đến 40 cân. Các chị yêu ơi, cá mập em có đến 40 cân ạ. Cá mập nhà em Trang có đến 40. Ui cái mẫu hip hop này xinh có tay lỡ luôn này. Tay lỡ, size đến 40 cân chốt cho em bộ cá mập. Ok, cứ có đơn mai nhớ nhắc nhân viên nhà em là bảo là chị có đơn nha mọi người. Đây bộ cá mập tay lỡ này các chị này. Con mặc lên hip hop cực kỳ. Được chưa ạ? Đấy, tay nó lỡ như này. Các chị lên cho em mã bộ cá mập cho em. Có 25 cân chị Toàn Nguyễn ơi, cá mập size đến 40 cân. Size đến 40 kg nha, size từ 17 cân đến 40 cân. Chốt cho em bộ cá mập cộng màu. Ok chị Hương Nguyễn cá mập xanh 40 cân. Ui hàng đại cồ mà em bán 72.000 tay lỡ nha. Cái này dáng nhìn Hàn Quốc lắm. Cái này các con mặc sẽ rất là thích luôn. Được chưa ạ? Có bộ sát nách chị ơi em vừa lên rồi. Đây các chị lên cho em bộ cá mập cho em này. Mặc nhìn hip hop chất cực kỳ luôn. Bộ cá mập chị yêu nào chốt cá mập comment cá mập xanh. Lên quần bé đi em rồi ok mọi người. Cá mập xanh, cá mập đỏ, cá mập vàng, cá mập xanh cho chị Huế Nguyễn. Cá mập đỏ đi mọi người ơi, cá mập đỏ này cũng xinh này. Cá mập xanh, cá mập đỏ và cá mập vàng. Được chưa mọi người ơi, cá mập cho em bộ cá mập xanh, cá mập đỏ, cá mập vàng. Xinh dã man luôn, cái này chất cực kỳ luôn. Các con mặc lên nhìn Hàn Quốc lắm, vì tay nó kiểu tay lỡ lỡ ấy. Được chưa ạ? Cá mập cho chị Hà Nguyễn, bây giờ còn đỏ còn vàng. Được chưa ạ? Size đến 40kg nhá, cá nó mập đỏ. Trời ơi, xinh quá. Xịn quá mọi người ơi. Cá mập đỏ này, cá mập vàng cho em. Chị yêu nào chốt cá mập comment cá mập cho em nhá. Xinh lắm, cái mẫu này mặc lên đảm bảo các con cưng cực kỳ. Áo chống nắng xanh viền đen rồi, hạ rồi. Ok chị Phùng Xéo. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em, mã là bộ cá mập cho em. Cá mập đỏ vàng 40 cân. Chị Hương Nguyễn áo lắng tặng quà mini game 22 cân. Ngày mai chốt đơn báo nhân viên. Chị ơi ngày mai chốt đơn báo nhân viên. Bây giờ chị nhắc ở đây là mai em quên luôn. Ngày mai em quên luôn, bây giờ vì em nói quá nhiều em không thể nhớ hết được, mọi người thông cảm nhá. Được chưa ạ? Ý là chị trúng mini game ý. Rồi anh ơi lấy quần bò vào đây đi, em bỏ game nhá, em bỏ game. Được chưa ạ? Chị nào chốt áo cá, bộ cá mập lên bộ cá mập cho em. Bộ cá mập size đến 25 cân. Váy con gái 25 cân hôm nay nhiều mã mà nhưng mà em qua mất rồi. Có những cái mã như này này, những cái mã váy như này này. Mà em qua mất rồi. Váy tim trắng của em này, tim trắng này. Không biết là tim trắng các chị đã chốt hết chưa nhỉ? Không biết là tim trắng các chị yêu đã chốt hết chưa nhỉ? Không biết tim trắng các chị gái mình đã chốt hết chưa? Tim trắng này, chị nào chốt tim trắng comment tim trắng này. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt tim trắng comment tim trắng này. Tim trắng là size đến 28 cân nhá. Em Thanh Lý lốt 39. Hôm nay toàn 39.000 thôi. Được chưa ạ? Hôm nay toàn 39.000 cho chị em mình thôi. Xem đồ bộ đen phía sau á. Bộ đen phía sau này 99.000 này. Bộ đen phía sau này em đủ màu nhá. Đủ size các chị em đến 60kg nhá. Đủ size các chị em đến 60kg này 99.000 này. Rồi đợi em tí xong là chồng em lấy nhá. Lấy bộ và áo và tiếp em lên tiếp nhá. Lên váy bé nữa à. Mọi người vẫn thích váy bé nữa à. Lên lốt mã váy bé này này. Gái 40 cân á chị. Ok ạ. Gái 40 cân em chỉ có bộ thôi. Rồi ok chị Hoàng Dung ơi, ngày mai bên em mới check được nha. Ngày mai bên em mới check tin nhắn được nha. Đấy, tại vì em bán hàng xong lại còn con nhỏ nữa. Tiếp tục cho em mã này, em có mỗi 1G thôi. Hình như mã này em có 2G sao? 1 hay 2G? 1 hay 2G size đến 25, 26 cân. 25 cân chốt cho em. Cái quần cơ mà, quần bò cơ mà. Quần bò và quần váy bò. Cái mã này lên cho em mã váy bao nhiêu rồi? Váy 219 rồi phải không anh? Này lên 20 mẫu váy.
Mã váy 20 cho em. Size đến 23 cân. Size đến 23, 13, 14 cân đến 23 cân. Hả? À mã lên rồi. Mã này lên rồi, mã này lên rồi. Mã này lên rồi. Mã đấy là mã váy gì? Váy bao nhiêu? Mã 3, chị nào chốt mã đấy lên mã 3. Chị yêu nào chốt mã đấy lên váy mã 3. Nha mọi người ơi, chốt mã đấy lên váy mã 3 cho. Rồi, lên tiếp cho các chị em luôn này. Không có, váy 32 cân rồi chị. Váy 32 cân chắc là đợi em phải tầm mã 3, mã 20, 17, mã 3 đi chị Trần Thị Diễm Hương. Chị Trần Thị Diễm Hương lên lại mã 3 cho em với. Lại mã 3 cho em với nhá. Comment lại mã 3 giúp em với. Em tại vì cái mã đấy lên rồi. Nhiều mã quá, hôm nay lên nhiều mã quá nó lẫn. Ok ạ, mã 2, mã 3 giúp em, mã 3 lại giúp em. Chị Duyên Trương lúc đầu không chốt được cái mã đấy á. Xinh chưa? Xinh chưa? Chị Linh Trần Hay có mã đấy 1G rồi. Mã đấy có 1G rồi. Mã 3 ok chị. Ok mã 3 chị nào, ok ạ. À. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em size đến 40 ký này. Size đến 40 ký cho em, chị nào chốt cái mã này lên cho em áo 49 nhá. Mã này lên mã 21 đi, mã 21. Mã 21 cho em. Nó có nhiều mẫu. Ơ đây là chị nào đấy? Này chị nên chốt cho đây. Đây xả, ô thế nào xả ra của chị nhiều đấy. Này. Chị này này có đơn này. Ôi chị này có đơn này, ôi buồn cười thế nhỉ. Sao bọn nó xả tất ra đây này. Cá mập đỏ dạ ok chị. Ok chị Trần Nhung. Xem lại mã váy á. Rồi anh ơi đưa cho em mấy mã váy còn có khả năng còn thì mang lên. Áo này có từ 18-20 cân đi lên đến 40 cân nhá. Áo này còn đủ không? Nhưng mà mỗi cái còn một màu, mỗi màu còn kiểu ạ. À. Em thanh lý lốt 49 này. Em thanh lý lốt 49 nghìn này. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em mã 21 cho em. Được chưa ạ? À? Nó có hai kiểu như này nhá, size đến 40-45 cân thoải mái. Mã này lên cho em mã 21 rồi ok chị. Váy nữa đi ok chị yêu. Đấy chị yêu nhìn này, xinh dã man chưa? 49 nghìn đồng ạ. À. 49 nghìn đồng mã 21 cho em. Mã 21 cho em nhá. Ok chị Hiệp Minh, chị Nguyễn Hương, chị Hoàng Dung mã 21 ok ạ. À. Chị yêu là chốt mã 21, comment mã 21 giúp em. Mã 21 cho em, chị yêu là chốt mã 21, comment 2149 nhé. Hàng Quảng Châu nhớ sai, được chưa ạ? Hàng nhớ sai, hàng đại ấy. Chị yêu là chốt 21 lên 21. Chị yêu là chốt mã 21, comment mã 21 này. Mã 2149, nhiều hình. Em thu hết vào nhé, mã 21 thôi chị. Gia đình chip ok chị yêu. Chị yêu là chốt mã 21, comment mã 21. Để lại số điện thoại nha mọi người. Đặt hàng các chị yêu nhớ chuẩn bị cho số điện thoại cho em. Nó có hai mẫu như này. Nhưng mà thôi em gom vào một mã nhé, bởi vì bây giờ nó không còn nhiều. Nào em tiếp tục lên váy bò cho các chị em. Váy bò ngày hôm nay em sale xả luôn. Được chưa ạ? Em sale em xả hết cho các chị em nhà mình. Nào anh ơi, mã 21. Một tất vào nó đi một mã đấy đi. Nào các chị yêu ơi, cái váy này có nhiều ngay rồi. Váy này nhớ là có nhiều mà đúng không? Mã này em sẽ gom vào một mã là mã 22 cho em. Được chưa ạ? Mã này em sẽ gom vào một mã là mã 22. Bởi vì nó còn một mỗi mẫu còn một vài gì thôi. Không có 37 cân chị ơi. Mã này em gom vào một mã là mã 22. Ví dụ như chị nào dạ ok chị Trịnh Loan có. À chị Lê Thị Lâm có mã 21 ok ạ. Tiếp tục cho em mã này là mã 22. Đẹp chưa? Em bán giá bây giờ là các chị giật mình. Nhá, em bán giá bây giờ là các chị giật mình luôn. Mã 21 chị ơi, mã 21 49. Mã 21 49 nghìn đồng chị ơi. Mã lên trên mã 22. Nó có hai hình như này nhưng mà em bán gom vào một mã. Em gom vào một mã cho chị em luôn. Được chưa ạ? Em gom đơn vào một mã cho chị em là mã 22. Nó có hai hình như này. Toàn bộ bên trong nó đều có quần. Mã 22. Chị gia đình chip ok. Mã 22 em đọc giá các chị giật mình 59 nghìn. 59 nghìn chất cốt tông. À chốt bò co giãn tuyệt vời. Ok mã 22 30 cân chị Hương Giang Võ này. Anh ơi chị Hương Giang Võ một cái luôn này. Size đến 32-32 cân. Size đến 30-32 cân chốt cho em mã 22. Mã 22 59 nghìn giật mình cho các chị yêu ơi. Em bảo rồi giật mình luôn. Mã 22 59 nghìn. Bộ mặc nhà rất đẹp. Em cảm ơn chị Vũ Huyên. Các chị lên đơn cho em mã 22. Mã 22 59 nghìn cho em. Nó có hai hình nhá.
Các chị yêu nhá, nó có hai hình nhé, em gom hết vào một mã được chưa ạ? Em gom hết vào một mã, ví dụ như chị yêu nào lấy hai cái em lấy hai màu. Các chị cứ để đúng mã cho em là có đơn nha mọi người nhá. Mã 22 cho em sướng quá. Các chị ơi, mã 22. Quá đẹp luôn. Ok, mã 22 em chốt đơn chị Thùy Ngân, mã 2 em chốt đơn chị Hoàng Dung. Ok ạ. Trước chị lấy cho bé cái váy thỏ đẹp tuyệt vời, em cảm ơn chị Vũ Uyên. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em mã 22. Mã 22 em chốt đơn chị nào đây ạ? Chị mã 22 chị Hoàng Phượng, ok. Mã 22 chị Oanh Bầm, ok ạ. Các chị chốt cho em mã 22. Màu nào cũng đẹp, mẫu lơ này cũng đẹp, mẫu lơ Chanel này cũng đẹp, mẫu thỏ cũng đẹp. Được chưa ạ? Cái này em gom vào một mã bởi vì là nó sẽ không còn nhiều lắm. Hai mã này tổng hợp vào nhau thì nó còn nhiều, nhưng mà một mã thì nó sẽ còn ít nha các chị yêu nhá. Lên đơn cho em mã 22, ok. Mã 22 em chốt đơn chị Phùng Xếu, ok. Em chốt đơn chị Oanh Bờ, ok. Em chốt đơn chị Hoàng Phượng. Chị yêu nào chốt mã 22 lên mã 22. 59.000 đồng. Anh ơi xem còn mã rút dây rút rủi không? Mã 22 cho em ạ. Chị yêu nào chốt mã 22 comment mã 22. Mã 22 59.000. Chân váy tất cả bên trong nó đều có quần nha các chị yêu nhá, không cần phải hỏi là bên trong có quần hay không, mà tất cả bên trong nó đều có quần. Dạ ok, chị Hiệp Linh có mã 22, các chị comment mã 22 thôi, bởi vì ngày mai nó sẽ như thế này, màu nào nó cũng đẹp. Em bán cho các chị 59.000 là không phải lăn tăn được chưa ạ? Mã 22 lên đơn nha mọi người. Xem còn mã váy nào nhiều anh ơi, hoặc là quần đùi ấy, còn mã nào nhiều nên em thấy chị Duyên chị xếp một sắp đấy nhiều thế cơ mà. Mã 22 chị yêu là chốt mã 22 comment mã 22 nhé. Đây em sẽ tua lại váy cho các chị em một lần nữa. Ok, chị Diễm Hương có mã 22. Mã 22 mà các chị cứ chốt nguyên thỏ như thế là ngày mai em không có đủ đơn để trả đâu. Mã 22 ok, em chốt đơn chị Nguyễn Hà Lê, ok. Ngày mà các chị cứ chốt nguyên thỏ thế này em chịu chết đấy, tại vì là hai cái mã đấy em còn một tí thôi. Hôm trước em bán là 65.000 đồng. Nhưng mà bây giờ nó không còn. Nó còn ít ít ấy, nó còn số lượng nó còn độ khoảng 5 60 cái thôi. Hả? 21 là cái váy gì ấy. Mã 21 không phải là cái áo này à? Đưa đây cho em này, đưa đây tiếp này. Đây chị nào chốt váy, cái váy này liệu còn số lượng còn nhiều không? Thế thì liệu còn lên được không? Đây chị nào muốn tua lại váy em lên cho các chị mã này là có size to này. Size này có đến 25 26 cân này, mã này là mã mấy nhỉ? Váy mã mấy nhỉ? Vậy mã mấy nhỉ chú ơi? Cái này là váy mã 6. Ô, thế chết rồi. Thế vừa nãy cái này cũng là mã 6 rồi. Chết rồi các chị ơi. Cái này là mã 8 này. Thế thì vừa nãy em nhầm mã rồi. Cái này là mã 8 này. Cái này là mã 6 cho em này. Cũng có size đến 25, 26 cân này. Thế vừa nãy nhiều chị chốt lắm. Mã 6. Mã 6. Chị yêu nào chốt lại cái này lên cho em mã 6 này. Cái này là mã 8 này. Cái này là mã 8, mã 22, ok chị Phương Nga. Lên quần thỏ, lên quần đi rồi, ok chị Hoàng Nhỏ ạ. Cái này là mã 8 này. Cái này là mã 8 này, vừa nãy chị nào chốt thì lên lại cho em mã 8 nhá. Hoặc là cái mã này là mã 6 này. Chị nào chốt mã 6 lên mã 6. Mà tốt nhất các chị chốt cả hai mã đi bởi vì nó quá đẹp. Mã 6 và mã 8 cho em. Mã 6 và mã 8, chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em. Nếu như vừa nãy chị nào chốt nhầm ấy, vừa nãy chốt chị nào mà thích cái mã này nhưng mà lại thích cái mã này nhưng chốt thành mã 6 rồi thì bây giờ các chị chốt mã 8, mã 6 và mã 8. Mã 6 và mã 8 cho em rồi, ok chị Trần Diễm Hương mã 6 á. Đẹp lắm, mang cái này vải đũi nhá, 39.000. Em nhầm, em xin lỗi mọi người. Ông chồng đang quát. Ok chưa? Có quần bé gái 23 cân có, đây đợi em lên quần. Mà quần em cũng treo luôn đó chị. Đấy em hỏi váy này. Đấy váy này lên cho em mã mấy đấy? Mã 6. Khổ lắm, đầu em nó hay quên đấy mọi người. Cái này em chỉ có size nhỏ thôi, size đến 22 cân. Size 16 cân đến 22 cân. Mã lên cho em mã 23. Em còn có size đến 20. Để em xem lại đó. Chị yêu nào chốt quần này comment quần. Quần em có size đến 23 cân, 25 cân. Quần này em có size đến 25 cân nhưng mà 25 cân sẽ còn rất là ít thôi. Chị yêu nào mình hoan hỉ mình chốt nhá. Cái này em thanh lý cho các chị yêu nào bao nhiêu tiền ạ? 62.000. 62.000, chị yêu nào chốt quần này lên cho em mã 2 mấy? Mã 2 mấy đây ơi? Mã 6 ok chị Lê Thị Lâm. Kẹo xong sớm dạ ok chị. Ok chị Vân Mimi. Em xong sớm nhưng mà em sợ dạo này em phải cho con gạo ngủ. Mã này lên cho em là mã 2 mấy?
Hả? Mã 23. Mã 23 cho em. Và ok chị Hương Giang Võ. Một quần 62.000 đồng mã 23. Các chị yêu nhá, 62.000 đồng mã 23. Ok ạ, à, lên cho chị Hương Giang Võ. Rồi các chị lên cho em mã 6. Ok chị Phương Nga, chị nào chốt cái mã này lên mã 23 đi ạ. Mã 23 62.000. Mã 23 quần mè quần đùi chữ thêu chữ này 62.000. Ok chị ạ, à, ok chị Hương Giang Võ có mã 23. Như là chốt mã 23, comment mã 23 cho em đẹp nhất cho chị em nhà mình. 62.000 nhá. 6262. Mã 23 62.000. Được chưa ạ? Mã 23 62.000 đồng. Tiếp tục em lên thôi các chị yêu. Ôi, quần này sao mà nó đẹp. Quần này chị yêu nào nhận rồi ạ? Quần này đi trong quán mua là bao nhiêu tiền ạ? Đi trong quán mua là tầm nó sẽ rơi vào tầm 95 đến 100 mấy. 100 mấy một cái luôn. Được chưa ạ? 95 đến 100 mấy một cái luôn. Em thanh lý cho chị em mình là 65.000 đồng. Mã lên cho em là mã 24. Mã 23 ok em chốt đơn rồi. Chị yêu là chốt mã này lên mã 24. Size từ 18 cân đến 28 cân. Anh. Hả? Mã 24, chị yêu nào chốt 24 lên 24 cho em này. Ôi trời ơi, chị nào nhận con quần này rồi cho em ra xin một cái feedback này. Có quần 40 cân, em chỉ có quần đến 35 cân thôi chị. Quần 40 cân giờ còn mã nào nhỉ? Quần 40 cân của con trai con gái chị ơi. Quần 40 cân của con gái còn mã nào nhỉ? Các chị lên cho em mã 24 ạ, à, mã 24 cho em quần Mickey 65.000 đồng, size từ 18 cân đến 28 cân. Size từ 18 cân đến 28 cân 65. Các chị chốt cho em mã 24. Mã 24 65.000. Mã 24 cho em 65. Tiếp tục. Mã 24 cho chị Hoàng Phượng. Ok. Tiếp tục cho em mã 25. Mã 25 bỏ giấy này. Mã 25, chị nào chốt mã 25 comment mã 25 size đến 35 cân. Size từ 20 cân đến 35 cân. Đồng giá 65.000. Anh ơi, gái 40 cân còn. Gái 40 cân còn mà trai 40 cân còn. Các chị lên cho em mã này là mã 25. Mã 25, chị yêu nào chốt mã 2 là quần LY đính đá. Em nhận 10 quần Mickey rồi, đẹp lắm ạ. Dạ ok, em cảm ơn chị yêu. Các chị lên đơn cho em mã này là mã 25 giúp em. Mã 25 giúp em nha các chị yêu nhá. Mức giá là 65.000 đồng size đại cổ. 65. Mã 24 đấy, mã 25 là quần LY đá. Mã 25, chị yêu nào chốt mã 25 comment mã 25. Cho em mã 8 26 cân. Dạ ok chị. À, mã 24 là của con gái. Chị ơi, đây toàn bộ là mẫu con gái đấy. Em chưa lên mẫu con trai mấy đâu. Hôm nay em toàn bán váy nên em toàn lên mẫu con gái thôi. Chị yêu nào chốt mã này lên cho em mã 25 đi ạ. Mã 25 cho em. Mã 25 mức giá là 65.000 nhá. Size đại cổ. Size đến 35kg đổ về cho em. Được chưa ạ? Size đến 25kg đổ về là các con ok mặc vừa cho em. Chị yêu nào chốt mã 25 comment mã 25 nhá. Mã 25. Size đến 30kg. 65.000. 35kg chứ. Cái này có quần đến size 35kg mà. Quần này là quần con gái hết. Đưa cho em cái váy công chúa kia treo luôn ạ. Cái quần bò rút dây này còn nhiều không? Váy bò rút dây này này. Hả? Bò rút dây chị nào chốt mã này lên mã 26 nhưng mà còn nguyên size to thôi sao ấy. Cái này size từ 20 cân, 25 cân đến 35 cân. Cái này em Trang còn mặc vừa cơ, nếu mà chị nào mà có bé bé mà cao rỏng rỏng thì các chị chốt thoải mái cho em. Chị nào chốt mã này lên mã 26 này. Em còn một tí này nữa thôi. Được chưa ạ? Mã 25 ok chị gia đình chip. Mã 26 cho em còn nguyên size to. Em Trang mặc vừa. Lên em chốt cho các bé đến tầm 38 cân nha các chị yêu nha. Em chốt cho các bé đến tầm 38 cân. Chị yêu là chốt mã này lên cho em là mã 26. Mã 26 em sell luôn, nó còn 1 G nữa thôi, 1 G duy nhất. Em thanh lý cho chị em là bao nhiêu tiền ạ? 62.000. 62.000 bò rút dây, váy bò rút dây 62.000. Chị yêu là chốt cái mã này lên cho em là mã 26. Em bảo rồi, em có nhiều lắm, hàng nhà em thì bạc ngàn luôn. Chỉ sợ không có view để bán hàng nên là hôm nào view đông là em sướng lắm. Ok chưa ạ? Mã 26 cho em 62.000. Ok chị Nguyễn Hương. Ok, mã 26 62 này anh ơi. Mã 26 62.000 anh. Có bộ nào của con gái không nhỉ? Mã 26 62.000. Mã
26 cho em ạ. Lên quần bé trai đi. Các chị thích quần bé trai của quần quần bao nhiêu cân? Quần ngố hay quần đùi? Lai lại váy tí nha. Lai này. Có thích lai lại váy tí không? Cái bộ thỏ này còn thỏ gì nữa anh ơi? Lên cái gì đi, lên váy đi ạ. Vẫn thích lên váy à các chị? Váy dâu là mã mấy? Dâu đỏ là mã mấy? Lên quần bé trai 20 cân, ok chị gia đình chip quần bé trai anh ơi. Chị yêu nào chốt mã này lên cho em là mã mấy, váy mã mấy? Cái váy cốt tông công chúa kìa còn đang mang nốt đây, em bán 39 nghìn nốt đi. Cái váy dâu á. Mã này lên cho là mã váy mã 4 đúng không? Mã 4 hay mã 14 ạ. Mã 14 size từ 8 kg đến 23 kg. Size 8 đến 23 kg ạ, 39 nghìn ạ, mã 4, váy mã 4 cho em. Đấy quả dâu á, quả dâu thêu này màu đỏ đấy. Hôm trước bán 45 à. Còn bộ hip hop còn chị ơi. Dâu có size to, chị Nhung Dương ơi, có chỉ có đến size 23 cân thôi. Chị yêu nào chốt dâu comment cho em váy mã 14 cho em. Váy mã 14 cho em nhá. Váy mã 14 cho em, được chưa ạ? Váy mã 14 cho em để chốt đơn, được chưa các chị yêu ơi? Ok, chị Dương Thúy váy mã 14, chị Nhung Dương váy mã 10. Comment cho em mã 14 chị Nhung Dương. Mã 14 cho em nhá các chị yêu nhá, váy mã 14. Cái dâu đỏ kia kìa không còn à? Không nhớ cái dâu đỏ à? Mẫu hôm trước em trèo đây này. Váy mã 14 cho em ạ. À. Size đến 23 kg ạ, và váy mã 14. Đẹp lắm. Ok chị Nhung Dương có váy xanh này là mã mấy? Qua nhiều mã quá. Còn sẵn ở đây thì em ghi. Cái này là lên váy mã 13. Váy mã 13 cho em size cũng đến 23 cân, dâu xanh. Trái dâu xanh nhìn xinh chưa mọi người ơi. Chốt cho em mã 10 váy dâu 23 kg chị Hoàng Vi, comment thế là không có hàng. Comment cho em mã này là mã váy 13 cho em. Mã váy 13 cộng số điện thoại, mã váy 14 17 cân 2 chiếc nhé Trang. Dạ ok chị Dương Thúy. Lên chị xem chị chọn mẫu nào, ok chị yêu. Các chị lên đơn cho em mã này là mã váy 13 cho em. Mã váy 14 ok chị Hoàng Vi, cái này là mã váy 13 39 000 đồng, đủ size này. Đủ size cho các con, được chưa ạ? Đủ size cho các con đến 23 kg. Mã váy 13. Nay qua nhiều mã váy quá rồi. Rồi tiếp tục cho em bắt đầu lên tiếp này. Mã váy tiểu thư em còn size, cũng còn size từ 15 đến 23 cân này. Mã váy tiểu thư cho em, chị yêu nào chốt váy tiểu thư comment váy tiểu thư. Chị yêu nào chốt váy tiểu thư comment váy tiểu thư cho em. Váy tiểu thư nha mọi người ơi. Nào váy tiểu thư, ok. Chị Sáng Út, ok. Lên cho em mã váy tiểu thư này. Váy tiểu thư cho em cộng màu, được chưa ạ? Chị yêu nào chốt váy tiểu thư comment váy tiểu thư 59.000 đồng. Xeo lốt các chị yêu 59. Xeo lốt các chị yêu váy tiểu thư 59 màu vàng, size từ 15 cân đến 23 cân nữa thôi. Size từ 15 cân đến 23 cân. Chốt cho em váy tiểu thư cộng màu nhá. Váy tiểu thư màu nào cũng đẹp luôn này. Cái này còn một cái đến 25 cân. Cái màu hồng đỗ này em còn một cái đến 25 cân. Mã váy 14 chị Phương Nga, ok. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em mã váy tiểu thư 59.000. Được chưa ạ? Em đang có 3 màu, còn màu gì nữa không? Váy tiểu thư em đang có 4 màu, 59.000 đồng. Mã váy tiểu thư cho em màu đen, màu đen, màu hồng, màu vàng và màu da. Đen, hồng, vàng, da, mã váy tiểu thư 59. Mã váy tiểu thư 59.000, size đến 23 cân. Ủa trời ơi, màu nào lên cũng xinh. Được chưa ạ? 59.000 đồng. Chốt cho em mã váy tiểu thư này, vải đũi. Các chị yêu nhìn cho em này, được chưa ạ? Chị yêu nào chốt mã váy tiểu thư, comment váy tiểu thư. Cầm cho em cái váy dây. Ok, chị Nhung Dương có váy tiểu thư hồng 25 cân, ok. Đẹp lắm luôn, 59.000. Còn tí, các chị yêu chốt nốt đi này. Mã váy tiểu thư 59.000. Chị Nhung Dương có váy tiểu thư, chị nào chốt váy tiểu thư comment váy tiểu thư 59.000. 5959, chị nào chốt váy tiểu thư comment váy tiểu thư cho em. Xinh dã man luôn. Ok chưa ạ? Đây tiếp tục lên cho các chị.
Ok chị Sáng út Hồng Đỗ, ok mã váy Hồng Đỗ 26 cân chị Duyên Trương hình như hết rồi. Mã váy Tiểu Thư comment đúng mã cho em. Chị Sáng út ơi, Hồng Đỗ còn chỉ còn size đến tầm 23 cân thôi. Các chị lên đơn cho em mã váy Tiểu Thư. Đẹp quá. Mua mẫu nào đây? Ok chị Hoàng Vi mã váy Tiểu Thư ok. Cứ lên đúng mã cho em để có đơn nha mọi người, mã váy Tiểu Thư cho em. Mẫu nào cũng đẹp nhỉ. Mọi người nhà mẫu nào cũng đẹp. Bán hàng trẻ con nó phải, em cũng phải thích kiểu đẹp mà nó phải chất, nó phải sướng một tí. Cái này nó là vải đũi, các con mặc không hề lóng đâu nhá. Đây nó cổ nó này làm tỉ mỉ lắm. Chị yêu nào chốt váy Tiểu Thư comment váy Tiểu Thư. Váy Tiểu Thư ạ, váy Tiểu Thư cho em ạ. 53 59 ạ. Đưa cho em cái váy bi đỏ ấy đấy đi anh ơi. Hả? Đưa cho em cái váy dâu đỏ đấy. Váy Tiểu Thư chị Oanh Bờ mới vàng không còn 25 cân đâu. Nói chung là hết 25 cân rồi. Còn mỗi một cái màu hồng 25 cân thôi. Váy Tiểu Thư 59. Bán 59 có size 10 không có size 11 cân. Cái mã dâu hồng dâu đỏ mà hôm trước bán 45.000 á. Hết à? Thì còn ít thì mang vào đây chốt nốt để dành làm gì. Đây đầy chị size nhỏ thôi. Có size váy Tiểu Thư vàng 21 chị Phương Nga ok. Các chị lên đơn cho em mã váy Tiểu Thư cho em. Được chưa ạ? Mã váy Tiểu Thư 59.000. Bán rẻ thôi cho các chị. Chốt cho nó bon. Bán rẻ thôi chốt cho các chị cho nó bon. Đây váy dâu này em còn tí thôi. Size đến size số 7 thôi. Còn một cái đến 18-19 cân. Nhưng mà còn một cái thôi. Các chị yêu chốt cho em dâu đỏ cho em này 39.000. Chị nào nhanh có nha. Cái này chất cốt tông tàu đẹp lắm. 39.000 mã dâu đỏ. Comment cho em mã váy dâu đỏ size đến 19 cân còn một cái. Còn một cái size số 7. Quả dưới quả dâu. Cái đây nó theo hình quả dâu của anh bị sao. Ok chưa ạ? Đấy theo này xinh chưa? 39.000 em bao cả giá nhập vào chị em luôn. Mọi người nhá, cái này bao cả giá nhập vào chị em. Các chị lên cho em mã váy dâu, cho em váy dâu đỏ cộng cân nặng cho em. Trời ơi đẹp quá. Váy dâu đỏ cộng cân nặng em lên đơn. Được chưa ạ? 39.000. Mã lên cho em dâu đỏ. Có size đến 19 cân. 19 cân size to còn một size. Cái này có từ 8 cân nhá. Từ 8 cân. Các chị yêu chốt cho em mã váy dâu đỏ cho em. Váy dâu đỏ size 19 cho chị Thảo Nguyên. 39. Ok ạ. Cái này chỉ có đến 5X à. Dâu đỏ cho Sáng út. Nhá, váy dâu đỏ 39.000. Dâu đỏ chị dâu đỏ nhiều thế, nhiều chị chốt hoàng 19 cân thế không còn đâu. Không còn. Tất tần tật hôm nay còn gần này cái nữa thôi chị anh. Hết rồi, không còn 19 đâu. Các chị yêu ơi. 19 cân còn có một cái, hai cái thôi. Anh ơi tạo đơn thôi chị Sáng út. Hết rồi nha, dâu đỏ chả chị nào chốt size bé, còn chị toàn chốt size to này chết em. Có mỗi cái size to. Một hai cái size to. Dâu đỏ 20 cân hết rồi chị gái kinh bác hết, hết. Không còn. 20 cân hết, 20 cân đây nhiều mã mà. 20 cân đây nhiều mã mà, nay váy bạt ngàn 20 cân mà. Đúng không? Nay váy bạt ngàn 20 cân. Cái này nhưng mà chỉ size nhỏ đến 35 kg thôi. Cái này chỉ size nhỏ đến 35 kg thôi. Chị đã chốt cái mã này lên cho em mã bộ gì được? Cái này là bộ gì được? Có nhỉ? Có size đến 35 kg thôi, chốt cho em bộ này em có 3 màu, có 2 màu à? Bộ này có 2 màu thôi gì anh ơi. Đâu? Bộ này em cũng có 3 màu này. Bộ này hả? Bộ này comment cho em mã bộ 27. Mã bộ 27 nhá, bộ 27 cho em. Bộ 27 ạ. Chị yêu nào chốt mã bộ 27 comment mã bộ 27 giúp em. Được chưa ạ? Mã bộ 27 cho em này. Size đến 35 kg, size từ 17 kg đến 35 kg em có 3 màu. Mã bộ 2769 nhá. Nay bán cho các chị cho nó bắn đơn cho nó hoan hỉ nhá mọi người. Được chưa ạ? Mã bộ 27. Chị yêu nào chốt mã bộ 27 comment mã bộ 27 cho em. Bộ 27 size 17 kg xấu xinh quá. Chất cốt tông tàu. Bộ 27 toàn bộ hàng Quảng Châu có 3 màu.
có 3 màu giúp em. Mọi người nhá, mẫu này em có 3 màu ạ. Không còn đâu chị. Hết váy rồi. Các chị yêu lên giúp em mã bộ 27, mã bộ 2769 này, size đến 35 ký nhá. Có size đến 35 ký ạ. Các chị chốt cho em toàn bộ đẹp. Ôi, em bảo rồi, em Trang mà lấy hàng toàn bộ lấy hàng Quảng Châu mà nó sẽ rất là đẹp. Chị yêu nào chốt bộ 27 lên mã bộ 27 cho em. Mã bộ 27 nha các chị yêu nhá. Thật ra tầm này các con nó cũng phải biết, các con cũng biết đẹp rồi các chị yêu ạ. Các con tầm này các con cũng biết đẹp rồi. Nó đúng kiểu cách ý. Nó đúng phong cách. Không phải là ý, không phải là chạy đua theo mốt, nhưng mà ý là nó cũng phải đúng kiểu kiểu mà các con kiểu, các kiểu hình thù mà các con thích ý. Đó, lên đơn cho em mã bộ 27 nhá. Bộ 27 cho em này. Đẹp lắm nhưng mà chỉ size đến 35 cân thôi. Size đến 35 cân, 17 đến 35. Mã bộ 27 cho em. Được chưa ạ? 69 nghìn. Bộ 27 ok chị Đỗ Hà. Bộ 27 cho em. Bộ 27 cho em. Màu nào lên cũng đẹp. Màu nào lên đẹp. Anh ơi còn ít quần ngố hôm nay đấy, lên em mang đây em sell lốt đi nào. Chị yêu nào chốt cái mã này lên mã bộ 27 cho em. Được chưa ạ? Bộ 27. Mã bộ 27 nhá. Chị yêu nào chốt bộ 27 comment bộ 27. Mức giá là 69. Đây em còn ít quần ngố bò này, em sell lốt cho chị em mình này. Gì đây? Áo à? Đúng rồi, áo này. Áo các chị ơi, áo này. Ôi. Áo này phê chưa? Nhiều không anh ạ? Ui các chị ơi, áo đẹp quá. Ui cái áo này đáng nhẽ phải lên lúc đông đông cơ. Bây giờ thì hết size rồi. Cái này size đến 45 ký này. Hàng đại cồ cho các con nhá. Chất đẹp quá, hàng đại cồ cho các con. Mã lên cho em là áo sát lách bé này. Comment rõ cho em áo sát lách bé trai nhá. Áo sát lách bé trai size đến 20, size đến 45 kg. Được chưa ạ? Size đến 45 kg. Ok chị Phùng Xếu. Các chị yêu lên đơn cho em mã này cho em là áo sát lách bé trai. Size đến 45 kg, màu vàng này. Màu vàng. Để em xem màu vàng này có mấy. Ôi trời ơi, các chị ơi toàn bộ mẫu đẹp như này thôi. Toàn bộ mẫu đẹp như này size đến 45 kg nha, size đại cồ cho các con, được chưa ạ? Size đại cồ cho các con, em bán cho các chị yêu là 49.000. Size đại cồ. Size đại cồ em bán cho các con là 49.000 đồng. Rồi ok chị. Ôi trời ơi toàn mẫu xinh như này biết bán kiểu gì bây giờ. Bán mẫu xinh này biết bán kiểu gì bây giờ quên đấy. Cái mẫu này đóng vào bao kín quá. Về từ mấy hôm trước nhưng mà quên. Để em xem là áo. Áo sát lách cho bé trai là có mấy màu này. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt sát lách bé trai còn em sát lách bé trai cho em. Hình như em có 3 màu thôi. Đây này anh ơi cái mã bộ này. Ôi trời ơi. Chị nào nhanh có nha. Chị nào nhanh có cái bộ này. Chị nào nhanh có cái bộ này. Bộ này cho các con đi bơi cũng được. Đi bơi cũng được, mặc ở nhà cũng xinh. Chị nào nhanh có. Chỗ bộ này siêu xinh. Chị Vũ Uyên chị gửi thường bên em khách chịu cước. Chị Vũ Uyên ơi chị gửi thường bên em khách chịu cước. Xinh dã man chưa? Các chị ơi xinh dã man chưa bộ này. Ôi trời ơi 39.000. Chốt cho em bộ trắng size từ 7, size từ 6-7 ký, 7 ký nha. Ôi trời ơi bộ này xinh quá. Mọi người ơi size từ 7 ký. Cái này em có đến số 7 ạ. Mỗi chị chốt cho em mấy bộ. Chất không đẹp trả về. Hàng Quảng Châu Thanh Lý này. Chuẩn xịn hàng tàu Thanh Lý. Áo ba lỗ đã lên đâu nhỉ. Đấy đang bảo lên không nhìn thấy cái này lại quên mất. Áo ba lỗ 49, tí nữa em lên tiếp.
Cái này em có đến size số 7 ạ, đến 16 ký ạ. 16 17 16 ký thôi. Chốt đến 16 ký cho em. Mọi người nhá. Chốt cho em từ 7 ký đến 16 ký. Chốt giúp em bộ Mickey trắng cho em. Mickey trắng. Bộ xanh là chị Ngọc Anh, bộ xanh kia chị ơi, bộ xanh kia là 909. Trắng cho em bộ, comment rõ cho em bộ Mickey trắng nhá, không là mai quên. Bộ Mickey trắng 39.000. Chất không đẹp các chị yêu trả về đây cho em. Comment rõ cho em không ngày mai là quên đấy. Ngày mai là các bạn không biết bộ Mickey trắng là bộ, các chị comment bộ trắng là không biết bộ nào, comment rõ cho em là bộ Mickey trắng. Xinh dã man theo này, Mickey. Ok, đẹp thế. Hôm nào lấy size to sao? Ok chưa ạ? Ok, chị Đỗ Hà bộ trắng, Mickey trắng. Chị Đỗ Hà 39.000 này. Chị Đỗ Hà một bộ này, trai chị Đỗ Hà mỗi chị bộ này. Ok chưa ạ? Xinh dã man luôn này, theo nhá. Trời ơi, xinh chưa? Chị Hiệp Linh bộ Mickey trắng 10 cân, ok chị này. Chị xem áo xanh với, đợi em một tí xong em lên lại. Các chị chốt giúp em mã bộ Mickey trắng cho em. Chị Nguyễn Thị Hiền bộ Mickey trắng ok ạ. À, Mickey trắng size to nhất chị Thảo Nguyên ơi, không vừa, em chốt đến 16 ký. Đây là toàn bộ hàng Quảng Châu này, chất của nó sướng lắm. Cái này các con mặc đi bơi cũng xinh luôn. Ok, chị Nguyễn My bộ Mickey trắng cho em này, xinh lắm. Để em nào em chụp ảnh với gạo nhà em mặc cho. Trời ơi, hôm trước em bảo em có mỗi 20 bộ này mà em bảo các bạn đấy, chị Hương Giang Võ 14 ký này. Không, kiểu như kiểu là con không vừa vẫn chốt cho cháu. Chị Hương Giang Võ 14 ký 39.000 đồng ạ. 39.000 đồng ạ. Chị Đỗ Hà có bộ Mickey trắng ạ. Chị hai chị Đỗ Hà đều có rồi, đẹp quá. Nhiều cái em bà ôm được thanh nhí, nhiều cái nó hay đó, nó rẻ, nó đẹp. Đấy, nhưng mà thật sự các chị này, em bán không phải em nhập cái này vào nó dưới 30.000 hay là dưới 25.000 đâu các chị yêu ạ. Mà em bán mỗi một bộ em chỉ bán lấy vài nghìn thôi. Em gọi là lấy công ăn việc làm đấy mọi người ạ. Ok, Mickey trắng cho chị Cao Thu Hiền 39. Rồi, tiếp tục em lên áo này. Em lên áo ba lỗ, em có 3 màu nhé. Áo ba lỗ của bé em có 3 màu. Cái mẫu này phải ba lỗ không nhỉ? Áo ba lỗ của bé cho em bộ trắng 14 cân cho chị Ngọc Bích nhỉ? Ôi trời ơi, cái này size đến 45 cân nhá. Hàng đại cồ cho em. Vải đuôi, vải đuôi. Ô cái này, cái này em vừa nói em nhớ nhầm giá rồi các chị ơi. Cái này vải đuôi nên nó đắt hơn. Các chị yêu nhá, cái này vải cốt tông đuôi. Ôi trời ơi, sướng lắm. Cái này nó lại là size to nữa. Size đến 45 cân. Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em ạ. Cái này em comment cho em áo ba lỗ bé trai nhá, 52.000. Thôi, nói 49.000 nó hớ quá thôi, các chị yêu lên cho em mã này 52.000. Em định bán 5 năm như thôi. Size của các bé từ 25 cân đến 45 cân. Size của các size đại nha, size đại cổ của các con từ 25 cân đến 45 cân, chất cốt tông đũi, mọi người nhìn rõ không ạ? Đó, mọi người nhìn rõ không ạ? Chị yêu nào chốt cái áo này lên cho em mã này, comment áo sát lách bé trai cho em size từ 25 cân, có màu đen cho em này, có màu xanh cốm cho em này. Là 52.000. Cái này là đến 45 cân mặc vẫn rộng rãi thoải mái nha. Được chưa ạ? Size từ 25 cân đi lên. Đấy, size từ 25 cân đi lên cho em đến 45 cân. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em áo sát nách bé trai cộng cân nặng cộng màu. Cộng màu cho em ạ, áo sát nách bé trai cộng cân nặng cộng màu, màu cái này màu vàng này. Được chưa ạ? Màu vàng cho em này. Cái này lên đơn cho em là màu trắng này. Cái này lên đơn cho em là màu trắng này. Lên đơn cho em là màu trắng, áo sát nách bé trai cộng màu cho em. Được chưa các chị ơi? Mức giá là 52.000. Vải cốt tông đũi. Áo 2 dây, à ừ, áo 2 dây cho bé. Anh ơi, còn áo 2 dây đây. Còn ở cái túi này, góc hè cho áo chống nắng á. 52.000, hàng đại cổ. Các chị yêu thông cảm nhá, bởi vì hàng này không là em sẽ bán 55.000 đấy. Nhưng mà em nơ chót nỡ nói giá rồi. Ba lỗ không có 14, ba lỗ 14 cân là mã khác. Ba lỗ 14 cân nó sẽ rẻ hơn. Hàng đại cổ nó mới đắt thế thôi nhá. Hàng ba lỗ mười mấy cân nó chỉ mười mấy nghìn thôi. 52.000. Tiếp tục áo dây. Ôi dồi ôi, áo dây. Áo dây này gọi là xinh, siêu xinh. Áo dây gọi là siêu xinh. Nhiều cái áo đẹp hết ấy. Đây, áo dây này hôm trước bán bao tiền nhỉ? Size đến tầm lên quần con trai đi rồi. Ok, sát nách bé trai 40 cân 52, chị Nguyễn Thắm.
Ok ạ. Lấy ba cái ba màu cho bé trai rồi. Ok chị Ti La Nguyễn để lại số điện thoại cho em. Chị gái Ti La Nguyễn để lại số điện thoại cho em. Chất cốt tông đũi nhá. Chất cốt tông đũi. Được chưa? Áo dây. Chị yêu nào chốt áo dây comment áo dây cho em 38.000. Xinh chưa? 38.000. Áo dây các chị comment áo dây cho em. À áo dây, xin lỗi mọi người. Áo dây 36.000 đồng. Áo dây 36.000. Mà thôi hôm nay bán luôn 35 đi. Các chị ơi, hôm nay bán luôn áo dây 35.000. Áo dây 35.000 đồng. Áo dây 35 chốt cho em áo dây cho em. Áo dây size đến 16 17 cân. Size đến 16 17 cân chốt cho em áo dây. Được chưa ạ? Size từ 8 cân đến 16 17 cân. Bé gạo nhà em tối hôm qua mặc em cho xem mẫu rồi đúng không các chị? Tối hôm qua em có bé gạo lên để cho các chị xem mẫu rồi. Con này siêu xinh size đến 16 cân. Size này nó size đến 160 của hàng Quảng Châu. Toàn bộ hàng tàu nha, em bán toàn bộ hàng tàu cho chị em hết. Cái này nó chất cốt tông lạnh. Mặc vào mát rồi rượi luôn. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em áo dây. Áo dây cho em áo dây 35.000. Áo dây 35.000. Được chưa mọi người ơi, áo dây 35.000. Cái mã này em có một gì sao ấy. Áo dây 35. Ok chưa ạ? Áo dây 35, chị yêu nào chốt áo dây 35 comment áo dây 35 cho em. Cái này có size từ số 1 đến số 7 này. Nào. Áo dây ok chị Hiệp Linh chốt đi các chị ơi, 35.000 đồng. Xinh quá. Áo dây ok, hai cái đúng rồi, lên chốt hai cái cho em. 35.000. Không bao giờ bị xù. Cái dòng đấy nó là vải cốt tông lạnh. Được chưa ạ? Áo dây cho em. Còn chị nào chốt áo dây comment áo dây. Trời ơi xinh dã man. Xinh như này. Áo dây 20 cân không vừa rồi chị ơi, em chốt đến 16 17 cân. Nó có size đến 170 của hàng Quảng Châu. Nó có size đến 170 của hàng Quảng Châu. Em chốt đơn cho các chị yêu đến 17 cân nhá. 16 17 cân cho các con. Rồi chị yêu nào chốt cái mã này. Ôi áo lớp này xinh chưa. Áo I love you xinh quá. Áo I love you cho em màu hồng. Size đến 18 17 cân. Size đến 17 cân. I love you màu tím. Đúng rồi, 100 nhưng mà là size nhí. Nhưng mà là size nhí chị ơi, em cũng muốn có size to lắm. Nhưng mà chưa về được size to. Không có màu khác, chỉ có một màu thôi. Áo I love you cho em này các chị yêu này, size từ 1 đến 7. Cái này size từ 1 đến 7 các chị chốt lốt cho em. Áo I love you cho em size từ 8 ký. Comment rõ nha, áo I love you xinh quá. Xinh dã man luôn, màu tím nhạt, màu hồng hồng tím ấy, tím hồng ấy. Chị nào chốt áo I love you comment áo I love you cho em. I love you size đến 17 cân, 16 cân. Size từ 8 cân đến 16 cân. Chốt cho em mã I love you, áo I love you 35.000. Xinh quá. 35 35. Mã nào cũng thấy xinh nha các chị yêu ạ. Không bán thì tiếc. Không bán thật sự tiếc. Chốt cho em mã áo I love you em. Bộ em mặc á? Không. Bộ em mặc là trước em bán quần là 39 hay sao nhỉ? Đúng rồi. Vừa trưa ngày bán hết xong. Quần này còn không? Hết sạch. Áo I love you. Chị yêu nào chốt áo I love you comment áo I love you. Xinh quá. Áo I love you là 35 nhá. 35 35 nhá. Được chưa ạ? 35.000. Chị Trần Công Thiện ơi, phải comment đúng mã cho em. Mã này là áo I love you. Được chưa ạ? Thấy nó đúng có chữ I love you. Ngày mai khỏi lẫn. Này anh ơi, 35.000. Áo I love you 35. À cái áo rút dây anh ơi, mang nốt đây em xả nào. Áo rút dây em thanh lý nốt cho chị em này. Hả? Không có đến 20 cân đến 16 cân mà. Không, quần em mặc là trước là bán ok áo I love you chị Đỗ Hà. Không có áo dây 20 cân đâu chị. Áo I love you không có 20 cân, có 12 cân. Ok ạ. Anh ơi,
áo 35-17 chị Thùy Ngân là comment áo I love you ấy. Áo I love you ấy. Em thề với các chị là em lấy hàng lao cũng đẹp. I love you số 7 nhé, ok chị Thảo Nguyên. I love you 35.000. Trời ơi, lại mẫu rút dây rồi. Thôi không bán mẫu này nữa. Nào bộ này này. Bộ này em xem là còn bao nhiêu bộ này. Bán mẫu đẹp thôi. Ok chị Thùy Ngân áo I love you. Quần em đang mặc là vải xéo Thái. Các chị thấy xinh chưa? Xinh chưa ạ? Cái này size 2X này. Cái bộ này em xem là còn đến size mấy X? M L XN và 2XN. M L XN và 2XN. Em đang có hai màu mã lên trên mã bộ 28 đây. Bộ 28. Bộ đen ở đằng sau á chị ơi, bộ đen đằng sau 99.000 nhá, nhưng mà các chị chốt bộ hãng này này đẹp này, 109. Bộ hãng em bao các chị yêu chỗ khác bán 165 luôn. Mua thử một bộ nhận hàng kiểm tra hàng không đẹp trả về đây cho. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt cái bộ này lên đơn cho em này. Mã bộ 28 nhá. Bộ 28 xinh chưa? Size từ 15 kg đến 25 kg. Bộ 28 size từ 15 kg đến 25, size từ 15 đến 25. Kiểm tra lượt chia sẻ đi chị rồi ok. Áo I love you có màu hồng không? Có màu hồng, có màu nhạt nhạt nữa. Có màu nhạt nhạt nữa chị ơi. Đây này, áo I love you có màu nhạt nhạt như này nữa, nhưng mà em không lên. Màu da đấy, kiểu màu da da đấy. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt cái mã này lên đơn cho em ạ. Mã này lên đơn cho em, mã này là mã gì ạ? Mã này lên đơn cho em, mã này là bộ 28 nhá. Bộ 28 cho em, được chưa các chị yêu? Bộ 28 cho em này, chị yêu là chốt bộ 28, comment bộ 28. Bộ 28 em có hai màu, màu hồng đậm và hồng nhạt cho em. Được chưa ạ? Size từ size đại cổ 65.000 đồng một bộ ạ, 65.000 đồng. Chị yêu nào chốt bộ lơ 28, comment cho em bộ 28 cho em. Bộ 28 chị yêu nào, không cần phải mặc lên, không cần phải treo cả bộ lên đâu các chị yêu ạ, bởi nó quá đẹp luôn này. Được chưa ạ? 65.000 đồng một bộ, size từ 15 cân đến 25 cân, chốt mã bộ 28. Bộ xanh đằng sau là 109 chị ơi. Tí nữa em mặc thử luôn cho. Chị yêu nào chốt cái mã này lên cho em, mã bộ 28. Bộ 28, bộ đỏ có màu khác không? Bộ đỏ là mã nào nhỉ? Có đủ màu chị ơi, tí nữa em mặc thử cho. Xong này em mặc thử cho các chị nhá. Chị yêu nào chốt bộ 28 lên đơn bộ 28 cho em. Bộ 28 65.000 một bộ. Bộ 28 65.000 đồng một bộ. Bộ 28 của chị Phạm Thu Thủy hồng nhạt. Bộ 28 có đủ size nhá. Có đủ size M, L, XN, 2XN cho em. Được chưa ạ? Bộ 28 không cần phải treo lên mẫu đâu. Bộ 28, mã bộ 28 đúng không? 65.000 ạ, size từ 15 cân đến 25 cân. Đẹp quá. Có màu khác đây, đợi em lên. Rồi bây giờ em lên cái bộ người lớn tí xíu nha. Ok chưa? Anh ơi kiểm tra lượt chia sẻ xem nào. Rồi kiểm tra lượt chia sẻ xong là chuẩn bị tặng quà, sau đó là em lên 1-2 mã bộ của người lớn nữa là em nghỉ like nhá. Mọi người nhá. Được chưa ạ? Cái bộ này cầm vào đây em mặc thử này. Anh ơi lấy cho em cái bộ này màu đen đi, còn size không? Hàng hãng này còn không? Bộ hãng của nhà em này thì em bao các chị như này nhá. Đi ra ngoài mua chắc chắn là, chắc chắn một điều cho em là bao nhiêu tiền ạ? Chắc chắn một điều cho em nó sẽ rơi vào tầm 165.000 đồng một bộ. Em bán cho các chị yêu chia sẻ like 109.000 đồng. Được chưa ạ? Nhận hàng kiểm tra hàng chất không đẹp, may không đẹp các chị yêu hoàn về. Mọi người nhá, nhận hàng kiểm tra hàng chất không đẹp, may không đẹp các chị yêu hoàn về đây cho em. Mức giá là 109.000 một bộ. À tiếp tục em còn cái váy dây này, tí nữa em sẽ nghĩ nốt này. Ôi trời ơi, nhiều mã lắm váy nhà em ạ. Thật các chị yêu nào. Nhà em nó nhiều mã váy kinh khủng luôn. Đấy, em lên cho các chị yêu bộ này. Có chỗ rồi. Biết luôn. Anh ơi. Anh à?
đang còn đủ size. Em đang còn đủ size của size M, L, XL. Ok chưa ạ? Thế là em đang còn đủ size của size M, L, XL nha mọi người nha. Và em có 3 màu. Cho chị một bộ đen 65 cân. Ok chưa ạ? Các chị lên đơn cho em bộ này thì em chỉ có đến 62 cân thôi. Còn sang cái mã bộ kia thì em mới có đến 65 cân. Nha mọi người nha, bộ này em chỉ có size đến 62 cân thôi ạ. Có size M, L, XL. Các chị yêu nhá, hàng toàn bộ hàng chuẩn size số chị em mình từ 45 cân. Từ 45 cân đến 62 cân. 109.000 đồng một bộ. Nhận hàng kiểm tra hàng chất không đẹp, các chị yêu hoàn về. Nó hoan hỉ chưa ạ? Lên comment cho em mã bộ Chanel cộng màu. Em có màu xanh và màu đỏ. Ô chồng, chồng em không vứt ở đây rồi. Ông ấy đi mẹ đâu rồi? Thế có đi đâu chứ, chắc ông mệt. Đây các chị comment cho em bộ Chanel. Bộ Chanel nhá, màu đen này, màu đỏ này. Màu đen, màu đỏ, màu xanh, được chưa ạ? Đen, đỏ, xanh có 3 màu, có đến size XXL, à có đến size XL chị em mình thôi nhá. 62kg đổ về. Chị yêu nào chốt bộ này thì comment bộ Chanel, tiếp tục bộ này comment cho em bộ chữ. Được chưa ạ? Bộ chữ này thì em có đủ màu. Bộ mặc đẹp quá, màu nào cũng đẹp. Mẫu này cũng đẹp cực kỳ luôn. Em thật với các chị, mẫu nào mặc lên nó cũng đẹp. Hôm qua em mặc thử hết rồi các chị yêu đấy. Mẫu này lên cho em là bộ chữ trên. Bộ chữ mức giá là 59. Nhớ để chế độ theo dõi trang page cho em nha các chị yêu nhé. Nhấn theo dõi page cho em. Được chưa ạ? Lên cho em bộ chữ cộng màu. Màu rêu này. Màu đỏ đô, màu đỏ cam ấy. Màu màu này lên cho em là màu lâu bò. Màu hồng. Đấy các chị chốt bộ đi thôi em nghỉ like nhá. Hả? Đấy, đi rồi. Tiếp tục cho em mã này cho em là váy 3D này. Váy 3D thanh lý cho các chị yêu mình luôn. Mặc mát nị. 29.000 váy 3D. Có đủ size cho các con từ 12 cân đến 55 cân. Cái này các chị mặc mẹ con, mặc đôi, mặc ba thoải mái. Được chưa ạ? Chị yêu nào chốt váy này comment váy 3D cho em. Váy 3D cho em nhá các chị yêu nhá. Váy 3D 29. Chất cốt tông lạnh. Được chưa ạ? Chất cốt tông lạnh cho em. Chị yêu nào chốt váy 3D comment váy 3D. Váy 3D màu hồng này. Váy 3D cho em là màu gì ạ? Màu trắng này. Váy 3D cho em màu đen này. Nói chung toàn bộ hàng đẹp bây giờ oải rồi. Oải rồi các chị ơi. 29.000 đồng. Cái này là hàng xuất Hàn. Nhưng mà em ôm nhiều lắm. Cái này em ôm nhiều lắm ấy, không phải nhiều. Không phải nhiều vừa mà là nhiều lắm. Rồi em nghỉ like nha mấy chị ơi. Còn chị yêu nào mình muốn hỏi thêm gì không ạ? Còn chị yêu nào mình muốn hỏi thêm gì không? Còn chị nào mình muốn em mặc thử bộ nào nữa không? Ok ạ. Chị Hương Giang Võ chưa? Anh ơi lấy cho thêm một cái cho chị Hương Giang Võ đi anh ơi. 533 cân, 55 và 27 cái anh ơi. Lấy một cái thêm một cái 3D đen cái xong anh ghi vào đấy để mai nhặt file. Tại vì chị không gọi điện được. Ok ạ, à, váy 3D cho em ạ. Này anh ơi, váy 3D. Em mặc thử cho mấy chị xem nhá. Em ra mặc thử một cái cho mấy chị xem. Được chưa ạ? Cầm cho em một cái to đây mặc xem ạ. Đây toàn size nhỏ thôi. Chị yêu là chốt váy 3D comment váy 3D cho em. Đẹp lắm. Đây này, kéo tẹt bo, được chưa ạ? Kéo tẹt bo cho em. Váy 3D rõ đẹp mà hôm trước nhặt sai chị bé tí á. Mít mặc được à? Ơ thế hôm trước là chị bảo như thế là chắc là nếu mà lấy sai như thế thì phải là lấy sai cho mít rồi. Chắc là chị nói lấy sai cho mít rồi. Chứ còn sai bé, sai to nó chênh nhau nhiều lắm. Chứ ai này, sai từ 12 cân đến 55 cân cơ mà. Sai từ 12 cân đến 55 cân mà nó có từ số 1 đến số 15 cơ mà. Nó có từ số 1 đến số 15 cơ mà. Cái mẫu này nó là váy mẹ, váy con, váy chị, váy em mà. Mẫu này một di của nó là 12 số. Một di của nó là 12 số mà. Một di của nó là 12 cái cơ mà. Đấy. 29.000. À, chị bảo lấy size của chị á. Chị hồng đen này, ok chị. Hai cặp. Ok, đây em mặc thử cho các chị yêu xem. Lấy cho em một cái mặc thử nào, đằng nào cũng lấy em một cái em mặc ngủ luôn đi.
này nó có lên size số mười mấy cơ, không phải đến size số 7 đâu. Thế chắc hôm đấy là tưởng lấy cho con chị đấy. Đây này size số 7, số 8 nó mới bé như này thôi. Chất đẹp lắm. Nhưng mà đấy, các chị nhìn này. Được chưa ạ? À, chúc mừng chị gái này. Em kiểm tra lượt chia sẻ nhá. Chúc mừng chị này, chị này là hôm nay lại có quà rồi. Chị Ngọc Hoài Trần ơi, chị còn đây không? Đây lại có quà rồi, chia sẻ 136 lượt. Đây em đứng sát vào đây xem nào, các chị có nhìn thấy gì không? Không nhìn thấy gì đâu nhỉ. Em mặc thử cái váy dây để váy 3D này cho các chị yêu xem. Em mặc thử cái váy 3D để cho các chị yêu xem. Mà chắc nhà ở đây toàn chị em gái thôi. Đấy, các chị nhìn này. Cái này nó là áo váy ấy. Xinh lắm, mặc lên nó mới xinh. 29.000 đồng. Rồi ok, chúc mừng chị gái nha, nhận được một cái váy. Nhận một quà tặng nha. Ok, hôm nay chúc lại chúc mừng chị gái này rồi. Được chưa? Lại chị lại được quà rồi. Anh ơi ghi tặng cho chị Ngọc Hoài Trần chia sẻ. Tặng quà bát ngát luôn. Anh này. Rồi, thôi nghỉ like. Mấy chị ơi nghỉ like nha. Ngày mai nhớ chú ý nghẹn thoại cho em. Được chưa ạ? Ngày mai nhớ chú ý nghẹn thoại cho em. Đây chưa phải là size lớn nhất đâu nha. Được chưa các chị yêu ơi, này, chất của nó đây. Phê tít luôn. Các chị mặc với quần sóc cho em cũng đẹp. Ok chị, nộ hàng á, làm gì mà lộ. Cái này các chị mặc với quần sóc cho em cũng đẹp. Mà mặc với quần legging cho em đẹp. Mặc với kiểu quần ôm gối này này. Mặc với kiểu quần umi ôm gối này. Được chưa ạ? Em cũng chả để ý được chồng em mặc vào đây là size bao nhiêu. Em chả để ý. Rồi nói chung là cái này các chị cao thì mặc làm váy cho em. Mã 9 đây chị ơi. Tặng cho chị Ngọc Hoài Trần đấy. Chia sẻ nhiều đấy. Đấy cho các chị chia sẻ nhiều thế có bị làm sao đâu. Ok chưa ạ? Lộ mỡ bụng ấy. Gì? Cái này nó form suông mà không lộ bụng đâu. Form suông không lộ bụng. Được chưa ạ? Các chị lên cho em đây là mã 9 ạ. Chị nào vừa hỏi mã 9 lên mã 9, 39.000 nhá. Mã 9. Áo 3 cái gì nhỉ? Chị Oanh Bờ mà hỏi cái gì anh nhỉ? Em không hiểu nhỉ? Chị Oanh Bờ mới hỏi cái gì em không hiểu nhỉ? Chị Oanh Bờ mới, chị lấy váy 9/17. Mã váy váy 9 rồi ok, 17 cân mã váy 9 rồi ok. Cái này đẹp lắm luôn, có 39.000 thôi. Mai gọi điện chốt đơn rồi ok chị. Ngày mai bên em gọi điện chốt đơn, các chị chớ nhớ chú ý nghe điện thoại nhá. Được chưa ạ? Lên lốt một cái mã váy dây này cho chị em này. Lên lốt một cái mã váy dây này, cứ để gom gom quên mất chả có bán gì cả. Cứ để gom gom chả có bán gì cả. Size từ 15 cân đến 23 cân. Size 15 cân đến 23 cân mã váy dây này xinh lắm. 49 này, chị nào chốt váy dây comment váy dây. Chị yêu nào chốt váy dây comment cho em mã váy dây. Chị yêu nào chốt váy dây comment váy dây cho em 49 nhá. 49.000 đồng. Không không còn hai chiếc nhé. Rồi ok chị Dương Thùy. Mai gọi rồi ok. Ok chị Hương Giang Võ, sớm mai em gửi bill cho chị sớm nhá. Xong rồi chị dậy chị ok lại cho em là chiều mai đi đơn luôn. Được chưa ạ? Các chị lên đơn cho em mã này cho em là mã váy dây ạ. 49 ạ. Váy dây 49.000 nhá. Hôm nay lượt chia sẻ nhà mình cũng khá là nhiều đúng không? Hôm nay lượt chia sẻ nhà mình hơn 1.000. Áo 3D cho mẹ lớn nhất tầm 55 cân. Hả? Phần mềm nào? Hả? Cái gì? Thế sao trên điện thoại của mình lên tận 1.000 nhỉ? Trên phần mềm nó lọc mới là đúng nhất. Trên phần mềm là nó đọc lọc sẽ là lọc vào những cái mà như nào ạ? Đến 55 cân em ơi, em trả lời thì thấy anh cáu cái gì. Rồi em nghỉ like nha mấy chị ơi. Thank you mọi người. Cảm ơn các chị yêu đã vào xem like nhá. Cảm ơn các chị đã vào chia sẻ livestream giúp em. Bye bye tất cả các chị. Ngày mai nhớ chú ý nghe điện thoại bên em, các bạn gọi điện chốt đơn nhá. Bye bye mọi người. Chúc các chị yêu ngủ ngon nhá.
nóng toẹt cả mồ hôi. Rồi bye bye các chị gái nhé.